Đại Y Vô Cương, Hứa Thuần Lương. Tập 76. Phá án cảnh sát vì bọn họ giảng giải một chút, tối hôm qua tiếp vào báo án về sau, bọn hắn trong đêm siêu tập lộ tuyến mấy chỗ giám sát, Trịnh Bồi An hẳn là từ Nam Giang Đại học cổng liền bắt đầu theo dõi Hứa Gia Văn, một đường cùng tung đến cầu vượt, tại hai người dây dưa quá trình bên trong, Hứa Trường Thiện xuất hiện. Hứa Thuần Lương nhìn thấy thân ảnh của Gia Gia xuất hiện ở trên màn ảnh, không khỏi cái mũi có chút mỏi như, hắn nhịn xuống nước mắt tiếp tục xem tiếp. Mất lý trí Trịnh Bồi An nghĩ vượt qua cầu vượt nhảy đi xuống, Gia Gia muốn ngăn cản hắn, trong quá trình này, đã mất đi cân bằng, hai người dọc theo cầu vượt cầu thang lăn xuống dưới. Xuất hiện ở Trịnh Bồi An trốn rời hiện trường thời điểm tạm dừng. Phá án cảnh sát nói, tập hợp nhiều mặt tình trạng cùng người trong cuộc khẩu cung, Hứa lão tiên sinh bỏ mình đơn thuần ngoài ý muốn, hắn ý đồ ngăn cản Trịnh Bồi An nhảy cầu, thế nhưng là cùng ngày bởi vì trời mưa nguyên nhân, mặt cầu trơn ướt, hai người đã mất đi cân bằng, dọc theo cầu thang lăn xuống đi, cho nên mới đưa đến trận này bi kịch phát sinh. Liễu Thanh Sơn muốn tới điều khiển từ xa frame by frame chiếu lại một chút hai người từ trên cầu thang lăn xuống hình tượng. Lục Kỳ nói, vô luận có phải hay không ngoài ý muốn, Trịnh Bồi An lựa chọn thoát đi đều là cực không chịu trách nhiệm hành vi. Hắn bản thân liền là Đông Châu Trường Hưng Bệnh viện bác sĩ, hắn hiểu được cấp cứu thường thức, nếu như trước tiên tiến hành nghĩ cách cứu viện, khả năng Hứa lão tiên sinh còn có được cứu về cơ hội. Phá án cảnh sát nói, căn cứ chúng ta giải, Trịnh Bồi An lúc ấy tinh thần tình trạng rất không ổn định. Liễu Thanh Sơn dừng lại hình tượng, các ngươi nhìn, hắn lúc ấy kiểm tra Hứa lão tiên sinh tình huống, hẳn là từng có cứu người ý nghĩ. Hứa Thuần Lương cắn chặt hàm răng. Vô luận trước đó Trịnh Bồi An đối Hứa Gia làm qua cái gì, đều triệt tiêu không được hắn đối Gia Gia phạm vào tội nghiệt. Liễu Thanh Sơn tiếp tục nhìn xuống, Hứa Gia Văn bên người nam tử này là ai? Phá án cảnh sát nói, Nam Giang Đại học một vị giáo sư, hắn gọi Tùy Đông Quân, giống như gần nhất đang theo đuổi Hứa Gia Văn. Liễu Thanh Sơn cùng Lục Kỳ liếc mắt nhìn nhau, hai người gần như đồng thời hỏi, hắn làm sao lại xuất hiện ở đây? Phá án cảnh sát nói, chúng ta cũng hỏi qua vấn đề giống như trước, là như thế này, bọn hắn ở tại cùng một cái cư xá, Tùy Đông Quân lúc ấy cũng tại từ trường học trên đường về nhà, đạo này cầu vượt bình thường là bọn hắn phải qua đường, hắn nghe được tiếng la khóc tranh thủ thời gian tới xem một chút tình huống, phát hiện là Hứa Gia Văn về sau liền toàn bộ hành trình cùng đi, còn hỗ trợ sắp chết người đưa đến bệnh viện. Liễu Thanh Sơn hướng hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, nhắc nhở hắn thận trọng dùng từ, người chết hai chữ này dễ dàng kích thích tốt thuộc thần kinh. Còn tốt Hứa Thuần Lương đã hoàn toàn bình tĩnh lại, Gia Gia của ta đi bệnh viện trước đó đã qua đời sao? Phá án cảnh sát nói, dựa theo bệnh viện phương diện thuyết pháp, 120 đưa chống đỡ bệnh viện trước đó đã ở vào não tử vong trạng thái. Lục Kỳ vỗ vỗ Hứa Thuần Lương bả vai, biểu thị an ủi, hắn phi thường rõ ràng Hứa Thuần Lương đối Gia Gia tình cảm. Liễu Thanh Sơn nói, mau chóng tìm tới Trịnh Bồi An, ta cảm giác người này có tự sát khuynh hướng, còn có. Hắn nhìn thoáng qua Hứa Thuần Lương. Lục Kỳ nhìn ra hắn có mấy lời không muốn ở trước Hứa Thuần Lương bột nói, hướng Hứa Thuần Lương nói, Thuần Lương, chúng ta đi ra ngoài trước. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu cùng Lục Kỳ cùng ra ngoài. Đợi đến hai người bọn họ rời đi về sau, Liễu Thanh Sơn tướng hình tượng đổ về đến Tùy Đông Quân bộ phận, hảo hảo điều tra thêm người này, hơn 11 giờ khuya, lại mưa, hắn vừa vặn xuất hiện ở đây, ta luôn cảm thấy cái này sự kiện có chút kỳ quái. Phá án cảnh sát cười nói, Liễu đội, ngài là xử lý hình sự án xử lý nhiều, người này tại Nam Giang Đại học danh tiếng rất tốt, thật sự là hắn là đi ngang qua. Liễu Thanh Sơn nói, bất kể có phải hay không là đi ngang qua, cha rõ ràng luôn luôn tốt, coi hắn là muộn hành động lộ tuyến thăm dò rõ ràng, cụ thể đến đi ra ngoài thời gian. Vụ án này cũng không thuộc về hắn, cho nên Liễu Thanh Sơn cũng không liền nhúng tay, chỉ có thể mời đồng nghiệp hỗ trợ. Mưa đã tinh, trời còn âm. Hứa Thuần Lương cùng Lục Kỳ đứng ở trong sân, Lục Kỳ vẫn là lần đầu nhìn thấy hắn tiểu tụy như vậy, từ trong xe cầm một bình nước đưa cho hắn. Hứa Thuần Lương lắc đầu. Lục Kỳ nói, ngươi có tính toán gì? Hứa Thuần Lương nói, cha ta ban đêm hẳn là có thể tới, làm sao đều phải để hắn gặp Gia Gia một lần cuối. Lục Kỳ thở dài nói, làm sao tính được số trời, có một số việc cũng không phải sức người có thể khống chế. Hứa Thuần Lương nói, trách ta. Nếu như ta sớm gọi điện thoại nói một tiếng, có lẽ hết thảy đều có thể tránh khỏi. Lục Kỳ nói, ngươi không cần tự trách, ai cũng không nghĩ ra chuyện này sẽ phát sinh. Hứa Thuần Lương điện thoại di động vang lên, là đại cô Hứa Gia An gọi điện thoại tới,
điện thoại vang lên vài tiếng, Hứa Thuần Lương mới nghe. Thuần Lương, người có thể tới hay không nhà gì nhỏ bên trong một chuyến, chúng ta có việc thương lượng với ngươi. Hứa Thuần Lương hờ hững nói, ta chính ở cục cảnh sát, có chuyện gì sau này hãy nói. Hắn liệu định các nàng sẽ không có chuyện gì gấp, tại gia gia chết trong chuyện này Trịnh Bồi An phải chịu trách nhiệm đảm nhiệm, tiểu cô Hứa Gia Văn không thể nghi ngờ cũng muốn gánh chịu trách nhiệm rất lớn. Hứa Thuần Lương cúp điện thoại, hướng Lục Kỳ nói, các ngươi hai anh em đi về trước đi, đừng chậm trễ công việc. Lục Kỳ nói, hai ta đều xin nghỉ, dù sao nơi này không phải Đông Châu, nhiều mấy người hỗ trợ luôn luôn tốt. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu. Lục Kỳ nói, đúng rồi, muốn hay không thông chi một chút những bằng hữu khác, ngươi cho ta danh sách, ta đến an bài. Hứa Thuần Lương nói, chờ ta cha ta tới lại nói. Lục Kỳ nói, cũng tốt. Hứa Thuần Lương để Lục Kỳ giúp mình nhìn chằm chằm bên này điều tra tình huống, hắn lái xe hướng nhà tang lễ phương hướng chạy tới, lái qua lộ tuyến vừa vặn trải qua ra ra tối hôm qua xảy ra chuyện cầu vượt, Hứa Thuần Lương chậm lại tốc độ xe, não bổ suất một chút sự tình lúc tràng cảnh. Lúc này Hứa Thuần Lương nhận được một chiếc điện thoại. Tiếp thông điện thoại về sau, đối phương cũng không nói lời nào. Uy, ai vậy? Trong ống nghe truyền đến tiếng thở dốc. Hứa Thuần Lương từ khí tức bên trong đánh giá ra thân phận của đối phương, hắn tướng xe tựa ở ven đường, là ngươi. Trịnh Bồi An. Trịnh Bồi An thanh âm tràn đầy hối hận cùng bất lực, Thuần Lương, ta thật không muốn thương tổn hại ra ra ngươi. Ta thật không có, là ngoài ý muốn, hoàn toàn là một trận ngoài ý muốn, ngươi chớ có trách ta. Hứa Thuần Lương kiệt lực khống chế phẫn nộ trong lòng, ngươi ở nơi nào? Sư phụ hắn thế nào? Ngươi nói cho ta, sư phụ hắn thế nào? Hứa Thuần Lương trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ Trịnh Bồi An cũng không biết Gia Gia đã qua đời. Không có khả năng, hắn rõ ràng là phán đoán Gia Gia đã không cách nào cứu chữa mới chạy án. Hứa Thuần Lương trong lòng chuyển một chút suy nghĩ, vẫn là nghĩ trước ổn định hắn, ngươi còn có mặt mũi hỏi. Trịnh Bồi An mang theo tiếng khóc nức nở nói, ta sai rồi, Thuần Lương, ta sợ. Ngươi ở nơi nào? Cầu vượt, ta ngay tại sư phụ xảy ra chuyện địa phương. Ta biết sư phụ sẽ không tha thứ ta, các người cũng sẽ không tha thứ ta, ta nhảy đi xuống, ta cái này nhảy đi xuống. Hứa Thuần Lương sửng sốt một chút, đẩy cửa xe ra hạ ô tô, nhìn về phía cầu vượt, đã thấy Trịnh Bồi An liền đứng tại trên thiên kiều, một tay vịn lan can một tay gọi điện thoại. Nhớ tới Liễu Thanh Sơn nói qua Trịnh Bồi An có tự sát khuynh hướng lời nói, hắn lập tức nói, người cái này tự tư hèn nhát, người có gan phạm sai lầm không có chồng đối diện. Ngươi cho rằng nhảy đi xuống liền xong hết mọi chuyện rồi. Hắn làm sao đều không có nghĩ đến Trịnh Bồi An sẽ đi mà quay lại. Trịnh Bồi An run giọng nói, đúng, ta là hèn nhát. Là ta hại chết sư phụ. Hứa Thuần Lương nói, nếu như ngươi còn có chút lương chi, ngươi nên đi trước mặt ra ra hướng hắn nhận lầm. Trịnh Bồi An nói, sư phụ sẽ không tha thứ cho ta, sư phụ sẽ không tha thứ cho ta. Hứa Thuần Lương đã đi tới cầu vượt phía trên. Trịnh Bồi An chính ở chỗ này gọi điện thoại, tựa hồ cũng không cảm thấy được Hứa Thuần Lương đến, chính gặp đi làm giờ cao điểm, người đến người đi, ai cũng không có chú ý đến cái này đánh điện thoại nam tử. Hứa Thuần Lương cho rằng Trịnh Bồi An không có phát hiện mình, lợi dụng biển người hiểm hộ mình, tại ở gần đến khoảng cách nhất định lúc, tựa như là báo đi săn sông tới, hắn một phát bắt được Trịnh Bồi An tay, giận dữ hét, ta nhìn ngươi trốn nơi nào. Trịnh Bồi An thân thể vặn quay tới, điện thoại rơi xuống đất. Mang trên mặt nụ cười cổ quái, hắn ngực trái nơi ngực, cắm một thanh dao gọt trái cây, máu tươi đã nhuộm đỏ áo sơ mi của hắn. Hứa Thuần Lương nhìn thấy trước mắt một màn, trong lòng giật mình, hắn lập tức ý thức được mình khả năng lâm vào một cái khác người thiết kế tỉ mỉ cái bẫy. Hứa Thuần Lương buông ra Trịnh Bồi An, Trịnh Bồi An thân thể thẳng tắp ngã xuống trên thiên kiều, cái ót va chạm mặt đất thanh âm kinh động đến chung quanh người qua đường, bốn phía truyền đến tiếng thét chói tai, người qua đường nhao nhao hướng chung quanh né tránh. Hứa Thuần Lương lui về phía sau một bước, nhìn qua nằm xuống đất bên trên không nhúc nhích Trịnh Bồi An, hắn ngược lại bình tĩnh lại, lấy điện thoại cầm tay ra gọi một cú điện thoại, Liễu đội, ta tìm tới Trịnh Bồi An. Hứa Thuần Lương cũng không có đi nghĩ cách cứu viện Trịnh Bồi An, bởi vì Trịnh Bồi An đã chết, nếu như còn có một hơi, hắn có lẽ sẽ thử một chút, hiện tại đã không cần như thế, tiếp xúc Trịnh Bồi An thi thể sẽ để cho cục thế trở nên càng thêm phức tạp. Liễu Thanh Sơn xuất lĩnh cảnh sát cấp tốc chạy tới hiện trường. Hứa Thuần Lương đã bị trước tiên đuổi tới hiện trường cảnh sát khống chế lại, hắn toàn bộ hành trình đều không có phản kháng, đây là một cái thiết kế tỉ mỉ cục,
tại hắn tìm tới Trịnh Bồi An trước đó, cái kia thanh dao gọt trái cây đã đâm vào Trịnh Bồi An trái tim. Hắn có trò chuyện ghi chép, trên Thiên Kiều cũng có giám sát, hẳn là có thể chứng thực trong sạch của hắn. Pháp y kiểm tra một chút Trịnh Bồi An thi thể, kết luận hắn đã tử vong, trưng cầu Liễu Thanh Sơn sau khi cho phép, rút ra cái kia thanh dẫn đến Trịnh Bồi An tử vong dao gọt trái cây, bọn hắn sau đó phải phân tích dao gọt trái cây bên trên chỉ xăm, để xác định cùng Hứa Thuần Lương có không quan hệ. Liễu Thanh Sơn đương nhiên cũng lưu ý đến giám sát tồn tại, để trợ thủ ngay lập tức đi điều lấy giám sát, hy vọng có thể thông qua giám sát đến trả nguyên vừa rồi chuyện xảy ra toàn bộ quá trình. Hiện trường có không ít người qua đường trở thành chứng nhân, những người này trên cơ bản đều không có thấy rõ tình huống cụ thể, nhưng là trong đó có mấy cái một mực chắc chắn, nhìn thấy Hứa Thuần Lương cùng Trịnh Bồi An phát sinh tranh chấp, sau đó Trịnh Bồi An bị thả ngã trên mặt đất. Trong đó một cái quét rác đại tỷ lời thề son sắt nói, ta nghe được. Hắn nói ta nhìn ngươi trốn nơi nào, sau đó bọn hắn đánh lên, đánh nhau quá trình bên trong ta giống như nhìn thấy đao quang lóe lên, sau đó cây đao kia liền cắm ở người kia ngực. Liễu Thanh Sơn biết những người đi đường này khẩu cung không thể không tin cũng không thể tin hoàn toàn, rất nhiều người sẽ não bổ ra rất nhiều nội dung, bọn hắn chỗ trình bày sự thật thường thường chỉ là bọn hắn trong tưởng tượng sự thật, buồn cười chính là bọn hắn bình thường sẽ còn tin tưởng không nghi ngờ. Liễu Thanh Sơn sau khi hiểu rõ tình huống đi vào Hứa Thuần Lương trước mặt, trong lòng thầm than, mỗi lần gặp hắn tổng không có chuyện tốt, chỉ bất quá lần này phiền phức phát sinh ở Hứa Thuần Lương trên người mình. Trịnh Bồi An chết nếu như định tính là bị giết, như vậy Hứa Thuần Lương không thể nghi ngờ là có động cơ giết người. Mặc dù Hứa Trường Thiện chết bởi ngoài ý muốn, nhưng hắn dù sao cũng là đang ngăn trở Trịnh Bồi An tự sát quá trình bên trong xảy ra chuyện, Hứa Thuần Lương tướng Trịnh Bồi An coi là cửu nhân cũng rất bình thường. Cho nên sinh ra báo thù tâm lý cũng phi thường phù hợp La Tập. Hứa Thuần Lương bình tĩnh nói, các người có thể điều tra ta trò chuyện ghi chép, ta đem xe liền ngừng ở phía dưới, vừa vặn đi qua nơi này thời điểm Trịnh Bồi An gọi điện thoại cho ta, đây cũng là một cái nhằm vào do ta thiết kế cục. Liễu Thanh Sơn nói, yên tâm, chúng ta sẽ điều tra rõ ràng, bất quá tại sự tình điều tra rõ ràng trước đó, tự do của ngươi sẽ bị hạn chế. Hứa Thuần Lương nói, điều tra rõ ràng không khó lắm. Hiện trường có giám sát, cây đao kia không là của ta, ta liền chuôi đao đều không có chạm qua. Liễu Thanh Sơn nói, tin tưởng sự tình rất nhanh liền có thể tra ra manh mối. Dao gọt trái cây bên trên vân tay so với rất nhanh liền ra kết quả, tại trên chuôi đao tìm tới vân tay cùng Hứa Thuần Lương tương xứng, kết quả này để Liễu Thanh Sơn có chút không giải, tại kết quả ra trước khi đến, hắn là tin tưởng Hứa Thuần Lương, bởi vì hắn điều tra Hứa Thuần Lương dừng xe địa phương. Cùng Trịnh Bồi An trò chuyện thời gian cùng nội dung, trên cơ bản đã kết luận đây là một cái thiết kế cục, nhưng là hắn làm sao cũng không nghĩ đến trên chuôi đao sẽ có Hứa Thuần Lương vân tay. Lấy hắn đối Hứa Thuần Lương hiểu rõ, Hứa Thuần Lương hẳn là sẽ không trong vấn đề này nói láo, nhưng chứng cứ hết lần này tới lần khác vừa bày ở trước mắt. Lục Kỳ cũng vô cùng chú ý chuyện này, đặc địa tới qua đến nghe ngóng điều tra tình huống. Liễu Thanh Sơn cũng không có giấu giếm. Tướng trước mắt hiểu rõ đến chỗ có biến nói cho hắn. Lục Kỳ nói, không có khả năng, Thuần Lương tuyệt đối không thể có thể giết Trịnh Bồi An, chuyện này hoàn toàn là cái bẫy, có thể điều tra ngay lúc đó giám sát a. Liễu Thanh Sơn nói, lúc ấy ở vào đi làm giờ cao điểm, trên Thiên Kiều rất nhiều người, điểm mù cũng có rất nhiều, cho dù có giám sát cũng chứng minh không là cái gì. Lục Kỳ nói, nhìn xem, ta cứ nói đi, Trịnh Bồi An vị trí địa phương khẳng định là tỉ mỉ lựa chọn. Người suy nghĩ một chút nào có trùng hợp như vậy sự tình, Hứa Thuần Lương vừa cùng ta tách ra, trải qua cầu vượt thời điểm Trịnh Bồi An liền gọi điện thoại cho hắn, nếu như không phải có người nhìn chằm chằm hắn làm sao có thể. Liễu Thanh Sơn cười khổ nói, ta cũng cảm thấy chuyện này phi thường kỳ quặc, nhưng dao gọt trái cây trên chuôi đao hoàn toàn chính xác phát hiện Hứa Thuần Lương vân tay, giám chứng khoa đã làm quá nhiều lần vân tay so với, có thể xác định vân tay cùng Hứa Thuần Lương tương xứng. Lục Kỳ nói, chúng ta đều rõ ràng. Có thật nhiều biện pháp có thể giả tạo chứng cứ, nếu có nhân sự trước đào được Hứa Thuần Lương vân tay, lại đem hắn vân tay phục chế đến trên chuôi đao, như vậy thì có thể thành công giả tạo phạm tội hiện trường. Liễu Thanh Sơn nói, trên lý luận tồn tại loại này khả năng, nhưng là Trịnh Bồi An cũng không thể chính mình thọc mình một đao sau đó lại vu hãm Hứa Thuần Lương a. Dùng sinh mệnh làm đại giá đi hãm hại một người cái này cỡ nào lớn thù. Thân đao chuẩn xác thông qua cùng lúc đâm vào trái tim, một đao mất mạng. Không mang theo bất kỳ do dự, đa số người tự sát cũng sẽ không áp dụng loại phương thức này a. Lục Kỳ nói, người đừng quên Trịnh Bồi An bản chức công việc là bác sĩ, hắn cùng Hứa Thuần Lương quan hệ vẫn luôn rất tốt,
hắn cũng không khả năng hãm hại Hứa Thuần Lương, ta đoán chừng còn có những người khác. Liễu Thanh Sơn nói, chúng ta làm cảnh sát không thể dùng đoán chừng đến định tội, nhất định phải lấy chứng. Lục Kỳ nói, ngươi nên sẽ không cho là thật sự là Hứa Thuần Lương giết Trịnh Bồi An a. Liễu Thanh Sơn lắc đầu, một loại trùng hợp có khả năng, khả xảo tập hợp bên trong phát sinh thời điểm liền nhất định không có khả năng, nếu như Hứa Thuần Lương thật có giết Trịnh Bồi An ý nghĩ, tại sao muốn lựa chọn vạn chúng nhìn chừng chừng chi hạ? Tại sao muốn lưu lại rõ ràng như vậy chứng cứ phạm tội? Trịnh Bồi An thoát đi một đêm này đến tột cùng đi địa phương nào? Lục Kỳ nói, đã tồn tại nhiều như vậy điểm đáng ngờ, vì cái gì còn không thả Hứa Thuần Lương? Muốn đi chương trình, hắn không phải đã liên hệ luật sư, hiện ở loại tình huống này chúng ta cũng không thể làm được quá rõ ràng, đúng, người giúp ta liên lạc một chút Trịnh Bồi An tại Đông Châu người nhà. Từ Liễu Thanh Sơn đến nhìn, hắn cũng không cho rằng là Hứa Thuần Lương giết Trịnh Bồi An. Lục Kỳ nói, hắn không có thân nhân. Liễu Thanh Sơn nói, không đúng sao, vừa mới chúng ta tra được Trịnh Bồi An từng có ngắn ngủi kết hôn, hắn có cái vợ trước tại Tương Tây. Lục Kỳ nói, ta chưa nghe nói qua. Liễu Thanh Sơn nói, Trịnh Bồi An kết hôn cũng không có đăng ký lĩnh chứng, nhưng là dựa theo Tương Tây quy củ cử hành hôn lễ. Chúng ta đã liên hệ nơi đó cảnh sát, bọn hắn sẽ hiệp giúp bọn ta tìm kiếm Trịnh Bồi An vị này trước vợ, nhìn xem có phải hay không có thể có phát hiện gì. Hứa Thuần Lương bị khống chế sau 5 tiếng, bị được phép rời đi cục cảnh sát, bất quá bởi vì hắn hiểm nghi còn chưa giải trừ hoàn toàn, cho nên tạm thời không thể rời đi Nam Giang. Lúc đi ra, Tô Tình cùng luật sư cùng một chỗ chờ ở cửa hắn, nhìn thấy Hứa Thuần Lương, Tô Tình một đường chạy chậm nghênh đón tiếp lấy, triển khai hai tay ôm lấy hắn. Hứa Thuần Lương nói, ta không sao, ngươi không cần lo lắng cho ta. Tô Tình vành mắt hồng hồng, Trịnh Bồi An chết rồi. Nàng trước đây đối Trịnh Bồi An ấn tượng rất tốt, cho rằng Trịnh Bồi An là cái hài hước khoan hậu trưởng bối, một mực coi hắn là thành Hứa ra một phần tử, không nghĩ tới hắn cư nhưng đưa đến Hứa lão gia tử bỏ mình. Hứa Thuần Lương tâm tình cực kỳ phức tạp, tại nhìn thấy Trịnh Bồi An trước đó, thật sự là hắn sinh ra sát tâm, thế nhưng là khi hắn tại trên thiên kiều nhìn thấy Trịnh Bồi An sợ hãi bất lực dáng vẻ, sinh ra mấy phần đồng tình, hắn phi thường thanh sở là ai đưa đến bi kịch phát sinh, nếu như tiểu cô Hứa Gia Văn xử lý trong chuyện này càng có đảm đương một chút, càng uyển chuyển một chút, có lẽ bi kịch liền sẽ không phát sinh. Trịnh Bồi An chết không phải là ngoài ý muốn, nếu như Trịnh Bồi An dũng cảm chịu chết, hắn tối hôm qua liền sẽ không lựa chọn thoát đi, tại Trịnh Bồi An đào tẩu một đêm khẳng định phát sinh một ít không muốn người biết sự tình. Lúc này hắn nhìn thấy hai vị cô xuất hiện tại cách đó không xa, các nàng cũng là cảnh sát tìm đến điều tra tình huống. Hứa Gia Văn đứng ở đằng xa nhìn qua Hứa Thuần Lương không dám đi tới, từ tối hôm qua chuyện xảy ra đến bây giờ nước mắt của nàng liền không có đình chỉ qua, đầu tiên là phụ thân ngoài ý muốn bỏ mình, tiếp lấy lại tiếp vào Trịnh Bồi An tin chết. Nàng đem tất cả trách nhiệm đều thuộc về tội trạng đến trên người mình, tinh thần đã gần như sụp đổ. Hiện tại chất tử Hứa Thuần Lương lại trở thành giết chết Trịnh Bồi An nghi phạm, nếu thật là dạng này, như vậy nàng cũng không có dũng khí đi bột với cái thế giới này. Nữ nhi chân thuần sau đó đi ra, nàng là tiếp vào ông ngoại tin chết sau từ Hương Giang bay tới, buổi sáng mới đến. Chân thuần chủ động hướng Hứa Thuần Lương đi tới, con mắt đỏ ngầu kêu một tiếng biểu ca. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu. Cũng không có quá nhiều biểu thị, hướng Tô Tình nói, đi nhà tang lễ đi, cha ta cũng sắp đến. Hứa Gia Hiên đến Nam Giang sân bay thời điểm sắc trời đã hoàn toàn ảm đạm xuống, nhìn đồng hồ, vẫn chưa tới 6 điểm. Lục Kỳ đặc biệt tới nhận điện thoại, bọn hắn trước đó cũng đã gặp mấy lần. Nhìn thấy toàn thân áo đen mang theo kính râm Hứa Gia Hiên từ bên trong ra, Lục Kỳ tranh thủ thời gian nghênh đón, Hứa thúc thúc. Hứa Gia Hiên hướng Lục Kỳ nhẹ gật đầu. Lục Kỳ tiếp nhận trong tay hắn dương hành lý, tiến về bãi đỗ xe trên đường, Lục Kỳ đơn giản đem phát sinh qua sự tình nói một lần. Hứa Gia Hiên sau khi lên xe tháo kính râm xuống, lộ ra một đôi sưng vù con mắt, cũng không phải là lặn lội đường xa nguyên nhân, mà là bởi vì hối hận nước mắt ngâm, bi thương cũng không che giấu nổi ánh mắt của hắn sắc bén. Thuần Lương không có khả năng giết Trịnh Bồi An, chuyện này hẳn là có người đang làm cục. Lục Kỳ nhẹ gật đầu, ta cũng cho rằng như vậy. Trước mắt dám chứng khoa tại đối trên chuôi đao vân tay làm tiến một bước nghiệm chứng so với. Hứa Gia Hiên nói, ta từng tại phim bên trên thấy qua rất nhiều giả tạo vân tay tình tiết, hẳn là cũng không phức tạp, đúng, ta có người bằng hữu chuyên môn xử lý nghiên cứu phương diện này, ta có thể liên hệ hắn hiệp trợ điều. Lục Kỳ nói, Hứa thúc, người yên tâm đi, chúng ta chắc chắn sẽ không để Thuần Lương được oan.
Hứa Gia Hiên cũng không có lựa chọn trực tiếp đi nhà tang lễ, mà là để Lục Kỳ trước tiễn hắn đi phụ thân xảy ra chuyện cầu vượt nhìn xem. Từ tối hôm qua cho tới hôm nay liên tục ra hai cái nhân mạng, đạo này cầu vượt cũng tạm thời ở vào phong bế bên trong. Mặc dù cảnh sát đã lấy chứng hoàn tất, nhưng là cầu vượt lối vào vẫn kéo giấy niêm phong, hiện trường cũng không có phòng thủ cảnh sát, nhưng là người qua đường sau khi thấy nhao nhao lựa chọn đi vòng. Hứa Gia Hiên đi vào phụ thân xảy ra chuyện địa phương, nhìn đến cửa ra trên mặt đất vẽ lấy hình người bạch tuyến, hắn mím môi, vượt qua cảnh giới tuyến đi vào, Lục Kỳ muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi. Hứa Gia Hiên tại bạch tuyến bên cạnh quỳ xuống, phảng phất nhìn thấy phụ thân nằm trên mặt đất bên trên thoi thóp dáng vẻ, trong lòng yên lặng nói, cha, đứa con bất hiếu trở về. Lục Kỳ đi theo hắn vượt qua cảnh giới tuyến, thấp giọng nói, hứa thúc, nơi này còn không có giải trừ cảnh giới, chúng ta vẫn là rời đi trước đi. Hứa Gia Hiên không nói gì, đứng dậy về sau nhanh chân hướng trên thiên kiều đi đến, Lục Kỳ không tốt ngăn cản hắn, chỉ có thể theo ở phía sau. Hứa Gia Hiên tại trên thiên kiều thấy được một người khác hình bạch tuyến, kia là Trịnh Bồi An bỏ mình địa phương, ngẩng đầu tìm kiếm trên thiên kiều giám sát, não bổ ra sáng sớm trên thiên kiều như nước chảy tình cảnh. Điện thoại di động của hắn đột nhiên vang lên. Hứa Gia Hiên nhíu mày, lấy điện thoại cầm tay ra nhận nghe điện thoại. Một cái trầm thấp âm thanh âm vang lên, Thiết Ưng, người bây giờ có phải hay không cảm nhận được mất đi thân nhân thống khổ? Hứa Gia Hiên nội tâm trong nháy mắt chìm vào thung lũng, ngươi là ai? Trên thế giới này không có chân chính bí mật, ngươi cho là mình ẩn tàng thật tốt, ngươi cho là mình tướng mỗi sự kiện đều làm được thiên y vô phùng, chậc chậc chậc, đáng tiếc a, là người liền sẽ có nhược điểm, giết người như ngoé Thiết Ưng cũng không ngoại lệ. Hứa Gia Hiên nhìn Lục Kỳ một chút, khoát tay áo, Lục Kỳ dừng bước lại, Hứa Gia Hiên hướng lên trời cầu một phía khác đi đến, đã dám làm vì cái gì không dám nói ra tên của mình. Hắn di động đến lều tránh mưa một cây lập trụ bên cạnh, lợi dụng lập trụ làm yểm hộ quan sát đến hoàn cảnh chung quanh. Ngươi không cần sợ hãi, nếu như ta muốn giết ngươi, ngươi căn bản không có cơ sẽ còn sống trở về, ta chính là muốn để ngươi cảm nhận được mất đi thân nhân thống khổ, đầu tiên là tình nhân của ngươi Trần Bích Việt, hiện tại là phụ thân của ngươi, rất nhanh liền sẽ đến phiên con của ngươi, ngươi người quan tâm nhất, ta sẽ để bọn hắn từng cái chết tại trước mặt của ngươi. Hứa Gia Hiên nói, ngươi đến cùng là ai? Chờ con của ngươi thời điểm chết ta sẽ nói cho ngươi biết. Đối phương đã cúp điện thoại. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hứa Gia Hiên bắt lấy cầu vượt lan can, hắn lúc này mới hiểu được, cái chết của phụ thân không phải ngoài ý muốn, hoàn toàn là mình tạo thành, cái này ẩn tàng địch nhân rõ ràng là tại có kế hoạch báo thù, tuần tự hai lần đắc thủ, mà hắn chưa hề tướng Trần Bích Viện chết cùng mình liên hệ với nhau, thật sự là quá bất cẩn. Hứa Gia Hiên cảm thấy dùng cả mình, hắn một mực xử lý công việc đặc thù, những năm gần đây một mực rất tốt ẩn giấu đi thân phận của mình, cũng chính bởi vì nguyên nhân này, hắn không cách nào hiếu kính phụ mẫu, dưỡng dục nhi tử thành người, mắt thấy hắn liền muốn nghênh đón xuất ngũ, lại nghĩ không ra thân phận của hắn đã bại lộ. Đối với hắn mà nói, bại lộ thân phận chẳng khác nào tướng người nhà của hắn đặt dưới họng súng của địch nhân, Hứa Gia Hiên thống khổ tới cực điểm, bởi vì hắn tạo thành hết thảy chú định không cách nào vãn hồi. Hứa Gia Hiên so dự định thời gian đến chậm nửa giờ, nhìn thấy Hứa Thuần Lương tạm thời bình an vô sự, trong lòng của hắn hơi cảm giác an ủi. Đại tỷ Hứa Gia An nói, Gia Hiên, người rốt cục trở về. Hứa Gia Hiên nắm chặt lại đại tỷ tay, một bên Hứa Gia Văn cúi đầu không dám nhìn hắn, Hứa Gia Hiên đưa tay vỗ vỗ Hứa Gia Văn bả vai, cái này an ủi tính cử động để cảm giác sâu sắc áy náy Hứa Gia Văn cảm động rơi lệ. Hứa Gia Hiên hướng Hứa Thuần Lương nói, dẫn ta đi gặp Gia Gia. Hai cha con đi vào cất giữ thi thể địa phương, nhân viên công tác tướng Hứa lão gia tử di thể từ trong tủ lạnh lôi ra tới. Nhìn qua phụ thân băng lãnh di thể, Hứa Gia Hiên lệ nóng doanh tròng, hắn nhếch lên bờ môi, kiệt lực khống chế mình tình cảm của nội tâm, cẩn thận tra xét phụ thân di thể, lúc này mới ra hiệu nhân viên công tác tướng phụ thân một lần nữa đẩy về tủ lạnh. Hai cha con đến đi ra bên ngoài, Hứa Gia Hiên chỉ phía đông hành lang, hai người sóng vai đi tới. Hứa Thuần Lương nói, thật xin lỗi, là ta không có chiếu cố tốt Gia Gia. Hứa Gia Hiên lắc đầu, trong lòng có chút nói muốn nói lại thôi, hắn không biết hẳn là như thế nào hướng nhi tử mở miệng, nếu như nhi tử biết Gia Gia hắn chết căn nguyên tại mình, không thông báo làm ra như thế nào phản ứng, Hứa Gia Hiên biết Hứa Thuần Lương đại khái suất là không thể nào tiếp thu được. Thuần Lương, ta luôn cảm thấy chuyện này tuyệt không phải ngẫu nhiên, có thể là có người kế hoạch tốt tại nhằm vào chúng ta.
Hứa Thuần Lương lạnh lùng nói, ta nghĩ đến, bất kể là ai, ta đều sẽ truy xét đến đáy. Hứa Thuần Lương cho rằng chuyện này có lẽ cùng mình trêu ra phiền phức có quan hệ, hắn không dám nghĩ lại, nếu như coi là thật như thế, hắn tướng bứt rứt cả đời. Hứa Gia Hiên nói, Thuần Lương, người gần nhất cũng phải chú ý an toàn. Hứa Thuần Lương bởi vì hắn câu nói này mà cảm thấy kỳ quái, lão Hứa đây là ý gì? Hắn tốt muốn biết cái gì? Chẳng lẽ có người muốn nguy hiểm cho an toàn của mình? Hứa Gia Hiên tại ánh mắt của con trai hạ nội tâm có chút thấp thỏm, tại trải qua một phen kịch liệt giãy giụa về sau, rốt cục quyết định tướng chân tướng nói cho hắn biết, Gia Gia chết phải cùng ta có quan hệ. Hứa Thuần Lương một đôi mày kiếm vặn ở cùng nhau, ánh mắt sắc bén như là hai thanh lưỡi dao nhìn về phía Hứa Gia Hiên. Một. Hứa Gia Hiên có chút chột dạ ho khan một tiếng, là như thế này, người hẳn là đã sớm đoán ra ta sợ tòng sự tình công việc, bởi vì công việc tính chất xuyên cớ, những năm gần đây ta một mực tại hải ngoại mai danh ẩn tích, rất ít về đến, đây cũng là vì bảo hộ các ngươi. Rơi. Hứa Thuần Lương nói, có thể hay không đừng vòng vo. Hứa Gia Hiên như cái làm sai sự tình hài tử không dám nhìn nhi tử con mắt, ta đắc tội rất nhiều người. Cho nên ta ở bên ngoài dùng đều là thân phận giả, ngươi còn nhớ rõ Trần Bích Viện sao? Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, Trần Bích Viện thời điểm chết, Hứa Gia Hiên chuyên ủy thác hắn qua tới tham gia nàng tang lễ, tại ngay lúc đó tang lễ bên trên, Trần Bích Viện nữ nhi Tiễn Thuần Nhất còn vụng trộm cho hắn một cái thủy tinh sâu. Hứa Gia Hiên nói, nàng chết cũng là bởi vì ta, ngay tại vừa rồi ta đi ra ra ngươi xảy ra chuyện cầu vượt nhìn một chút, có người gọi điện thoại cho ta, uy hiếp muốn đối phó ta người nhà. Hứa Thuần Lương nói, ai? Đến cùng là ai tại nhằm vào ngươi? Hắn hiện tại chỉ muốn tìm tới cái kia chân chính kẻ cầm đầu. Hứa Gia Hiên nói, ta đang tra. Gia Gia chết không nhắm mắt, thân là con của người ngươi thế mà liền là ai ra tay cũng không biết. Hứa Thuần Lương giận không kềm được. Hứa Gia Hiên điện thoại di động vang lên, hắn đi một bên nhận điện thoại, trở về sau nói cho Hứa Thuần Lương, hắn muốn ra ngoài xử lý sự tình. Hứa Thuần Lương kiên chỉ muốn cùng hắn cùng đi, Hứa Gia Hiên rơi vào đường cùng chỉ có thể đáp ứng. Hứa Gia Hiên mặc dù đồng ý mang Hứa Thuần Lương đi qua, nhưng là hắn cũng đưa ra một cái yêu cầu, để Hứa Thuần Lương che kín con mắt, toàn bộ hành trình từ mình lái xe tiến về. Đến chỗ ngồi này tại Nam Giang nơi nào đó bí mật bộ chỉ huy, Hứa Thuần Lương mới lấy xuống trên đầu miếng vải đen. Hứa Gia Hiên đẩy cửa xe ra xuống xe, Hứa Thuần Lương từ mặt khác một bên xuống xe. Lập tức có hai tên thân mặc quân trang người tới đối hai người bọn họ tiến hành toàn diện soát người. Thông qua kiểm an về sau, Hứa Gia Hiên lấy ra mình chứng kiện, dẫn đầu Hứa Thuần Lương thông qua phía trước lối thoát hiểm tiến vào thang máy. Thang máy hướng phía dưới hành xử, đỉnh chóp tái nhợt chỉ có chút lóa mắt, Hứa Thuần Lương nhìn qua đối diện Hứa Gia Hiên, không biết hắn còn có bao nhiêu bí mật giấu giếm chính mình. Ra thang máy trước đó, Hứa Gia Hiên hướng Hứa Thuần Lương nói, đừng quên ngươi đối ta hứa hẹn. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, yên tâm đi, sẽ không để cho ngươi khó xử. Đi ra thang máy, một cái thân ảnh quen thuộc nghênh lấy bọn hắn đi tới, lại là có đoạn thời gian không gặp Lưu Hải Dư. Lưu Hải Dư nhìn thấy Hứa Thuần Lương như là người xa lạ, hướng Hứa Gia Hiên nói, sư huynh, dựa theo người chỉ thị đã đem Trịnh Bồi An thi thể vận đưa tới, trước mắt đang giải phẫu. Hứa Gia Hiên nhẹ gật đầu, vất vả, chúng ta đi xem một chút. Lưu Hải Dư lúc này mới hướng Hứa Thuần Lương nhìn thoáng qua. Hứa Gia Hiên nói, hắn cũng là trả thù mục tiêu một trong. Lưu Hải Dư nói, cấp trên bàn giao thế nào? Hứa Gia Hiên nói, ta đến phụ trách nói rõ. Lưu Hải Dư dẫn đầu bọn hắn đi trước phòng thay đồ, thay xong quần áo đeo lên khẩu trang về sau đi tới phòng giải phẫu. Hai tên đỉnh tiêm pháp y ngay tại đối Trịnh Bồi An thi thể tiến hành giải phẫu, nhìn thấy Trịnh Bồi An thi thể. Hứa Thuần Lương trong lòng vẫn còn có chút cảm xúc, nếu như hết thảy như cha thân nói, Gia Gia chết là một trận trả thù, kia A Trịnh Bồi An cũng chỉ là bị người lợi dụng một con cờ. Hứa Gia Hiên nói, Lý bác sĩ, tiến triển như thế nào? Được xưng là Lý bác sĩ tên kia pháp y nói, vân tay so sánh công việc đã hoàn thành, dao gọt trái cây bên trên vân tay là nhân bản đi lên, là có người cố ý dùng loại phương pháp này ngón tay giữa xăm dính sát vào dao gọt trái cây chuôi đao bên trên. Từ đó quấy nhiễu cảnh sát phán đoán, vu hãm người hiểm nghi, bọn hắn làm được phi thường chuyên nghiệp. Hứa Thuần Lương trong lòng thầm nghĩ, người hiểm nghi chính là mình, lão Hứa dù sao cũng là cha ruột, trở về sau chuyện thứ nhất chính là nghĩ biện pháp giúp hắn rửa sạch giết người hiểm nghi, nghe vị này Lý bác sĩ ý tứ, đã hỗ trợ tìm đến sơ hở. Hứa Gia Hiên nói,
loại này thấp kém thủ pháp cảnh sát chẳng lẽ không đoán ra được. Lý bác sĩ nói, thủ pháp rất cao minh, cảnh sát trước mắt khoa học kỹ thuật thủ đoạn còn không cách nào làm được chính xác phân biệt, nếu như không phải người ra mặt, chỉ sợ cái này người hiểm nghi rất khó tẩy thoát tội giết người tên. Hứa Gia Hiên nói, còn có cái gì phát hiện? Lý bác sĩ nói, người chết thân thể có bao nhiêu chỗ va chạm tổn thương? Hứa Thuần Lương nói, hắn tối hôm qua đã từng từ trên thiên kiều lăn xuống. Lý bác sĩ nhìn Hứa Thuần Lương một chút, hắn chưa thấy qua cái này người trẻ tuổi xa lạ, gật đầu nói, chúng ta kết hợp tối hôm qua người chết rơi xuống video theo dõi đến xem, vết thương trên người đại khái phù hợp, bất quá có hai nơi tổn thương rất đặc biệt. Hắn trước chỉ hướng Trịnh Bồi An phía bên phải mắt cá chân, chỉ địa phương có một cái máu ứ đọng chấm tròn, nhìn qua tựa như là thi ban. Lý bác sĩ nói, căn cứ chúng ta đối thương thế phân tích, nơi này hẳn là bị cao su đạn loại hình đồ vật đánh trúng. Hắn để trợ thủ tướng giám sát tiến hành động tác chậm chiếu lại, các người chú ý nhìn, thân thể hai người dây dưa quá trình bên trong, là Trịnh Bồi An trước ngã sấp xuống, dẫn đến hắn ngã sấp xuống nguyên nhân hẳn là. Hắn để trợ thủ tiến hành hình tượng phóng đại, lại phóng đại, hình tượng bên trong xuất hiện một cái mơ hồ bóng đen. Lý bác sĩ nói, cái này viên đạn đánh trúng Trịnh Bồi An sau đó bắn ra đi vừa vặn bị hình tượng bắt được. Hứa Thuần Lương nắm chặt song quyền. Cái này càng chứng minh đêm đó cầu vượt sự kiện là một lần tỉ mỉ bày kế mưu sát. Hứa Gia Hiên nói, nhìn đến còn phải đối hiện trường tiến hành một lần điều tra. Lưu Hải Dư nói, đoán chừng không phải thường gặp cao su đạn, cũng có thể là vũ khí khác, nếu không cảnh sát đang điều tra hiện trường thời điểm liền sẽ có phát hiện. Lý bác sĩ nói, người chết sau đầu còn có một chỗ vết thương. Lý bác sĩ ra hiệu một bên trợ thủ tướng Trịnh Bồi An sau đầu ảnh chụp ném bình phong. Đám người đưa mắt nhìn lại, đã thấy Trịnh Bồi An sau đầu có một đầu tím xanh vết ứ đọng, rõ ràng là côn bổng quật vết tích. Lý bác sĩ nói, căn cứ chúng ta đối vết thương kiểm tra cùng vết thương đặc thù phân tích, cái này cái vết thương hẳn là côn bổng loại hình vật cứng đập nện bố trí, thời gian đại khái vào hôm nay trời vừa rạng sáng tả hữu. Hứa Thuần Lương nhíu mày, hôm nay trời vừa rạng sáng, nói cách khác tại Trịnh Bồi An sợ tội thoát đi về sau, có người từ phía sau tập kích hắn. Người này vô cùng có khả năng chính là phía sau bố cục người. Hứa Gia Hiên nói, đã có làm hay không đầu quét hình. Lý bác sĩ nhẹ gật đầu, có, người chết đầu phát hiện nhiều cái ổ bệnh, chúng ta còn tại hắn tai phải nội bộ phát hiện một cái cắm vào vi hình máy nhận tín hiệu. Lý bác sĩ dùng cái kẹp từ một bên khay bên trong kẹp lên một viên mạch hạt lớn nhỏ đồ vật, đây chính là hắn nói tới vi hình máy nhận tín hiệu, tương đương với một cái vi hình tai nghe. Hứa Gia Hiên mím môi. Loại này vi hình máy nhận tín hiệu là gián điệp tình báo trong công việc mới có thể sử dụng đến công cụ, Trịnh Bồi An chỉ là một cái bình thường bác sĩ, dựa theo lẽ thường hắn không có khả năng tiếp xúc đến dạng này công nghệ cao. Lý bác sĩ nói, chúng ta hoài nghi người chết khi còn sống liền nhận khống chế, có người thông qua cái này máy nhận tín hiệu hướng hắn ra lệnh. Hứa Gia Hiên nói, máu của hắn hàng mẫu bên trong có hay không rút ra đến dược vật thành phần. Lý bác sĩ nói, còn tại phân tích bên trong. Bất quá có một chút chúng ta có thể kết luận, dẫn đến hắn chết nguyên nhân thực sự cũng không phải là trên ngực một đao kia. Hứa Thuần Lương nói, hắn chân chính nguyên nhân cái chết là cái gì? Lý bác sĩ nói, chúng ta dự định mổ sọ tìm kiếm. Hứa Gia Hiên nói, tiếp tục đi. Một, hai cha con đều không có định rời đi, bọn hắn liền ở một bên nhìn xem pháp y thao tác. Biết được Gia Gia tin chết thời điểm, Hứa Thuần Lương cực hận Trịnh Bồi An. Tướng vị này ngày xưa nhiệt tâm hiền hòa thúc thúc coi là cửu nhân không đội trời chung, đương càng ngày càng tiếp cận chân tướng, hắn ý thức được lần này là một lần nhằm vào phụ thân trả thù, Trịnh Bồi An chỉ là một cái đáng thương quân cờ, tại hắn đi dây dưa tiểu cô trước đó đại khái suất đã bị khống chế. Hứa Thuần Lương yên lặng nhớ lại tại trên thiên kiều nhìn thấy Trịnh Bồi An cuối cùng một tình cảnh, cùng mình trò chuyện thời điểm Trịnh Bồi An trạng thái tinh thần đã rất không bình thường, khống chế một người ý thức có rất nhiều chồng biện pháp. Không biết phía sau màn hắc thủ dùng phương pháp thế nào. Hứa Thuần Lương nhìn về phía một bên màn hình, trong đó một khối biểu hiện trên màn ảnh lấy Trịnh Bồi An đầu CT phiến. Hứa Thuần Lương mặc dù đối hình ảnh nhận biết không sâu, nhưng nhìn đến chương này phiến tử luôn cảm thấy có chút quen thuộc. Hắn nhớ tới Diệp Lão lúc trước trong đầu chính là bởi vì chứng trùng hình thành một cái rảnh chỗ, bị bệnh viện chẩn đoán là não bộ khối u, về sau là hắn ra tay giúp Diệp Lão giải trừ ốm đau. Trịnh Bồi An chương này phiến tử cùng Diệp Lão CT phiến có chút cùng loại, bất quá Trịnh Bồi An não bộ ổ bệnh càng nhiều, chẳng lẽ hắn cũng bị bức ăn vào tam âm vệ não hoàn loại hình độc dược.
Nếu như là dạng này liền có thể giải thích hắn trước khi chết một hệ liệt khác thường hành vi. Đang tiến hành mổ sọ dò xét hai tên pháp y đồng thời hét lên kinh ngạc, Hứa Thuần Lương chăm chú nhìn lại, đã thấy Trịnh Bồi An sọ não mở miệng chỗ, có mấy chục con lít nha lít nhít màu đen tiểu trùng bò lên ra, mỗi cái tiểu trùng hạt vừng dạng lớn nhỏ, có chút tiểu trùng vậy mà sinh ra cánh, vỗ cánh muốn bay. Hai tên pháp y mặc dù kỹ thuật cao siêu kiến thức rộng rãi, nhưng là quỷ dị như vậy chàng cảnh còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Hứa Thuần Lương lớn tiếng nói, băng. Một bên Lưu Hải Dư dẫn đầu phản ứng lại, nắm lên bên cạnh thùng băng quả quyết đổ vào Trịnh Bồi An não bộ mở miệng chỗ. Hứa Thuần Lương nói, phệ não trùng, thích hợp sinh tồn hoàn cảnh là nhân thể, thích hút đại não, chui vào lỗ mũi sẽ ở trong đại não ký sinh dụng trứng ấp. Đám người nghe được hãi hùng khiếp vía, hai tên pháp y vô ý thức lui về phía sau một bước. Lưu Hải Dư còn ngại không đủ, lại tìm một cái thùng băng tướng băng đổ đi lên. Lý bác sĩ nói, làm sao bây giờ? Hứa Thuần Lương nói, vấn đề không lớn, bọn chúng hoạt tính sẽ theo hoàn cảnh nhiệt độ giảm xuống mà giảm xuống, thấp hơn nhân thể bình thường nhiệt độ cơ thể, bọn chúng sống sót sẽ không vượt qua 24 tiếng. Hứa Gia Hiên nghĩ đến một cái biện pháp, trước đem thi thể đông lạnh một chút, không cần mạo hiểm. Tướng Trịnh Bồi An thi thể đông lạnh phong tồn về sau, lại đối phòng giải phẫu tiến hành trừ độc, tham dự giải phẫu tất cả nhân viên đều tiến hành nghiêm ngặt tiêu diệt về sau, mới vừa đi phòng họp nhỏ tiếp tục thảo luận. Tất cả mọi người nhìn về phía Hứa Thuần Lương, Lý bác sĩ hiếu kỳ nói, xin hỏi ngươi mới vừa nói kia côn trùng gọi phệ não trùng. Hứa Thuần Lương gật đầu nói, ta cũng là từ cổ đại trong sách thuốc nhìn thấy, loại này côn trùng rất khó tại trong giới tự nhiên một mình sinh tồn, bình thường tới nói đều là nhân công nuôi dưỡng, đã từng là thời cổ giang hồ một chút môn phái bí thuật. Một vị khác pháp y nói, tại sao có thể có người nuôi loại này ác độc đồ chơi? Lưu Hải Dư nói, cái này ta ngược lại thật ra có nghe thấy. Có cái ngũ độc giáo chính là chuyên môn chăn nuôi bồi dưỡng dùng để hại người. Hứa Gia Hiên nói, ngươi là từ tiểu thuyết võ hiệp bên trên nhìn thấy a? Lưu Hải Dư có chút lúng túng gãi đầu một cái, ý tứ đến tại nhân sĩ chuyên nghiệp trước mặt nói loại này giang hồ chuyện bịa có chút làm trò hề cho thiên hạ. Hứa Thuần Lương nói, tiểu thuyết võ hiệp bên trên viết chưa hẳn không phải chân thực tồn tại, các ngươi nghe nói qua chồng cổ sao? Mấy người đồng thời gật đầu. Hứa Thuần Lương nói, có thể đem nó xem như cổ trùng một loại, bị loại này côn trùng ký sinh tại não bộ về sau, theo bọn chúng không ngừng dụng trứng, từ não bộ hấp thu dinh dưỡng, người sẽ phát sinh tinh thần rối loạn, cao minh cổ sư thậm chí có thể chính xác thao túng cổ trùng ký sinh não bộ khu vực, lấy khống chế túc chủ hành vi phương hướng, từ đó phát ra các loại chỉ lệnh. Hứa Gia Hiên thầm nghĩ, nhi tử ta hiểu được thật nhiều, đã vì hắn cảm thấy tự hào, lại cảm thấy có chút buồn bực, chẳng lẽ đây đều là chúng ta lão Hứa nhà tuyệt học gia truyền? Nhớ tới buông tay nhân gian phụ thân Hứa Gia Hiên trong lòng một trận khổ sở, đều là ta sai, liên lụy lão gia tử. Lưu Hải Dư thỉnh giáo, ý của ngươi là, Trịnh Bồi An bị người khống chế rồi. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, Trịnh Bồi An hẳn là ý đồ cùng cổ trùng chống lại, nhưng là hắn cuối cùng vẫn là không có làm được, hắn hướng phụ thân nhìn thoáng qua, lão Hứa đến tột cùng trêu chọc chính là cái gì đối thủ. Trong lòng của hắn đồng thời lại sinh ra một cái nỗi băn khoăn. Trần Bích Viện là chết như thế nào? Cái này một loạt sự kiện phía sau cùng cái kia thủy tinh mặt dây chuyền có không quan hệ? Rời đi bí mật bộ chỉ huy về sau, hai cha con quay trở về nhà tang lễ, Hứa Gia Hiên cũng không có lập tức lái xe đi vào, mà là dừng lại nơi cửa xe, đốt lên một điếu thuốc, thấp giọng nói, ta dự định ngày mai tướng ra ra ngươi di thể thiêu, sau đó hộ tống cho cốt của hắn về Đông Châu, không muốn tổ chức lớn, để lão gia tử nhanh chóng nhập thổ vi an. Hứa Thuần Lương nói, ngươi xem đó mà làm thôi. Hứa Gia Hiên thở dài nói, là ta có lỗi với các ngươi. Hứa Thuần Lương nói, ta hiện tại chỉ muốn mau sớm tìm tới cái kia phía sau màn hắc thủ. Ta cũng nghĩ. Hứa Thuần Lương tiếp cận phụ thân con mắt, ngươi sẽ không phải ngay cả mình đắc tội người nào cũng không biết ha. Hứa Gia Hiên nói, có chừng cái phương hướng, Thuần Lương, ta hiện tại lo lắng nhất chính là của ngươi an toàn, bọn hắn khẳng định lại đối phó ngươi, ngươi nhất định phải cẩn thận nhiều hơn. Hứa Thuần Lương cười lạnh nói, vậy liền để bọn hắn phóng ngựa tới. Hứa Gia Hiên trầm ngâm một chút nói, ta đã để lão Lưu đề cử ngươi gia nhập chúng ta bộ môn. Hứa Thuần Lương khinh thường nói, ta không hứng thú. Hứa Gia Hiên nói, không phải để ngươi làm cái gì, chỉ là thông qua loại phương thức này cho ngươi một cái thân phận đặc thù, cái này không chỉ là vì bảo hộ ngươi, nếu như, ta nói là nếu như,
ngươi gặp phiền toái gì, bí mật này thân phận tương đương một khối miễn tử kim bài. Hứa Thuần Lương nghe hiểu hắn ý tứ, hỏi ngược lại, nếu như ta giết người đâu? Hứa Gia Hiên nói, muốn nhìn giết là ai, gặp được đáng giết người, cái thân phận này sẽ cùng tại giết người giấy phép. Hứa Thuần Lương hỏi, ngươi giết qua người không có? Hứa Gia Hiên trầm mặc một lát nhẹ gật đầu, Thuần Lương, ra ra sự tình liền trông cậy vào ngươi. Làm sao, ngươi dự định đi? Hứa Thuần Lương nhíu mày, mặc dù biết Hứa Gia Hiên rời đi khẳng định là có nguyên nhân, nhưng là thân là con của người không đợi phụ thân tang lễ về sau lại rời đi luôn cảm thấy có chút bất cận nhân tình. Hứa Gia Hiên nói, đêm nay liền đi, ta có nhiệm vụ. Hứa Thuần Lương nhạy cảm giác được ý đồ của hắn, ngươi có phải hay không đã biết là ai làm? Hứa Gia Hiên lắc đầu, không phải, ta có nhiệm vụ, không thể trì hoãn quá lâu thời gian. Hứa Thuần Lương nói, liền không thể đợi đến ra ra tang lễ kết thúc về sau lại đi. Hứa Gia Hiên nói, không thể. Hắn tướng đầu mẩu thuốc lá vê diệt, ném ở một bên trong thùng rác, duỗi ra hai tay vỗ vỗ Hứa Thuần Lương bả vai. Ngươi trưởng thành, ta tin tưởng ngươi có năng lực đơn độc bột với cái thế giới này. Rất xin lỗi để ngươi tiếp nhận nhiều như vậy, rất xin lỗi ta không thể cùng ngươi cùng nhau lớn lên. Hứa Thuần Lương từ trước đến nay đối phiến tình không thế nào quan tâm, nhưng lần này lại có chút nho nhỏ cảm động. Hắn phi thường rõ ràng Hứa Trường Thiện chết đối Hứa Gia Hiên đả kích rất lớn, Hứa Gia Hiên vội vàng rời đi có lẽ cùng lão nhân gia chết có quan hệ, có lẽ hắn chỉ là vì chấp hành nhiệm vụ bí mật, nhưng là Hứa Thuần Lương bỗng nhiên có loại cảm giác, Hứa Gia Hiên đại khái suất một đoạn thời gian rất dài sẽ không trở về. Hứa Gia Hiên lần này rời đi chỉ nói cho Hứa Thuần Lương, trước khi rời đi hắn cũng đối lão gia tử di sản phân phối biểu lộ thái độ, Hứa Trường Thiện tất cả tài sản công bằng chia làm 3 phần, từ tam tỷ đệ chia đều. Ở trong đó thậm chí bao gồm lão gia tử lấy Hứa Thuần Lương danh nghĩa mua sắm cửa hàng, Hứa Gia Hiên dự tính ban đầu là mức độ lớn nhất phòng ngừa phân tranh, hắn cũng tin tưởng nhi tử cách cục cùng năng lực. Mặc dù lão gia tử khi còn sống nhiều lần tỏ thái độ muốn đem tất cả tài sản đều lưu cho bảo bối cháu trai, nhưng là Hứa Gia Hiên cho rằng dạng này không ổn. Hứa Thuần Lương cũng không có ý kiến gì, hắn cũng không thiếu tiền, hai vị cô cũng có được đồng dạng quyền kế thừa. Hứa Gia Hiên sau khi đi, Hứa Thuần Lương xử lý ra ra hỏa táng thủ tục, về phần tang sự, vẫn là tướng cho cốt mang về Đông Châu đi an táng. Lục Minh đi đầu trở về Đông Châu hỗ trợ chuẩn bị, Hứa Thuần Lương muốn tại sau khi hỏa táng buổi chiều mới có thể hộ tống ra ra cho cốt đường về, Lục Kỳ toàn bộ hành trình cùng đi. Mặc dù Hứa Thuần Lương lặp đi lặp lại bàn giao, nhưng ra ra qua đời tin tức vẫn lan truyền nhanh chóng, đầu tiên là Cao Tân Hoa điện thoại đến, Trịnh Bồi An từ Trường Hưng đã từ chức không giả. Nhưng là cảnh sát vẫn muốn đi hắn đơn vị thông lệ điều tra, Cao Tân Hoa bởi vậy biết được Hứa lão gia tử cùng Trịnh Bồi An tuần tự qua đời tin tức, Cao Tân Hoa tìm Hứa Thuần Lương chứng thực sau cũng là phi thường bi thống, hắn thông chi thân ở kinh thành ra ra. Từ khi tin tức truyền bá ra, Hứa Thuần Lương điện thoại liền cơ hồ không có ngừng qua. Đem ra ra di thể mang đến thiêu thời điểm, Hứa Thuần Lương yên lặng ngồi đang đợi khu chờ đợi, Tô Tình cùng Trân Thuần phụ trách cùng đi hắn hai vị cô. Đại cô Hứa Gia An con cái vẫn chưa chạy tới, đã để bọn hắn trực tiếp tiến về Đông Châu. Hứa Thuần Lương nhìn qua LED đèn bài bên trên tin tức, Gia Gia cứ như vậy không có, như thế hiền lành khoan hậu lão nhân, tướng tất cả yêu mến đều cho bảo bối của hắn cháu trai, lại bị này điều xấu, để Hứa Thuần Lương ý khó bình chính là đây không phải một lần ngoài ý muốn mà là một trận âm mưu, hắn sẽ không từ bỏ ý đồ, mọi thứ tham dự lần này âm mưu người hắn một cái đều sẽ không bỏ qua. Lục Kỳ nhắc nhở Hứa Thuần Lương có người tới, Hứa Thuần Lương ngẩng đầu nhìn lại là Chu Đức Minh, Chu Đức Minh là Trân Thuần bạn trai, hắn nghe nói sau chuyện này tranh thủ thời gian chạy tới. Chu Đức Minh đi vào Hứa Thuần Lương trước mặt nắm chặt tay của hắn nói, Thuần Lương, ta sáng nay mới đến tin tức, ngươi làm sao không nói sớm một chút. Hứa Thuần Lương nói, không có ý định tổ chức lớn, sau khi hỏa táng lập tức mang theo ra ra cho cốt về Đông Châu. Chu Đức Minh nói, cha ta bên kia chờ lấy tin tức đâu, vậy ta nói với hắn một tiếng. Hứa Thuần Lương nói, Chu thư ký công việc bận rộn như vậy, ngươi liền đừng quấy rầy hắn. Chu Đức Minh nói, vậy cũng không được, hắn khẳng định đều muốn đi qua. Lúc này lại có người đến, là Nam Giang dạy đại học Tùy Đông Quân hướng Hứa Thuần Lương bên này nhìn thoáng qua, thẳng đến Hứa Gia Văn mà đi. Hứa Gia Văn tướng phụ thân cùng Trịnh Bồi An chết hoàn toàn quy tội đến trên người mình. Hai ngày này từ đầu đến cuối ở vào thật sâu tự trách bên trong. Tùy Đông Quân an ủi nàng vài câu, chợt nghe có người sau lưng nói, Tùy giáo sư, có thể phiếm vài câu sao? Tùy Đông Quân ngẩng đầu nhìn lại,
lại là Hứa Thuần Lương bằng hữu Lục Kỳ. Tùy Đông Quân cười cười nói, có thể, có gì cần ta hỗ trợ. Lục Kỳ chỉ cách đó không xa không ai địa phương, Tùy Đông Quân cùng hắn đi tới. Lục Kỳ tướng danh thiếp của mình đưa cho Tùy Đông Quân, Tùy Đông Quân tiếp nhận danh thiếp nhìn một chút, hắn thế mới biết Lục Kỳ cũng là một cảnh sát. Lục cảnh sát A. Lục Kỳ trực tiếp hỏi, Tùy giáo sư nhận biết Hứa Gia Văn có thời gian dài bao lâu? Tùy Đông Quân suy nghĩ một chút nói, hẳn là ta đến Nam Giang Đại học chuyện sau đó, trước đây chúng ta chưa từng gặp mặt. Lục Kỳ nói, ngài là năm nay kỳ nghỉ hè mới đến Nam Giang Đại học. Tùy Đông Quân cười nói, Lục cảnh sát là đang điều tra ta sao? Lục Kỳ nói, người hiểu lầm, vụ án này không phải ta phụ trách, ta cũng không phải lấy cảnh sát thân phận đang hỏi người, ta là Hứa Thuần Lương bằng hữu, ngài là Hứa Gia Văn. Nói đến đây, Lục Kỳ cố ý làm ra một cái dừng lại. Tùy Đông Quân nói, bằng hữu, ta cùng Hứa giáo sư đều là gần đây điều đến Nam Giang Đại học, tại một cái học viện công việc, lại vừa vặn ở tại một cái cư xá, cho nên tiếng nói chung tương đối nhiều một ít. Lục Kỳ nhẹ gật đầu, người kết hôn sao? Tùy Đông Quân nói, kết qua, thê tử của ta năm ngoái bệnh qua đời, ta đến Nam Giang Đại học cũng là nguyên nhân này, muốn đổi cái hoàn cảnh, hy vọng lấy phương thức như vậy chữa trị chính mình. Thật có lỗi. Tùy Đông Quân nói, không sao, ta biết người muốn hỏi cái gì, ta đối Hứa giáo sư có hảo cảm, hẳn là lẫn nhau có hảo cảm, bất quá chúng ta vừa mới kết giao, còn không có phát triển đến xác định quan hệ một bước kia, trả lời như vậy ngươi hài lòng sao? Lục Kỳ nói, người trước đó gặp qua Trịnh Bồi An sao? Tùy Đông Quân lắc đầu, chưa thấy qua, bất quá ta nghe Gia Văn nhắc qua. Lục Kỳ nói, nàng nói thế nào a? Nàng nói cái này Trịnh Bồi An đối nàng rất tốt, đối người nhà nàng cũng rất tốt, vẫn luôn đang theo đuổi nàng, nhưng là nàng từ đầu đến cuối đem Trịnh Bồi An xem như đại ca, cũng không có nghĩ qua phải tiếp nhận hắn. Tùy Đông Quân nói đến đây thở dài nói, ta lúc ấy khuyên qua nàng, nhất định phải đem sự tình nói rõ ràng, phải tận lực khai thác đối mới có thể tiếp nhận phương thức, ta thật không nghĩ tới sẽ phát sinh dạng này bi kịch, nếu như biết sớm như vậy, ta liền theo nàng cùng một chỗ trở về, có lẽ có thể ngăn cản bi kịch phát sinh. Lục Kỳ lạnh nhạt nói, không có nếu như, nếu ngươi cùng đi nàng cùng một chỗ trở về, cùng Trịnh Bồi An ngõ hẹp gặp nhau nói không chừng sự tình sẽ càng hỏng bét. Tùy Đông Quân cười cười nói, có lẽ đi. Lục Kỳ nói, người đêm đó không biết Hứa Gia Văn tại thư viện. Tùy Đông Quân nói, ta ở văn phòng chỉnh lý luận văn đâu, chưa hôm đó chúng ta tại nhà ăn đã gặp mặt, còn hẹn thứ cuối tuần cùng đi nghe âm nhạc hội. Đã trễ thế như vậy người còn ở trường học. Tùy Đông Quân nói, ta quen thuộc tại đem công việc cùng sinh hoạt tách ra, về đến nhà ta chưa từng liên quan đến chuyện công tác, ở trường học ta cũng rất ít làm việc tư. Lục Kỳ nói, công và tư rõ ràng. Tùy Đông Quân cười nói, người quen thuộc thôi. Lúc này bên kia thông chi gia thuộc đi lĩnh cho cốt, Hứa Gia tỉ muội khóc cùng nước mắt người, Hứa Thuần Lương không nói một lời đi đón gia gia cho cốt, ôm hủ cho cốt, lúc đầu chuyện này nên do phụ thân hắn Hứa Gia Hiên làm, nhưng lão Hứa một câu đảm nhiệm vụ mang theo liền không thấy bóng dáng. Khoảng cách nhà tang lễ cách đó không xa trên núi nhỏ, Hứa Gia Hiên chính thông qua kính viễn vọng cự ly xa quan sát đến tình huống bên trong. Một bên Lưu Hải Dư móc ra một hộp khói, rút ra một chi đưa cho Hứa Gia Hiên, Hứa Gia Hiên hé miệng ngậm lấy, Lưu Hải Dư lại giúp hắn đốt, sư huynh, ta cảm thấy ngươi không cần lo lắng, thiếu gia của ngươi không phải một người đơn giản vật, vô luận tâm trí còn là thân thủ đều có chút thanh xuất phu lam ý tứ. Hứa Gia Hiên nói, cái kia Tùy Đông Quân có chút khả nghi a. Lưu Hải Dư tiếp nhận kính viễn vọng nhìn trong chốc lát, thấp giọng nói, tên kia cảnh sát hẳn là cũng để mắt tới hắn, nếu không ta đem họ Tùy khống hảo hảo thầm thầm. Hứa Gia Hiên nói, không vội, trước quan sát một đoạn thời gian lại nói, chỉ cần có vấn đề tổng sẽ lộ ra chân ngựa. Lưu Hải Dư nói, ngươi tại sao không trở về Đông Châu tham gia xong lão gia tử tang lễ lại đi. Hứa Gia Hiên lắc đầu nói, ta không mặt mũi gặp hắn. Hắn dùng sức đánh hai cái khói nói, ta chỉ như vậy một cái nhi tử, người giúp ta xem trọng. Lưu Hải Dư nói, sư huynh, người đây là dự định đi chỗ nào? Có phải hay không có manh mối rồi? Hứa Gia Hiên nói, người đừng quản nhiều như vậy, chuyện nhà của ta ta tự mình giải quyết. Lưu Hải Dư thở dài nói, biết thân phận của ngươi người không nhiều, người nói có phải hay không là chúng ta nội bộ xảy ra vấn đề? Hứa Gia Hiên nói, sẽ không, ta tin tưởng tổ chức, nói câu nói này thời điểm. Hắn hung hăng rút hai cái khói, kỳ thật trong lòng của hắn cũng không phải như vậy muốn. Dựa theo cùng phụ thân thương lượng kết quả,
Hứa Thuần Lương quyết định trở về Đông Châu ngày thứ hai liền đem Gia Gia an táng, việc này tận lực không lộ ra, không lớn xử lý. Trở về Đông Châu trên đường, đi đầu trở lại Đông Châu an bài Lục Minh liền nói cho Hứa Thuần Lương, chuyện của lão gia tử đã truyền ra, đã có không ít người chủ động đến nhà vội về chịu tang. Hứa Thuần Lương nguyên bản liền quyết định chủ ý không chủ động thông chi, nhưng là hắn không cách nào cự tuyệt người khác chủ động đến nhà phúng viếng. Lục Minh cùng ẩn hồ quan để vật nghiệp câu thông về sau, ngay tại cư xá chuyên môn thiết lập công cộng phục vụ sảnh thiết lập linh đường, đây cũng là cư xá lệ cũ. Hứa lão gia tử tại ẩn hồ quan để vào ở thời gian mặc dù không dài, nhưng là danh tiếng rất tốt, hàng xóm nghe nói Hứa lão gia tử đi, nhao nhao chủ động tới phúng viếng. Có ít người Hứa Thuần Lương là không thể không nói, tỉ như Hạ Hầu Mộc Lan cùng Hoa Trục Nguyệt, hai người này trên thực tế đã trở thành Hứa gia một phần tử, kỳ thật không cần hắn nói, hai người cũng đã đi Đông Châu trên đường, nếu như ngay đầu tiên biết hiểu việc này, các nàng khẳng định sẽ đi Nam Giang Hầu ở Hứa Thuần Lương bên người. 3 giờ chiều đến ẩn hồ quan để cư xá, trải qua cư xá đại môn thời điểm, Hứa Thuần Lương nhìn đi ra bên ngoài trưng bày vòng hoa, hắn không khỏi nhíu mày, hắn đều nói qua phải khiêm tốn tiến hành, nhìn thấy câu đối phúng điếu bên trên đề tự cũng có chút minh bạch, một bên bày vòng hoa bên trên là hiếu tử Hứa Gia Hiên danh tự, một bên khác là hiếu nữ con rể Hứa Gia An cùng Lương Thụ Đức, còn có một cái là Hứa Gia Văn cùng Chân Thuần. Đại cô phụ Lương Thụ Đức mang theo Lương Lập Nam Lương Lập Hân một đôi nhi nữ đi thẳng đến Đông Châu. Hứa Thuần Lương vốn cho rằng hai người đều đã ly hôn, bây giờ mới biết hai người ly hôn thủ tục chưa xong xuôi, cho nên hai người hay là pháp luật bên trên vợ chồng. Lương Thụ Đức tới về sau tồn tại cảm rất mạnh, lấy người nhà thân phận tiến hành chỉ huy, Lục Minh một ngoại nhân cũng không tiện nói gì, hết thảy chỉ có thể chờ đợi đến Hứa Thuần Lương đi vào lại nói. Hứa Thuần Lương trước thu xếp tốt ra ra cho cốt, Lục Minh đem hắn lặng lẽ gọi qua một bên, thấp giọng nói, phía ngoài vòng hoa không phải chủ ý của ta. Người đại cô phụ đối tang lễ an bài có chút bất mãn, hắn nói không thể quá đơn giản, không phải lộ ra con cái đối lão gia tử không đủ hiếu kính, nếu không các ngươi trước thương lượng một chút. Đang nói chuyện, đại cô phụ Lương Thụ Đức liền cùng Cao Tân Hoa cùng nhau tới, Hứa Thuần Lương mau tới trước cho Cao Tân Hoa quỳ xuống, Cao Tân Hoa không đợi hắn quỳ xuống đem hắn cho đỡ lấy. Lương Thụ Đức nói, muốn được, hài tử hiểu chuyện. Hứa Thuần Lương đối vị này đại cô phụ vẫn luôn rất phiền chán. Bất quá hắn cho quý khách quỳ xuống cũng là cam tâm tình nguyện. Lương Thụ Đức nói, Thuần Lương, chúng ta một nhà trước thương lượng một chút tang lễ sự tình, để ngươi cao thúc cùng đi, chúng ta vừa rồi thương lượng một chút, lần này tang lễ chủ tính trung an bài liền giao cho ngươi cao thúc. Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ miệng ngươi khí rất lớn, bất quá Cao Tân Hoa cùng bọn hắn hứa ra quan hệ không phải bình thường, từ Cao Tân Hoa tới chủ trì cũng là nên. Lương Thụ Đức kêu lên Hứa Gia An. Hứa Gia Văn hai tỷ muội cùng Hứa Thuần Lương mấy tiểu bối, tính cả Cao Tân Hoa cùng đi trong nhà. Ngồi xuống về sau, Lương Thụ Đức nói, cha ngươi đâu? Hứa Gia An nói, Gia Hiên tới một chuyến, bất quá hắn nước ngoài có việc gấp, không có cách nào tham gia cha tang lễ. Lương Thụ Đức nói, việc gấp, thiên đại sự tình có thể so ra mà vượt cha tang lễ trọng yếu. Ta nhìn hắn quả thực là không phân nặng nhẹ, bình thường không có nhà coi như xong. Chuyện lớn như vậy hắn thế mà còn có thể vắng mặt. Trong lòng còn có lão gia tử sao? Hứa Gia An cùng Hứa Gia Văn hai tỷ muội cũng cảm thấy Hứa Gia Hiên đối với chuyện này làm không được khá, thiên đại sự tình không thể chờ lão gia tử xuống mổ lại nói. Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ coi như lão Hứa làm không đối cũng không tới phiên ngươi nói này nói kia, bất quá hắn nhịn xuống không có cách nào làm, ngược lại muốn xem đại cô phụ nghĩ làm cái gì yêu. Cao Tân Hoa đi theo hòa giải nói. Gia Hiên một mực hiếu thuận, đoán chừng khẳng định là gặp được đại sự, không phải hắn cũng không lại đột nhiên rời đi, lại nói hắn không phải chuyên môn trở về một chuyến nha. Hứa Thuần Lương nói, đại cô phụ, cha ta hoàn toàn chính xác có việc gấp, hắn làm được có chỗ nào không đúng ta cho mọi người nói xin lỗi, Gia Gia hậu sự ta đến xử lý, các ngươi cứ yên tâm. Lương Thụ Đức đối đứa cháu này vẫn còn có chút sợ hãi, hắn cũng không dám tiếp tục tại cái đề tài này bên trên phát huy xuống dưới, ho khan một tiếng nói. Lão nhân ra đi tất cả mọi người rất thương tâm, nhưng chúng ta trước mắt chỉ có thể nhịn được bi thống trước tiên đem tang sự làm, Thuần Lương, ta nghe nói ngươi dự định ngày mai liền cho lão gia tử hạ táng. Hứa Thuần Lương gật đầu nói, đây cũng là cha ta ý tứ. Lương Thụ Đức nói, hắn có ý tứ này liền không nên rời đi, ta là họ khác người, lúc đầu không có quyền phát ngôn gì, nhưng Gia An là trưởng nữ, làm trưởng phu của nàng, trưởng bối trong nhà, có mấy câu ta cũng hẳn là nói một chút. Hứa Gia An nói, lão Lương,
người có lời cứ nói đi. Nàng cùng Lương Thụ Đức náo loạn một hồi ly hôn, nguyên bản đều rất kiên quyết, nhưng phụ thân vừa đi, trong lòng bỗng nhiên trở nên có chút do dự, thật ly hôn, nàng liền biến thành một cái không nhà để về nữ nhân, nhiều năm như vậy vợ chồng, làm sao có thể một điểm tình cảm đều không có, vừa rồi trải qua cửa tiểu khu thời điểm, nhìn thấy ký tên cái đôi này vòng hoa, trong nội tâm nàng thế mà nho nhỏ cảm giác bỗng nhúc nhích. Lương Thụ Đức nói, phương diện này quy củ ta nhiều ít là hiểu được, đưa tang giảng cứu cái 3 năm 7, từ lão gia tử đi cho tới hôm nay là 3 ngày, an bài ngày mai xuống mồ không ổn, bên này chuẩn bị cũng quá mức vội vàng, ta cảm thấy sớm nhất cũng hẳn là vào ngày kia. Hứa Thuần Lương bản muốn nói cái gì, Hứa Gia Văn bên kia khóc lên, ý tứ là có lỗi với phụ thân, nàng suy nghĩ nhiều thủ lão gia tử 2 ngày. Hứa Thuần Lương suy nghĩ một chút, hậu thiên liền hậu thiên, không cần thiết cùng bọn hắn đối với chuyện này nổi tranh chấp, bất quá cứ như vậy chỉ sợ tới phúng viếng người liền có thêm, cùng Giản làm dự tính ban đầu hơi đen cách. Hứa Thuần Lương nói, được, vậy ta đi bên ngoài nhìn xem chuẩn bị tình huống. Lương Thụ Đức lại nói, không vội, ta còn chưa nói xong đâu. Hứa Thuần Lương đành phải nhẫn nại tính tình ngồi xuống, còn có chuyện gì à? Một mực không lên tiếng Lương Lập Nam nói, là như thế này, ông ngoại đi được quá đột ngột, rất nhiều chuyện cũng không kịp bàn giao, ta cũng vốn không nên hiện tại liền nói, nhưng thường nói thân huynh đệ minh tính sổ sách, bên ngoài quá nhiều bởi vì di sản huynh đệ bất hòa ví dụ, cho nên ta cảm thấy mẹ ta, cứu cứu, tiểu di bọn hắn hẳn là trước tiên đem di sản phân phối sự tình nói rõ ràng. Lương Lập Hân cũng phụ họa nói, ta cũng cảm thấy nói rõ trước bạch tốt nhất, dù sao mọi người là người một nhà, tuyệt đối đừng bởi vì là một chút chuyện nhỏ tổn thương hòa khí. Hứa Thuần Lương nhìn qua người nhà họ Lương sắc mặt, trong lòng thầm mắng, ta mẹ nó thật sự là có mau bệnh, lúc trước làm sao sống hỏi các ngươi nhà lạn sự, nhà này người thật đúng là không có một cái tốt. Hứa Gia An cảm giác đến không có ý tứ, vội vàng nói, chuyện này sau này hãy nói, cũng không phải cái đại sự gì. Lương Thụ Đức nói, Gia An, bọn nhỏ suy tính được cũng là đúng, các ngươi tỷ đệ 3 cái tình cảm tốt như vậy, tuyệt đối đừng bởi vì chuyện nhỏ này tổn thương hòa khí. Đáng tiếc Gia Hiên không tại, bất quá Thuần Lương đã lớn lên, hẳn là có thể đại biểu đi. Hứa Thuần Lương gật đầu nói, ta có thể đại biểu cha ta. Chân Thuần nghe không nổi nữa, làm cái gì? Ông ngoại tang lễ đều không có xong xuôi, các ngươi làm sao có ý tứ sách xuất hiện tại liền chia gia sản. Hứa Gia Văn vốn là áy náy nhưng nhớ tới phụ thân, yên lặng rơi lệ ngay cả lời cũng không muốn nói. Hứa Thuần Lương nói, Tiểu Thuần, không có gì, bọn hắn nói đến cũng đúng. Di sản sự tình vẫn là nhanh chóng nói rõ ràng tốt nhất, đại cô phụ ngươi nói đi, ra ra tài sản dù sao cũng không phải bí mật gì, ngươi nói phương án. Lương Thụ Đức nói, ta đây nhưng thật ra là cái người ngoài cuộc, vốn không nên lẫn vào chuyện này, nhưng là Gia An là thê tử của ta, làm trượng phu của nàng, ta lại không thể không ra mặt, vậy ta liền nói vài lời, ta không rõ sở lão gia tử tài sản tình trạng, chỉ là đại khái giải một chút, bất quá đây đều là có hồ sơ. Chỉ cần cha nhất định có thể điều tra ra. Hắn ý tứ hết sức rõ ràng, tiểu tử ngươi đừng muốn giấu giếm không báo, ta có thể điều tra ra. Hứa Thuần Lương nói, gia gia khi còn sống hoàn toàn chính xác lưu lại một chút tài sản, hắn đối ta chưa từng giấu giếm, trước mắt trong nhà có tiền mặt 37 vạn, gia gia còn có 200 vạn tiền tiết kiệm là tồn tại ta danh hạ, ngoài ra chính là gia gia lưu lại những cái kia y thư cùng dược liệu, đối có ít người tới nói có thể có chút giá trị. Đối có ít người tới nói bán phế phẩm đều ngại phiền phức. Hứa Thuần Lương thực sự cầu thị, nếu như hắn không nói ra, kia 200 vạn tiền tiết kiệm người khác cũng không biết. Lương Lập Hân nói, biểu đệ, người cái này không đúng, lúc trước hồi xuân đường phá dỡ thế nhưng là bồi thường ông ngoại 600 vạn tiền mặt, Cao Thúc có thể làm chứng. Cao Tân Hoa mặt sạm lại, hắn vốn cho rằng là thương lượng làm sao bây giờ tang lễ, không nghĩ tới bị Lương gia kéo qua làm vũ khí sử dụng, sớm biết cái dạng này. Hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không tham gia Hứa Gia gia đình hội nghị. Hứa Thuần Lương nói, không tệ, phá dỡ hoàn toàn chính xác bồi thường 600 vạn, bất quá Gia Gia bỏ ra hơn 400 vạn mua một bộ cửa hàng, hiện tại ngay tại cho thuê. Lương Lập Nam nói, bộ kia bề ngoài hiện tại tăng giá trị không ít đi, giá trị ít nhất 600 vạn, hàng năm tiền thuê đều có 35 vạn. Hứa Thuần Lương hờ hững nhìn qua Lương Lập Nam, cái này toàn gia quả thật có chuẩn bị mà đến. Cái gì đều điều tra rõ ràng. Hứa Gia An nói, cửa hàng là ông ngoại ngươi cho Thuần Lương mua. Lương Lập Nam nói, mẹ, ông ngoại chỉ là dùng tên của hắn mua sắm, không nói cửa hàng tất cả đều cho hắn a.
Cao Tân Hoa trong lòng tự nhủ cái này họ Lương thật sự là thượng bất chính hạ tắc loạn, người nào không biết Hứa lão gia tử thiên vị đứa cháu này, hiện tại lão nhân gia thi cốt chưa lạnh, các ngươi tới tranh gia sản, có cái dám dùng a, đều là người ta Hứa Thuần Lương danh tự. Bất quá hắn bỗng nhiên nghĩ đến một cái phi thường vấn đề nghiêm trọng, Trường Thiện bệnh viện cổ phần, Trường Thiện bệnh viện đăng ký vốn liếng là 1000 vạn, lão gia tử chiếm cổ 60%. Cao Tân Hoa phi thường rõ ràng, những này cổ phần đều là Hứa Thuần Lương, nhưng Hứa Thuần Lương bên trong thể chế thân phận quyết định hắn không có khả năng đường hoàng lấy lớn thân phận cổ đồng đến khống chế Trường Thiện bệnh viện. Hiện tại Hứa lão gia tử đi, hắn khi còn sống nắm giữ những này cổ phần thuộc về liền xuất hiện một cái vấn đề lớn. Trường Thiện bệnh viện hiện tại phát triển hừng hực khí thế, nói ít hiện tại bệnh viện đánh giá gặp cũng có 100 triệu, nói cách khác lão gia tử cổ phần giá trị chỉ ít 6.000 vạn, Lương gia sẽ không phải ghi nhớ số tiền kia. Nếu thực như thế, sự tình liền phiền phức. Hứa Thuần Lương gật đầu nói, biểu ca nói đến cũng rất có đạo lý, cho nên cha ta đưa ra hai cái phương án, một là giữ cửa bột bán, chúng ta ba nhà chia đều số tiền kia, hai là ta dựa theo giá thị trường đem thuộc về đại cô tiểu cô tiền phân cho nàng nhóm, bề ngoài về ta, về phần lựa chọn như thế nào các ngươi hai nhà quyết định. Cao Tân Hoa âm thầm nhẹ nhàng thở ra, Hứa Thuần Lương phụ tử cách cục có thể a, bề ngoài pháp luật bên trên đã là bọn hắn hoàn toàn có thể đối với chuyện này không nhượng chút nào. Nhưng là Hứa Thuần Lương tỏ thái độ như vậy càng hiện ra lòng dạ của hắn, cái này ra hai là thật không muốn cái nhà này bởi vì lợi ích khiến cho chia năm xẻ bảy. Cao Tân Hoa nhận là tất cả như vậy dừng lại không thể nghi ngờ là kết cục tốt nhất, nhưng mà hắn cuối cùng còn đánh giá thấp nhân tính đối kim tiền khát vọng. Lương Lập Nam nói, biệt thự này ông ngoại cũng bỏ tiền a. Hứa Gia An nói, Lập Nam, biệt thự là cứu cứu ngươi mua. Mặc dù nàng cảm thấy lão gia tử bất công, nhưng là cũng không muốn làm quá mức phân, biệt thự sự tình nàng biết, là Hứa Gia Hiên bỏ vốn mua sắm. Lương Lập Nam nói, mẹ, ta biết người hướng về người nhà mẹ đẻ, nhưng biệt thự này mua sắm lúc giá thị trường nhiều ít. Hợp đồng giá tiền là nhiều ít, những này đều không phải là bí mật. Cao Tân Hoa nói, chuyện này ta biết, nhà thật là Gia Hiên mua sắm, Thuần Lương lúc ấy tìm quan hệ, nhà đầu tư đánh một cái rất thấp chiết khấu, cho nên phòng ở cùng Hứa lão gia tử không có bất cứ quan hệ nào. Lương Lập Hân nói, Thuần Lương lúc ấy chẳng qua là Trường Hưng bệnh viện một cái nhỏ nhân viên, hắn lấy ở đâu lớn như vậy mặt mũi. Hứa Thuần Lương nghĩ thầm ta mẹ nó bao lớn mặt mũi ngươi không biết a. Ngươi bị Lý Truyện Tông kém chút cho chơi thời điểm chết, không phải ta ra mặt, nhà các ngươi ở đâu ra bồi thường, chỗ nào tìm đến mặt mũi, người tại sao có thể nhanh như vậy liền quên gốc đâu. Không niệm tại gia gia phân thượng, lão tử chân to đem các ngươi người nhà họ Lương đều cho đạp ra ngoài. Hứa Thuần Lương ánh mắt nhìn về phía đại cô Hứa Gia An, Hứa Gia An có chút hổ thẹn cúi đầu, nàng đích xác cảm thấy thẹn với chất tử, nhưng là tại lợi ích trước mặt trong lòng lại lộ vẻ do dự, phụ thân lưu lại tài sản so với nàng trong tưởng tượng phải hơn rất nhiều, cha thân dự tính ban đầu cũng không có khả năng tất cả đều lưu cho chất tử a. Trần Tuần nói, các ngươi có hết hay không? Phòng ở là ta cứu cứu mua cho Gia Gia, các ngươi đây cũng muốn tranh. Lương Thụ Đức cười nói, Tiểu Thuần, ngươi còn nhỏ. Ngươi không hiểu, chúng ta không phải tranh, chúng ta là đem sự tình nói rõ ràng, đây cũng là đối tất cả mọi người phụ trách thái độ, đúng, ngươi còn không biết đi, ông ngoại ngươi là Trường Thiện bệnh viện đại cổ đông, hắn tại Trường Thiện bệnh viện chiếm cổ 60%, hiện tại Trường Thiện bệnh viện sinh ý tốt ghê gớm, căn cứ hiện tại tình huống phát triển, hàng năm lợi nhuận đều phải tốt mấy ngàn vạn. Cao Tân Hoa thầm mắng, thật mẹ nó không phải thứ gì, cuối cùng đem chủ đề chuyển rời đến Trường Thiện bệnh viện phía trên. Người ta Hứa Thuần Lương bằng vào năng lực làm bệnh viện tư nhân cùng các ngươi có cái lông chim quan hệ. Hắn nhìn thoáng qua Hứa Thuần Lương, Hứa Thuần Lương cũng không phải cái tốt tính, chọc giận tiểu tử này, hậu quả khó mà lường được. Hứa Thuần Lương nói, không sai, gia gia của ta tại Trường Thiện bệnh viện chiếm cổ 60%, trước mắt Trường Thiện bệnh viện vận doanh tốt đẹp, bệnh viện hiện tại đánh giá gặp chỉ ít 100 triệu, chiếu trước mắt phát triển xu thế, không dùng đến mấy năm liền có thể cân nhắc bên trên thị. Cao Tân Hoa thầm than, Thuần Lương a Thuần Lương, ngươi làm sao lại đem tình huống thực tế nói ra? Lương Lập Hân nói, dựa theo kế thừa pháp, mẹ ta, tiểu di đều có quyền kế thừa ông ngoại một bộ phận di sản. Hứa Thuần Lương nói, cái này cùng ngươi lại có quan hệ gì? Lương Lập Hân bị hắn hỏi được ngây ngẩn cả người, nàng trong lòng tự nhủ đương nhiên là có quan hệ, mẹ ta kế thừa chẳng khác nào ta có phần, ông ngoại di sản công bằng phân phối, mụ mụ hẳn là có thể đạt được tiếp cận 3.000 vạn đâu. Hứa Thuần Lương nói, kỳ thật a, gia gia đáng giá nhất tài sản là Hồi Xuân Đường,
cái này nhãn hiệu nói ít cũng đáng 5 ức, muốn nói ra ra lưu lại tài sản thật đúng là không ít đâu. Lương Thụ Đức thở dài nói, nhạc phụ đại nhân vì phía sau lưng vất vả cả một đời, lưu lại nhiều như vậy tài phú chính là nghĩ mọi người khá hơn một chút. Hắn nghe được Hồi Xuân Đường như thế đáng tiền trong lòng yên lặng tính toán, bây giờ muốn biến hiện khả năng không lớn, tiểu tử này khả năng cố ý nói như vậy, lão đầu tử cả ngày nói muốn đem Hồi Xuân Đường truyền cho hắn bảo bối cháu trai, dứt khoát làm thuận nước song thuyền, kia phá chiêu bài đơn thuần gân gà, ăn vào vô vị bỏ thì lại tiếc. Lương Thụ Đức nói, nhạc phụ nhiều lần khi còn sống nói qua muốn để Thuần Lương kế thừa gia nghiệp, lão nhân gia ông ta coi trọng nhất chính là Hồi Xuân Đường. Ta đề nghị Hồi Xuân Đường liền từ Thuần Lương kế thừa, tài sản của hắn tìm nhân sĩ chuyên nghiệp ước định sau công bằng phân phối, không biết các ngươi cảm thấy thế nào. Lương Lập Nam so với hắn lão tử càng thêm lòng tham, có chút không cam lòng thầm nghĩ, ông ngoại cũng không nói đem Hồi Xuân Đường lưu cho biểu đệ A, Hồi Xuân Đường lưu cho hắn kinh doanh có thể, nhưng là mẹ ta cũng muốn chiếm cổ phần. Hứa Gia An nghe được đều không có ý tứ, ngăn cản nhi tử nói tiếp, Lập Nam, cha ngươi nói rất có đạo lý. Hồi Xuân Đường chính là Thuần Lương, ai đều không cho tranh. Lương Thụ Đức nói, căn cứ ta sơ bộ tính ra, nhạc phụ lưu lại tiền mặt tiền tiết kiệm cổ phần cùng bất động sản cộng lại đại khái giá trị 8.000 vạn tả hữu. Ta đề nghị A, biệt thự này về Thuần Lương tất cả, lưu cho hắn đương phòng cưới, bề ngoài hiện tại giá gặp 600 vạn, người có thể lưu lại bề ngoài, nhưng là muốn cho đại cô cùng tiểu cô các 300 vạn tiền mặt đền bù, tiền tiết kiệm 37 vạn, người lưu 13 vạn. Còn lại 24 vạn công chia đều phối cho các nàng 2 tỷ muội. Còn ra ra người tại Trường Thiện Bệnh viện cổ phần, từ Hứa Gia Hiên, Hứa Gia Văn, Hứa Gia An riêng phần mình phân phối 20%, mọi người cảm thấy ta cái phương án này như thế nào? Lương Lập Nam nói, cha, người thật đúng là hướng về biểu đệ, biệt thự về hắn, Hồi Xuân Đường cũng về hắn, ông ngoại di sản của hắn mới bình quân phân phối. Lương Thụ Đức nói, ông ngoại ngươi khi còn sống thương ngươi nhất biểu đệ. Tin tưởng dạng này phân phối phương án hắn nhất định hài lòng. Lương Lập Hân một bộ tâm không cam tình không nguyện dáng vẻ, được rồi, liền nghe người. Chân Thuần nói, ta mới không muốn. Lương Thụ Đức nói, cũng không phải cho ngươi, hiện tại là cứu cứu ngươi, mẹ ngươi, ngươi đại di ba người bọn họ sự tình, người một nhà vẫn là trước tính toán rõ ràng tốt nhất, tỉnh tổn thương hòa khí bị người ngoài chê cười. Cao Tân Hoa không vui nói, nơi này chỉ một mình ta người ngoài. Vậy ta vẫn đi thôi. Lương Thụ Đức ha ha cười nói, Cao Bí Thư, ta cũng không phải nói người, đúng, người cảm thấy phương án của ta thế nào. Cao Tân Hoa miệng méo cười một tiếng không nói chuyện, không phải là không muốn nói, mà là cảm thấy không có cần thiết này, Hứa Thuần Lương không phải cái thua thiệt người. Lương Thụ Đức không có từ hắn nơi này đạt được muốn trả lời chắc chắn, lại chuyển hướng Hứa Thuần Lương, đứa cháu này mới là mấu chốt vị trí, hắn gật đầu, tất cả đều dễ nói chuyện. Nếu như hắn không chịu, chỉ sợ cuối cùng đều muốn thượng pháp luật thủ đoạn, Lương Thụ Đức đã làm tốt dự tính xấu nhất, một số tiền lớn A, vì cái này mấy ngàn vạn nhất định phải có người hát mặt đỏ, liền Hứa Gia An cái tính khí kia, trong lòng chính là nhớ nàng cũng không sẽ chủ động nói ra, thời khắc mấu chốt vẫn là thói quen ỷ lại nam nhân. Thuần Lương, ta cái này phân phối phương án ngươi còn hài lòng không? Hứa Thuần Lương nói, ngươi họ gì A? Lương Thụ Đức sửng sốt một chút. Sắc mặt trở nên có chút khó coi, ta là ngươi cô phụ. Hứa Thuần Lương nói, ngươi cùng ta không có quan hệ máu mủ, ngươi cùng gia gia của ta càng không có, Hứa Gia sự tình ngươi không có quyền lên tiếng. Lương Lập Nam nói, Hứa Thuần Lương, ngươi có ý tứ gì? Cha ta liền không thể nói câu công đạo rồi. Hứa Thuần Lương nói, công đạo, ngươi tâm thuật bất chính có cái gì công đạo có thể nói? Lương Lập Hân nói, ngươi làm sao cùng trưởng bối nói chuyện đâu? Hứa Thuần Lương nói, gia gia còn sống, xem ở hắn lão nhân gia mặt mũi bên trên ta tôn có ít người một tiếng trưởng bối, hiện tại gia gia đi, nếu ai ở trước mặt ta già mà không kính, đó chính là tự tìm khó coi. Lương Lập Nam cả giận nói, ngươi muốn, ngươi ngậm miệng, Hứa Thuần Lương gầm lên giận dữ, dọa đến Lương Lập Nam mãnh khẽ run rẩy, hắn là thật sợ hãi, Hứa Thuần Lương gặp qua hắn bị đánh, hắn gặp qua Hứa Thuần Lương đánh người. Cái này nhỏ biểu đệ tại vũ lực gặp bên trên tuyệt đối nghiền ép chính mình, chọc giận hắn, chưa chừng trước mặt nhiều người như vậy đánh mình một trận. Hứa Thuần Lương nhìn qua đại cô Hứa Gia An, Hứa Gia An ánh mắt thôi xuống dưới, Hứa Thuần Lương lại nhìn phía tiểu cô Hứa Gia Văn, Hứa Gia Văn còn tại rơi lệ. Hứa Thuần Lương nói, lúc đầu chuyện này ta muốn đợi ra ra tang lễ về sau lại cùng các ngươi thương lược, nhưng đã người nhà họ Lương đều sách ra, ta nếu là không nói, người khác còn tưởng rằng ta nghĩ độc bá ra ra tài sản.
Trần Thuần nói, biểu ca, ngươi một mực nói, dù sao ta đứng tại ngươi bên này. Hứa Thuần Lương nói, cha ta trước khi đi nói qua, nhà Hòa Thuận vạn sự hưng, những năm này hắn ở bên ngoài kiếm một chút tiền, hắn không muốn bởi vì một chút di sản khiến cho thân thích ở giữa sinh ra ngăn cách, cho nên hắn chuyên môn đưa ra một cái phương án, ra tất cả tiền tiết kiệm, tiền mặt lấy ra mọi người chia đều, đương nhiên còn bao gồm bộ kia lấy ta danh nghĩa mua cửa hàng, cộng lại tổng cộng có thể có cái 900 đến vạn đi, tỷ đệ ba người mỗi người phân phối hơn 300 vạn. Lương Lập Hân lạnh hừ một tiếng, cổ phần đâu, biệt thự này đâu, ngươi ít dùng bài này, lắc lư ai đây? Hứa Thuần Lương nói, đừng nóng vội a, ta bây giờ còn có một cái phương án, cửa hàng là ra mua, nhưng là không thể dựa theo hiện tại giá thị trường tiến hành phân phối. Nói cách khác, ta chỉ có thể dùng ngay lúc đó hợp đồng giá cả đến đối hai vị cô tiến đi đền bù. Dạng này tính, ra di sản tổng giá trị là 660 vạn tả hữu, ta có thể phân cho các ngươi mỗi nhà 220 vạn. Lương Thụ Đức trong lòng tự nhủ làm sao còn càng tính càng ít, Thuần Lương, ngươi có ý tứ gì a? Chúng ta đã làm ra nhượng bộ lớn nhất, biệt thự này về ngươi, hồi xuân đường chiêu bài cũng cho ngươi, ngươi còn không vừa lòng. Hứa Thuần Lương nhìn cũng không nhìn hắn, nhìn qua Hứa Gia An nói, đại cô, người đồng ý không? Hứa Gia An không nói chuyện, trong lòng cảm thấy dạng này phân phối phương án có chút không công bằng. Hứa Thuần Lương nói, tiểu cô, người tỏ thái độ. Hứa Gia Văn thất hồn lạc phách nói, ta cái gì cũng không cần. Nàng đích xác không nghĩ tới muốn cùng chất tử tranh cái gì di sản, bây giờ còn chưa từ trong dây dứt bên trong đi tới. Hứa Thuần Lương nói, nếu như các ngươi không có ý kiến cứ dựa theo cái phương án này đến xử lý. Lương Lập Nam nhìn không được, mẹ, người nói một câu được hay không? Trong nhà người mới là lão đại. Hứa Gia An nói, Thuần Lương, đại cô không phải nghĩ tranh với người cái gì, thế nhưng là người cái phương án này thật có chút không công bằng. Hứa Thuần Lương nói, đó chính là không đồng ý, tốt, các ngươi chờ một chút. Hứa Thuần Lương đứng dậy đi trên lầu, một lát sau cầm một sấp văn kiện xuống tới. Hắn đem đồ vật trưng bày tại trên bàn trà, các vị mời xem qua, nơi này là cửa hàng cùng biệt thự bất động sản quyền giấy chứng nhận, phía trên viết rõ ràng, chỗ có quyền đều thuộc về ta, đã các ngươi không đồng ý ta vừa rồi phương án, ta chỉ có thể bất đắc dĩ lưu cho mình, đây là một tấm thẻ chi phiếu, bên trong có lớn chán biên lai gửi tiền, định kỳ tiền tiết kiệm 200 vạn, khoảng cách đến kỳ còn có hơn 2 năm, mở tài khoản tên là của ta. Các ngươi lấy không đi, ta cũng không có ý định phân cho các ngươi. Đám người từng cái kinh ngạc nhìn qua Hứa Thuần Lương, hắn đang làm gì? Khoe của sao? Hứa Thuần Lương lại nói, ra nói với ta lưu lại 37 vạn tiền mặt, bất qua số tiền kia trước mắt ta tìm không thấy, nếu như các người có hứng thú có thể đi tìm, ai tìm tới về ai, bất quá ta đã nói trước, có thể động ra gian phòng, nhưng là tốt nhất đừng nhúc nhích nhà ta những địa phương khác, vạn nhất ta ném đi thứ gì, ta sẽ báo cảnh. Lương Lập Hân không thể nhịn được nữa, Hứa Thuần Lương người có ý tứ gì? Hứa Thuần Lương nói, không có ý gì chuyện xấu nói trước, các ngươi lại không phải là không có cùng cảnh sát liên hệ kinh nghiệm, đừng lo lắng, một mực buông tay đi làm. Cao Tân Hoa trong lòng cười thầm, một bang mắt không mở tiểu nhân, vừa mới bắt đầu Hứa Thuần Lương đại độ như vậy, liền cửa hàng đều muốn phân cho các ngươi, còn mẹ nó lòng tham không đủ, hiện tại tốt, đem tiểu Hứa triệt để chọc giận. Lương Thụ Đức muốn so hắn này đôi nhi nữ tỉnh táo được nhiều, hắn nghĩ tới chính là Trường Thiện Bệnh viện cổ phần. Kia mới là trọng yếu nhất, hắn điều tra qua 60% cổ phần đều tại Hứa Trường Thiện danh nghĩa, coi như thư kiện cũng phải đem cổ phần cho tranh thủ qua tới. Lương Thụ Đức nói, Thuần Lương, đều là người một nhà, làm gì vì ít tiền huyên náo không nhanh, Trường Thiện bệnh viện cổ phần nói thế nào? Hứa Thuần Lương nói, người không nhắc nhở ta còn thực sự quên chuyện này, ra tại Trường Thiện bệnh viện có được 60% cổ phần, trước mắt cũng phải 6.000 vạn, bất quá các người ai cũng đừng nhớ thương. Gia đã sớm lập xuống di chúc, hắn đem cổ phần tất cả đều lưu cho ta. Cái gì? Lương Thụ Đức cặp mắt trợn tròn. Lương Lập Nam nói, di chúc, ông ngoại không có khả năng lưu lại di chúc, chúng ta làm sao không biết. Lương Lập Hân nói, đúng, ngươi lấy ra nhìn xem, ít ở chỗ này gạt người. Hứa Thuần Lương không có đem di chúc lấy ra, di chúc được lợi người lại không phải là các ngươi, ta dựa vào cái gì cầm cho các ngươi nhìn. Bất quá. Mấy thứ này các ngươi có thể từ từ xem, ta ra ngoài chào hỏi khách Hứa, nếu như ai cảm thấy trong lòng không thoải mái có thể đi, thứ cho không tiễn xa được. Hứa Thuần Lương hướng Cao Tân Hoa nói, Cao Thúc, giúp ta trước đem đồ vật cất kỹ, ai dám hủy hoại văn kiện,
ta sẽ đem trách nhiệm truy cứu tới cùng. Đang xem quyền tài sản chứng Lương Lập Nam đều có một thanh xé nát tâm tư, thế nhưng là hắn không dám, cái này nhỏ biểu đệ để lại cho hắn không ít bóng ma tâm lý, tiểu tử này dám nói liền dám làm. Trần Thuần cũng đi theo Hứa Thuần Lương cùng đi ra, biểu ca, ta cùng mụ mụ không có phân di sản ý tứ. Hứa Thuần Lương lạnh nhạt cười nói, ngươi không cần giải thích, ta minh bạch. Lúc này đã tới không ít người, Hạ Hầu Mộc Lan cùng Hoa Trục Nguyệt gần như đồng thời chạy tới, Hứa Thuần Lương đi cùng hai người bọn họ lên tiếng chào hỏi. Hoa Trục Nguyệt chán nản nói, bớt đau buồn đi. Hạ Hầu Mộc Lan đỏ mắt nói, chú ý thân thể. Hứa Thuần Lương nắm chặt lại tay của nàng, lại nắm chặt lại Hạ Hầu Mộc Lan tay, tay của hai người đều có chút lạnh, dù sao đều là nữ nhân của mình, thân nhân qua đời, cảm động lây. Trong linh đường truyền đến tiếng khóc, là Phổ Kiến cùng Đinh Tứ, Chu Mãnh đang khóc. Hứa Thuần Lương tranh thủ thời gian đi vào hóa vàng mã, ba người quỳ lại dập đầu. Không bao lâu Hứa Gia An cùng Hứa Gia Văn hai tỷ muội cũng tới. Lục Minh cùng nghe hỏi chạy tới Phạm Lý Đạt đỡ lấy cái bàn hỗ trợ lấy tiền. Hứa Thuần Lương lúc đầu đã thông báo không thu, nhưng không chịu nổi nhiều người kiên trì cho, Lục Minh cùng Phạm Lý Đạt đều là thể chế bên trong người. Biết đối với chuyện như thế này nắm giữ không tốt độ dễ dàng bị người làm văn chương, phụng trộm tìm Hứa Thuần Lương thương lượng một chút, mua cái 1.000 khối tiêu chuẩn cao nhất, mặc kệ ai đến cũng không thể vượt qua cái này tiêu chuẩn cao nhất. Giống Ninh Tứ loại này được Hứa Thuần Lương nhiều lần chiếu cố thổ hào, lúc đầu định cho 10 vạn, Phạm Lý Đạt nhắc nhở hắn đừng cho Hứa Thuần Lương gây phiền toái, đây không phải khoe khoang địa phương. Đừng nhìn Hứa Thuần Lương tuổi trẻ, quan hệ xã hội tương đương rộng khắp, coi như hắn không chút tuyên truyền. Nhưng đến đây phúng viếng người hay là nối liền không dứt. Vừa rồi gia đình hội nghị, duy nhất thành quả chính là định ra hậu thiên đưa tang, đây cũng là Lương Thụ Đức hơi cứu danh dự địa phương. Lương Thụ Đức cùng hắn một đối tử nữ thật muốn đi thẳng một mạch, có thể nghĩ nghĩ kia giá trị 2.000 vạn cổ phần vẫn là nhịn xuống, bọn hắn quyết định tìm cơ hội cùng Hứa Thuần Lương bàn lại một lần, nếu như Hứa Thuần Lương kiên trì làm như vậy, bọn hắn chỉ có bị thẩm vấn công đường. Lúc đầu bọn hắn còn muốn cùng Hứa Gia Văn kết thành mặt trận thống nhất, nhưng Hứa Gia Văn biểu thị không tham dự, nàng đối phụ thân di sản không có bất kỳ cái gì ý nghĩ. Hứa Gia Văn một mực ở vào áy náy bên trong, nàng cho rằng chất nhi từ đầu đến cuối trách tự trách mình, nàng rất muốn chủ động tìm Hứa Thuần Lương nói một câu, nhưng lại không dám, một người quỳ trong góc yên lặng rơi lệ, cả người đều uất ức. Trời tối thời điểm, Hứa Thuần Lương đưa chén trà nóng cho nàng. Hứa Gia Văn ngẩng đầu nhìn đến là Hứa Thuần Lương có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Hứa Thuần Lương biết trong nội tâm nàng cũng không dễ chịu, kỳ thật chuyện này nàng cũng không nên gánh chịu tất cả trách nhiệm, chỉ là cho địch nhân một cái hạ thủ thời cơ. Hứa Gia Hiên trước khi chuẩn bị đi liền bàn giao hắn không muốn trách cứ tiểu cô, muốn trách thì trách hắn. Hứa Thuần Lương nói, tiểu cô, người cũng nhiều bảo trọng thân thể. Hứa Gia Văn nước mắt lã chã mà rơi, thật xin lỗi. Hứa Thuần Lương hướng Tô Tình đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Tô Tình tranh thủ thời gian tới an ủi. Hạ Hầu Mộc Lan cùng Hoa Trục Nguyệt hai người cũng tại trong linh đường quỳ, đối ngoại nói là Hứa Thuần Lương thành anh em kết bái tỉ muội, lý do này liền khá đầy đủ. Hứa Thuần Lương chân chính trị nuôi Diệp Thanh Nhã trời tối thời điểm chạy tới, nàng sở dĩ tới muộn như vậy, là bởi vì lần này Diệp Lão cũng tới, vì để tránh cho tạo thành ảnh hưởng quá lớn, Diệp Lão đi trước thị một chiêu ở lại, chờ 11 giờ đêm sau lại tới. Diệp Thanh Nhã đi đầu qua đến thuyết minh, nhìn thấy rõ ràng tiểu tụy Hứa Thuần Lương, Diệp Thanh Nhã không khỏi một trận đau lòng, nàng phi thường rõ ràng Hứa Thuần Lương đối ra ra tình cảm, ôn nhu nói, Thuần Lương, thế giới này tổng có ngoài ý muốn, ngươi ngàn vạn muốn ủng hộ ở. Hứa Thuần Lương nói, Thanh Nhã tỷ yên tâm. Diệp Thanh Nhã nói cho hắn biết ra ra sẽ ở muộn chút thời gian tới, Hứa Thuần Lương không nghĩ tới Diệp Lão cũng sẽ đích thân đến đây, đoán chừng đến lúc đó Uông Kiến Minh sẽ cùng đi cùng một chỗ tới. Hỏi qua Diệp Thanh Nhã về sau quả là thế, Diệp Lão lần này ngủ lại một chiêu cũng là Uông Kiến Minh ra mặt an bài. Cao Tân Hoa bận bịu tứ phía, lúc này tới phần lớn là hệ thống vệ sinh đồng sự, bệnh truyền nhiễm viện nghiêm hồi ý xuất lĩnh thành viên ban ngành đến đây, trường thiện bệnh viện bên kia Cố Hậu Nghĩa dẫn đội cơ hồ toàn viên xuất động. Cố Hậu Nghĩa thăm hỏi Hứa Thuần Lương về sau, lặng lẽ hướng Cao Tân Hoa hỏi thăm Trịnh Bồi An sự tình, mặc dù Đông Châu cùng Nam Giang có một khoảng cách, nhưng tin tức vẫn là truyền đến nơi này. Đều nói Hứa Lão gia tử lần này ngoài ý muốn cùng Trịnh Bồi An có quan hệ, nhưng có thể chuyện gì xảy ra ai cũng không rõ ràng, cảnh sát trước mắt cũng không có tuyên bố thông cáo. Cố Hậu Nghĩa không tiện trực tiếp hỏi Hứa Thuần Lương, cho nên chỉ có thể hướng cùng Hứa gia giao hảo Cao Tân Hoa nghe ngóng.
Cao Tân Hoa cũng là nghe Hứa Thuần Lương nâng lên một chút, nói cho Cố Hậu Nghĩa, trước mắt Trịnh Bồi An thi thể còn tại Nam Giang cảnh sát tạm tồn, Nam Giang cảnh sát đã tại liên hệ hắn vợ trước, có chút thủ tục cần muốn làm thủ tục, Hứa Thuần Lương đã minh xác biểu thái, chờ Nam Giang cảnh sát điều tra rõ ràng về sau, từ hắn đến phụ trách xử lý Trịnh Bồi An hậu sự, bởi vậy đến xem, Trịnh Bồi An cùng Hứa lão gia tử chết hẳn là quan hệ không lớn. Cố Hậu Nghĩa trong lòng khó tránh khỏi cảm khái, Hứa Trường Thiện cùng Trịnh Bồi An cứ như vậy không có, bây giờ còn có một cái vấn đề rất lớn chính là hai người này hết thảy chiếm 70% cổ phần, bệnh viện 89 phần 10 lại bởi vì hai người rời đi nhận ảnh vang, bất quá bây giờ còn không phải cùng Hứa Thuần Lương trao đổi chuyện này thời điểm, hết thảy chỉ có thể chờ đợi đến Hứa lão gia tử hạ táng về sau lại nói. Đông Nghiễm Sinh một nhà cũng điệu thấp đến đây, Thư Viễn Hàng cùng Vương Kim Vũ đều là Hứa Thuần Lương hảo hữu, hai người tới về sau liền tự giác hỗ trợ. Cục dân chính phương diện lúc nghe Hứa Trường Thiện sự tình về sau, mấy vị lãnh đạo chủ yếu đều đến đây, bất quá bọn hắn không phải cùng một chỗ, cục trưởng Trương Tùng và bên trong cục mấy vị trung tầng cán bộ cùng một chỗ, phó cục trưởng Tương Kỳ Dũng thì là mình tới. Tương Kỳ Dũng tới hơi chậm một chút, hẳn là cố ý tránh ra tân nhiệm cục trưởng Trương Tùng. Hứa Thuần Lương hướng hắn gửi tới lời cảm ơn về sau, nói cho hắn biết Trương Tùng bọn người vừa mới đi. Tương Kỳ Dũng nói, hắn không có nói với ta về chuyện của nhà ngươi. Hứa Thuần Lương biết hai người bọn họ ở giữa có khúc mắc, Trương Tùng cục trưởng chứng thực về sau, cục dân chính nội bộ đã lặng lẽ yên lặng bắt đầu đứng đội, hơn phân nửa người đã hướng Trương Tùng biểu trung tâm, Tương Kỳ Dũng hai ngày này trong lòng khẳng định cảm giác khó chịu. Hứa Thuần Lương trong nhà mình một đám tử sự tình, tự nhiên lười nhác quản những người khác, thở dài nói, Tương cục, ta dự định mời một tuần sự tình giả xử lý sự tình trong nhà. Tương Kỳ Dũng nói, ngươi nghỉ ngơi trước, cần phải mấy ngày liền nghỉ mấy ngày, nhà ai đều có gặp được sự tình thời điểm. Hắn không có ý định chụp Hứa Thuần Lương giả, loại thời điểm này đoàn kết Hứa Thuần Lương càng tất yếu. Tương Kỳ Dũng bởi vì gần nhất gặp phải vấn đề chuyên môn thỉnh giáo thúc thúc của hắn, thúc thúc nói cho hắn biết muốn bảo trì bình thản, chịu được nhàm chán, Đông Châu cục dân chính khách quan hắn giải rằng giặc thể chế con đường mà nói chỉ là một trong đó đổ đứng chút thôi. Tại thúc thúc khuyên bảo dưới, Tương Kỳ Dũng tâm thái cũng từ từ cân bằng. Tương Kỳ Dũng không có lập tức đi ý tứ, hắn chủ động đi cùng Lục Minh mấy người nói chuyện phiếm, lấy Hứa Thuần Lương giao thiệp, trong nhà bày ra loại chuyện này đối những người khác mang ý nghĩa chắp nối cơ hội tốt, hiện trường không ít người đều ôm cái này tâm lý mà đến, bọn hắn cũng rõ ràng, càng là đại lãnh đạo bình thường tới càng muộn, cho nên người tới 9 điểm, không những không có thấy ít đi, ngược lại so ban ngày càng nhiều. Trung y viện phó viện trưởng Phan Tuấn Phong cũng là ban đêm tới. Bởi vì tự tiện vận dụng không trung cứu viện căn cứ máy bay trực thăng sự tình, gần nhất bị trong viện mấy vị thành viên ban ngành liên thủ công kích, ở trong đó phó viện trưởng Trầm Đức Tài cùng viện trưởng Trương Vân Thanh hai người nhảy nhất là cao. Phan Tuấn Phong thuần túy là cho bằng hữu hỗ trợ, lúc ấy liền cân nhắc đến tiếp sau rất có thể sẽ có phiền phức, nhưng là Phan Tuấn Phong cho rằng tình huống đặc biệt sử dụng cách đặc biệt, hắn tại ngày thứ hai cũng kịp thời cùng viện trưởng Trương Vân Thanh tiến hành câu thông. Vốn cho rằng Trương Vân Thanh nhiều ít sẽ cho mình một chút mặt mũi, thật không nghĩ đến Trương Vân Thanh bày làm ra một bộ giải quyết việc chung dáng vẻ cho hắn cài lên một đỉnh mắt không tổ chức kỷ luật công khí tư dụng mũ. Không những như thế, còn đem hắn tự tiện sử dụng cứu viện máy bay trực thăng sự tình báo cáo cho thượng cấp bộ môn. Lãnh đạo cấp trên đối với chuyện này phản hồi rất nhanh, yêu cầu Phan Tuấn Phong viết một phần kiểm tra, phải nghiêm túc kiểm điểm sai lầm của mình. Đối Phan Tuấn Phong tới nói mấy ngày nay là mờ tối. Nhưng là hắn cũng không hối hận, nếu như không phải Hứa Thuần Lương hỗ trợ, hắn cũng không có khả năng đi vào Trung y viện đảm nhiệm phó viện trưởng, người ta Hứa Thuần Lương gặp được sự tình hắn đâu có ngồi yên không lý đến đạo lý. Hắn đi vào Trung y viện về sau tao ngộ tầng quản lý liên thủ xa lánh, trong công tác cũng không hài lòng, lần này bị Trương Vân Thanh bọn người bắt lấy cơ hội, chắc chắn sẽ không từ bỏ đối với hắn chèn ép. Hứa Thuần Lương ngược lại là chủ động nhắc tới cưỡi máy bay trực thăng tiến về Nam Giang sự tình. Hỏi có hay không cho Phan Tuấn Phong tạo thành phiền phức. Phan Tuấn Phong lắc đầu, biểu thị không có vấn đề gì. Hứa Thuần Lương chính tại xử lý tang sự, mình cũng đừng cho người ta thêm chặn lại. Trường Hưng bệnh viện viện trưởng Triệu Phi Dương bởi vì ra ngoài khảo sát không có tự mình tới, bất quá hắn ủy thác Trường Hưng bệnh viện công sẽ tới đưa lên vòng hoa. Triệu Phi Dương hồng nhan chi kỷ từ dĩnh cùng Hứa Thuần Lương là nói chuyện hợp nhau bằng hữu, nàng tự mình đến. Cùng nàng cùng đi còn có Nam Giang Nghệ thuật Học viện giáo sư Phan Thừa Phong Lạc Khê Vân vợ chồng, Phan Thừa Phong tự mình tự viết câu đối phúng điếu. Hứa Thuần Lương gửi tới lời cảm ơn. Từ Dĩnh đơn độc hướng Hứa Thuần Lương giải thích nói,
Phi Dương hai ngày này tại Hương Giang tham gia một hội nghị, chỉ sợ là không chạy trở lại, hắn để cho ta nói với ngươi một tiếng. Hứa Thuần Lương nói, vừa rồi Trường Hưng bệnh viện công hội đã qua tới. Từ Dĩnh thở dài nói, êm đẹp, làm sao lại đột nhiên như vậy? Kỳ thật đại đa số người đều không rõ ràng Hứa lão gia tử chân chính nguyên nhân cái chết, Hứa Thuần Lương cùng phụ thân thương lượng về sau cũng không có Trương Dương, dù sao chuyện này mặt ngoài nhìn là bởi vì tiểu cô Hứa Gia Văn mà lên, không rõ bên trong người đều sẽ đem trách nhiệm tính tại đầu nàng bên trên, tận lực khống chế ảnh hưởng cũng là vì giảm bớt Hứa Gia Văn gánh nặng trong lòng. Phúng viếng người lục tục ngo ngoe lui tới, thẳng đến ban đêm lúc 11 giờ nhân tài ít một chút, đại khái lúc 11 giờ rưỡi. Diệp lão tại Uông Kiến Minh vợ chồng cùng đi đến. Diệp lão đi vào linh đường nhìn qua Hứa Trường Thiện di ảnh, đi qua Âm Dung Thiếu Mạo vẫn lưu trong đầu, Diệp lão tam cúi đầu về sau, lại cùng Hứa gia nhân từng cái nắm tay, cuối cùng đi đến Hứa Thuần Lương trước mặt, Thuần Lương, nghĩ thoáng điểm, người đều sẽ có một ngày như thế này, người còn có ta. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, nắm chặt Diệp lão tay nói, ra ra, người nhất định phải bảo trọng tốt thân thể. Hầu ở Diệp lão bên người Uông Kiến Minh nghe, trong lòng thầm than, Diệp lão đối Hứa Thuần Lương là thật tâm yêu mến a, hoàn toàn đem hắn xem như người trong nhà đối đãi, ánh mắt rơi ở một bên tinh thần chán nản Diệp Thanh Nhã trên thân, lại tựa hồ minh bạch cái gì. Diệp lão chuyển hướng Uông Kiến Minh nói, Kiến Minh, về sau ngươi phải chiếu cố nhiều hơn Thuần Lương. Uông Kiến Minh liên tục gật đầu, kỳ thật loại lời này căn bản không cần bày ở ngoài sáng, nhưng Diệp lão đã nói như vậy liền có dụng ý của hắn. Uông Kiến Minh lúc này tỏ thái độ nói, Thuần Lương, có gì cần một mực đối tổ chức nâng lên ra. Hứa Thuần Lương nói, đa tạ Uông thư ký quan tâm. Cách đó không xa Cao Tân Hoa hứng hở cho Lương Thụ Đức phổ cập khoa học Uông Kiến Minh thân phận, hắn là cố ý gây nên, liền xem như ngoại nhân cũng không quen nhìn người nhà họ Lương sắc mặt. Cao Tân Hoa là muốn để người này biết khó mà lui, hắn có loại trực giác, tại Hứa lão gia tử di sản vấn đề bên trên, người nhà họ Lương sẽ không dễ dàng từ bỏ. Làm không tốt cuối cùng sẽ đối với sổ ghi chép công đường, phổ cập khoa học mục đích là muốn để Lương Thụ Đức rõ ràng một sự kiện, tại Đông Châu địa bàn bên trên. Các ngươi Lương gia không chiếm được lợi lộc gì, cũng đừng si tâm vọng tưởng. Diệp lão ngốc thời gian cũng không dài, phúng viếng về sau rất nhanh liền rời đi, Diệp Thanh Nhã cũng không có đi, lưu lại gác đêm. Qua không điểm, Hứa Thuần Lương đề nghị nữ sĩ đi về nghỉ, nói hết lời mới đem các nàng cho khuyên đi. Phổ Kiến thêm dầu thắp thời điểm nói, đúng rồi, sư phụ ta cùng lão Trần ngày mai tới. Hứa Thuần Lương nói, ta không phải nói cho ngươi tận lực đừng lộ ra sao. Phổ Kiến nói, phải nói a, không phải nhất định rơi oán trách. Hứa Thuần Lương đốt xong giấy, đi vào Cao Tân Hoa bên người, Cao Thúc, người cũng đi về nghỉ ngơi đi, ngày mai còn được ban. Cao Tân Hoa nói, ta cái kia ban có thể đi cũng không đi, mấy ngày nay ta đều tới. Hứa Thuần Lương nói, trở về nghỉ ngơi đi, gác đêm sự tình chúng ta người trẻ tuổi tới làm. Cao Tân Hoa nhẹ gật đầu, Hứa Thuần Lương tiến hắn đến con đường phía trước miệng, Cao Tân Hoa nói, Thuần Lương, vừa rồi cố viện cùng ta đàm trong chốc lát, ra ra ngươi cùng Trịnh Bồi An chiếm 70% cổ phần, cho nên chuyện này ngươi không thể rơi lấy khinh tâm. Hứa Thuần Lương nói, yên tâm đi, ta tâm lý nắm chắc. Cao Tân Hoa nói, kia phần di chúc là lúc nào lập xuống tới. Hứa Thuần Lương nói, Trường Thiện bệnh viện thành lập mới bắt đầu, gia gia liền sợ lấy sau đó phát sinh biến cố gì, cho nên hắn sớm lập tốt di chúc, ta vốn không muốn lấy ra, thật có chút người quá phận. Cao Tân Hoa thở dài nói, tiền tài trước mặt thân tình có đôi khi cũng sẽ trở nên yếu kém, Thuần Lương, có câu nói ta vốn không nên hỏi, nhưng bên ngoài bây giờ có rất nhiều thuyết pháp, gia gia ngươi sự tình cùng Trịnh Bồi An có quan hệ hay không? Hứa Thuần Lương lắc đầu nói, không sao, người không cần nghe phía ngoài lời đồn. Cao Tân Hoa trước khi đi lại nghĩ tới một sự kiện, đúng rồi, Phan Tuấn Phong sự tình ngươi biết không? Hứa Thuần Lương nói, chuyện gì? Hôm nay bởi vì bận quá hắn cùng Phan Tuấn Phong cũng không có bao nhiêu thời gian giao lưu, bất quá nhìn Phan Tuấn Phong dáng vẻ cảm xúc có chút xa xút, mà dù sao là tới phúng viếng, ai cũng không thể cảm xúc tăng vọt. Cao Tân Hoa nói, không chung cứu viện căn cứ sự tình, hẳn là trái với cứu viện máy bay trực thăng sử dụng điều lệ, bị lãnh đạo phê bình. Theo nghe nói đến tiếp sau có thể muốn xử lý hắn, ta cảm thấy chuyện này có tất muốn nói với ngươi một tiếng. Hứa Thuần Lương nghe xong liền phát hỏa, Phan Tuấn Phong bị phê bình sự tình khẳng định cùng mình có quan hệ, lúc ấy tình huống khẩn cấp, nghĩ trong thời gian ngắn nhất đi hướng Nam Giang chỉ có thông qua không trung giao thông. Đối Hứa Thuần Lương tới nói Phan Tuấn Phong rất bạn chí cốt,
nhưng là Phan Tuấn Phong trái với điều lệ chế độ cũng là tình hình thực tế. Hứa Thuần Lương nói, Cao Thúc, ta đã biết. Hai người lúc nói chuyện, Tần Chính Dương đến đây, hắn sở dĩ đến như vậy muộn là bởi vì Uông Kiến Minh không có để hắn cùng đi, Tần Chính Dương lẩn tránh một chút lãnh đạo, sau đó tới, hắn đem thời gian tính toán vừa vặn. Cao Tân Hoa lại cùng Tần Chính Dương lên tiếng chào sau đi trước. Tần Chính Dương đi linh đường quỳ lạy dâng hương. Hứa Thuần Lương đám bằng hữu này tới tất cả đều đi phải là đại lễ, Tần Chính Dương lựa chọn thời gian này điểm tới cũng là ra ở phương diện này cân nhắc, nếu như đi theo Uông Kiến Minh cùng đi khẳng định là cúi đầu, nhưng hắn cùng Hứa Thuần Lương quan hệ không giống hời hợt, như thế liền lộ ra không đủ long trọng, làm bằng hữu, hắn cũng phải đi quỳ lại chi lễ, không chỉ là mặt ngoài công phu, đây cũng là đối với bằng hữu tôn trọng. Tương Kỳ Dũng một mực ngốc đến bây giờ, nhìn thấy Diệp Lão đều tự mình xuất hiện. Tương Kỳ Dũng càng phát ra minh bạch thúc thúc để hắn cùng Hứa Thuần Lương giữ gìn mối quan hệ tầm quan trọng. Diệp Lão cùng Uông Kiến Minh xuất hiện thời điểm, Tương Kỳ Dũng cũng không có chủ động tiến lên chào hỏi, hắn phi thường rõ ràng người ta lựa chọn muộn như vậy đến chính là không muốn người khác quấy rầy, mà lại hắn tự thân đẳng cấp cũng không đủ. Tần Chính Dương tới thời điểm, Tương Kỳ Dũng không thể giả ra không nhìn thấy, bởi vì gần nhất mấy lần ngăn trở, để hắn ngộ đến không ít xử thế chi đạo. Chủ động đi cùng Tần Chính Dương hàn huyên vài câu. Tần Chính Dương nhìn thấy Tương Kỳ Dũng cái giờ này vẫn còn, liền biết hắn cùng Hứa Thuần Lương quan hệ đã toàn diện ấm lại, mà lại Tương Kỳ Dũng rõ ràng có cùng Hứa Thuần Lương tiến một bước làm sâu sắc quan hệ ý nghĩ, đi theo Uông Kiến Minh làm thư ký trong khoảng thời gian này, Tần Chính Dương tầm mắt cũng tăng lên không ít, hắn biết Kỳ Dũng gần nhất tình cảnh xấu hổ, bất quá đối với Tương Kỳ Dũng loại này bối cảnh người mà nói, đây chỉ là một lần thất bại nho nhỏ. Trường kỳ đến xem đối sự phát triển của hắn ngược lại có chỗ tốt. Tương Kỳ Dũng rõ ràng điệu thấp rất nhiều, Tần thư ký, ta còn tưởng rằng vừa rồi ngài sẽ cùng Uông thư ký cùng một chỗ tới đây chứ. Tần Chính Dương nói, gặp được chút chuyện trì hoãn trong chốc lát, lần này các ngươi muốn bao nhiêu vất vả. Hắn đương nhiên sẽ không đem tình hình thực tế nói cho Tương Kỳ Dũng. Tương Kỳ Dũng nói, đều là mình ca môn, ta lại tại dân chính công việc, nghĩa bất xung từ. Tần Chính Dương trong lòng tự nhủ giác ngộ có thể xem ra ngăn trở quả nhiên có thể để cho người ta tiến bộ. Tần Chính Dương chủ động móc ra khói đưa cho Tương Kỳ Dũng, Tương Kỳ Dũng tiếp nhận thuốc lá, móc ra bật lửa giúp hắn đốt. Hai người một bên hút thuốc, một bên hàn huyên. Tương Kỳ Dũng mượn Hứa Gia Tang sự nói một chút dân chính phương diện an bài, lấy Hứa Thuần Lương giờ này ngày này tại Đông Châu cục dân chính lực ảnh hưởng, nhà tang lễ sớm đều cho hắn dự lưu lại lớn nhất hồi tưởng sảnh. Nhưng Hứa Thuần Lương từ chối nhã nhặn, bởi vì Hứa gia không muốn tổ chức lớn, mà lại lão gia tử di thể đều đã hỏa táng, dự định hậu thiên đưa tang trực tiếp hạ táng, bỏ bớt đi cái khác quá trình, lễ truy điệu liền không mở. Tần Chính Dương tán đồng Hứa Thuần Lương cách làm, mặc dù Hứa Thuần Lương quan không lớn, nhưng là tại bên trong thể chế gây thù hằn không ít, vô số ánh mắt đều ở bên cạnh nhìn chằm chằm, nếu như tổ chức lớn, nói không chừng sẽ khiến phiền toái không cần thiết. Tần Chính Dương cũng minh bạch Tương Kỳ Dũng ý tứ, Tương Kỳ Dũng sở dĩ cùng mình lôi kéo làm quen, mục đích là thông qua sau này mình tận khả năng nhiều hiểu rõ đến Uông Kiến Minh bên kia tin tức, lần này cục dân chính thay đổi nhân sự phát sinh quá đột ngột, đem hắn cho cả mộng. Thuốc hút đến một nửa thời điểm, Tương Kỳ Dũng rốt cục nhịn không được hỏi, Tần thư ký, Vương Đồng An tình huống có nghiêm trọng không? Tần Chính Dương mỉm cười nói, chuyện này ngươi đến tìm ngành tương quan đi tìm hiểu. Đoạn thời gian trước ta một mực cùng đi Uông thư ký ở kinh thành họp, thời điểm ra đi Vương Đồng An còn không có bị song quy. Mặc dù Tần Chính Dương nói đến uyển chuyển, Tương Kỳ Dũng vẫn là từ ở bên trong lấy được một cái cực kỳ tin tức hữu dụng, đó chính là Vương Đồng An bị song quy có lẽ không phải Uông Kiến Minh ý tứ. Hắn vẫn luôn cảm thấy buồn bực, thúc thúc đã hướng Uông Kiến Minh mở qua miệng, Uông Kiến Minh liền không khả năng không nể mặt mũi, vừa mới minh xác mình tại cục dân chính chủ trì công việc, lập tức lại đem Trương Tùng phủ chính. Đây không phải chơi người sao? Tần Chính Dương đối với chuyện này thấy vẫn tương đối thông thấu, cục dân chính lần này biến động cũng không phải là Uông Kiến Minh bản ý, Vương Đồng An sự việc đã bại lộ thời điểm, Uông Kiến Minh vừa vặn ở kinh thành làm việc. Mà lại lần này kinh thành hành trình cũng không thuận lợi, Đông Châu dân chính hệ thống gần nhất xuất hiện một chuỗi vấn đề Uông Kiến Minh vị này Đông Châu người đứng đầu không có khả năng bỏ qua một bên quan hệ, từ Uông Kiến Minh gần nhất cảm xúc đến xem, tại kinh trong lúc đó hắn cũng bị phê bình. Trương Tùng đảm nhiệm cục dân chính trưởng căn bản không phải Uông Kiến Minh chủ ý, Uông Kiến Minh vừa nhậm chức thời điểm xuôi gió xuôi nước, nhưng đoạn thời gian gần nhất, vấn đề liên tiếp nổi lên mặt nước, Hoa Đầu tập đoàn rút khỏi Đông Châu văn lữ kiến thiết, cục dân chính xảy ra chuyện,
sát số 5 tuyến công trình kêu dừng, những này theo nhau mà tới khó khăn để Uông Kiến Minh nhức đầu không thôi. Trương Tùng đảm nhiệm cục dân chính trưởng cũng không phải mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy, thật sâu tầng logic ở chỗ Uông Kiến Minh đối Đông Châu trưởng khống cũng không phải là vững như vậy cố, đôi này Uông Kiến Minh lòng tin cùng chấp chính uy vọng là một lần đả kích rất lớn. Tần Chính Dương nguyên bản muốn lưu lại gác đêm, có thể kiểm tra lo đến sau đó phải ứng phó không ít hàn huyên, vẫn là quyết định rời đi. Hắn cùng Hứa Thuần Lương nói một tiếng, Hứa Thuần Lương có thể lý giải, Tần Chính Dương thân phận bây giờ là Uông Kiến Minh thư ký, hắn không thích hợp nói nhiều, có câu nói là nói nhiều tất nói hớ, nếu như vẻn vẹn đại biểu Tần Chính Dương mình ngược lại là không có gì, nhưng mấu chốt người khác sẽ không như thế nghĩ, bình thường thói quen tướng một lời một hành động của hắn cùng Uông thư ký liên hệ với nhau. Hứa Thuần Lương tới đưa Tần Chính Dương thời điểm, đem mình cho Phan Tuấn Phong trêu ra chuyện phiền phức nói. Tần Chính Dương cho rằng không phải cái đại sự gì, chỉ cần Hứa Thuần Lương cùng Uông Kiến Minh xách một câu, Uông Kiến Minh hẳn là sẽ hỗ trợ đem chuyện này đè xuống. Hứa Thuần Lương nói, chuyện này sẽ không cứ tính như vậy. Tần Chính Dương trong lúc nhất thời không có minh bạch hắn có ý tứ gì, có chút kỳ quái mà nhìn xem hắn, có ý tứ gì. Ngươi lo lắng chuyện này sẽ liên lụy đến ngươi. Hứa Thuần Lương nói, ta mới không sợ liên lụy, trung y viện mấy cái kia lâu bức dám đối ta ồn ào, ta tát tai phiến chết bọn hắn. Tần Chính Dương phát giác được Hứa Thuần Lương trên người lệ khí có chút nặng, bất quá cũng có thể hiểu được, dù sao thân nhân qua đời, lại là đem hắn từ nhỏ nuôi dưỡng lớn lên ra ra, Hứa Thuần Lương tâm tình không khoái cũng rất bình thường. Tần Chính Dương nói, nếu không ta cùng Uông thư ký nói. Hứa Thuần Lương nói, không cần, Trương Vân Thanh đám người kia nhìn Phan Tuấn Phong không vừa mắt, liền muốn tìm một cơ hội chỉnh hắn, nhưng Phan Tuấn Phong là Hà chủ nhiệm hướng Uông thư ký đề cử cán bộ. Hà chủ nhiệm chính là Hạ Uyển Oánh, Uông Kiến Minh phu nhân, lúc trước Phan Tuấn Phong sở dĩ có thể từ bệnh truyền nhiễm viện điều nhiệm trung y viện, vẫn là Hứa Thuần Lương tìm Hạ Uyển Oánh hỗ trợ đề cử. Tần Chính Dương minh bạch, Thuần Lương, ta quay đầu cùng Hà chủ nhiệm nói một tiếng. Hứa Thuần Lương nói, bên kia ta tự sẽ đi nói. Có chuyện ta cùng ngươi trước thấu cái đấy, Vương Đồng An cùng Trương Vân Thanh là đồng học, lúc trước trung y viện cùng dân chính bệnh viện chuyện hợp tác, ta hoài nghi bên trong có chuyện ẩn ở bên trong. Tần Chính Dương hiện tại đã hoàn toàn minh bạch, Hứa Thuần Lương là muốn đem Trương Vân Thanh diệt trừ, muốn nói Trương Vân Thanh cũng là đuôi mù, ngươi lần này mặc dù đầu mâu không có trực tiếp chỉ hướng Hứa Thuần Lương, nhưng là ngươi cầm Hứa Thuần Lương cưỡi cứu viện trung tâm lên thẳng cơ chuyện này đến làm văn chương. Sự tình bị ngươi chọn đi lên, nhưng cuối cùng tướng như thế nào đi hướng không phải ngươi định đoạt. Chỉ bằng Vương Đồng An cùng Trương Vân Thanh là đồng học hoàn toàn không đủ để nói rõ vấn đề, coi như trung y viện cùng dân chính bệnh viện hợp tác quá trình bên trong, Vương Đồng An tiến hành một chút nhường lợi tổn hại cục dân chính lợi ích, cũng không đợi tại Trương Vân Thanh liền tổn hại công mập tư, dù sao lần này trong hợp tác đạt được lợi ích chính là trung y viện mà không phải cá nhân hắn. Hứa Thuần Lương từ có hậu thủ. Hắn để Ngô Sĩ Kỳ tướng lúc trước Trương Vân Thanh tham gia cứu giúp Tần Ngọc Kiều video giao cho Tam Lưỡng Tam Hứa Tiểu Nhạc. Tam Lưỡng Tam không phụ nhờ vả, đêm đó liền đem nào đó thì cấp bệnh viện viện trưởng cấp cứu quá trình bên trong dính líu bị ổi coi thường nhiều lần truyền khắp mạng lưới, không có cụ thể chỉ hướng, cũng không có chỉ mặt gọi tên, nhưng là ngăn không được ăn dưa quần chúng bát quái chi hỏa. Nhất quan khóa là, Trương Vân Thanh mặt không có đánh gạch men, con hàng này ngày đó cũng không có ít chiếm tiện nghi, ôm Tần Ngọc Kiều thủ pháp cực kỳ thuần thục. Nhưng là đối một cái y tế người làm việc tới nói lại khắp nơi toát ra sơ hở. Trên mạng người hiểu chuyện đối mặt nhiều lần tiến hành frame by frame phân tích, cũng đến có kết luận, Trương Vân Thanh chính là cái lão lưu manh. Trương Vân Thanh cũng nghe nói Hứa ra sự tình, bất quá hắn cũng không có đi phúng viếng dự định, đến một lần hắn cùng Hứa Thuần Lương không có cái này giao tình, thứ hai cũng không muốn góp cái này náo nhiệt, hắn hiện tại cảm thấy hứng thú nhất liền là đối phó Phan Tuấn Phong. Muốn đem cái này thấm thấu đến trung y viện phó viện trưởng hung hăng giáo huấn một lần. Phan Tuấn Phong vận dụng công cộng tài nguyên, cứu viện trung tâm máy bay trực thăng cũng không phải là tư nhân phục vụ, đó là dùng đến cứu giúp bệnh nhân, Phan Tuấn Phong vậy mà tự mình phê chuẩn chấp bay, hộ tống hắn nào đó vị bằng hữu tiến về Nam Giang, trong mắt còn có điều lệ chế độ sao. Trương Vân Thanh cũng không nghĩ tới trực tiếp cùng Hứa Thuần Lương phát sinh xung đột, cho nên hắn không có đề cập Hứa Thuần Lương danh tự. Hắn đối với tình người nhược điểm còn là hiểu rõ một chút, Phan Tuấn Phong không có khả năng chủ động đem Hứa Thuần Lương bàn giao ra, kết quả cuối cùng liền là Phan Tuấn Phong đem tất cả trách nhiệm đều nhận lãnh đến, ít nhất phải cho hắn một cái trong đảng cảnh cáo xử lý. Trương Vân Thanh đương nhiên sẽ không đi hướng sân khấu, đang chèn ép Phan Tuấn Phong quá trình bên trong hắn xui khiến Phó Viện trưởng Trầm Đức Tài công kích phía trước,
Trầm Đức Tài đối Phan Tuấn Phong vị này nghiệp vụ phó viện trưởng vốn là có oán khí, tự nhiên mừng rỡ cho Trương Vân Thanh đương thương. Trương Vân Thanh nhận vì lần này bắt lấy Phan Tuấn Phong nhược điểm, nhân cơ hội này tiêu trừ cái này nội bộ tai họa ngầm, nhưng là hắn làm sao cũng không nghĩ đến trả thù đến mức như thế nhanh chóng. Đối diện đột nhiên phô thiên cái địa mạng lưới sóng gió, Trương Vân Thanh trợn tròn mắt, chuyện này đã qua thời gian không ngắn, hắn coi là sớm đã lật thiên, lại bị người hữu tâm cho lật ra ra, bình thường tới nói, hắn một cái địa cấp thành phố trung y viện người phụ trách là không thể nào gây nên lớn như vậy chú ý độ, khẳng định là có người cố tình làm, mà nắm giữ đoạn video này người không thể nghi ngờ là dân chính bệnh viện bên kia. Trương Vân Thanh không phải người ngu, hắn rất nhanh liền ý thức được chuyện này cùng Phan Tuấn Phong sự tình có quan hệ. Nhất định là mình tại cứu viện trung tâm sự tình bên trên làm văn chương đắc tội Hứa Thuần Lương, cho nên hắn mới đem lúc trước đoạn này năm xưa video rộng là tán truyền bá. Trương Vân Thanh tra xét nhiều đoạn có quan hệ mình video, cũng tiến hành tỉnh táo phân tích, mặc dù những video này có chiếm Tần Ngọc Kiều tiện nghi chi ngại, nhưng là kết hợp cảnh tượng lúc đó cũng không thể nói rõ mình có vấn đề, chỉ có thể nói mình tại ngay lúc đó tình huống dưới tâm hệ an nguy của bệnh nhân. Không có bận tâm những này việc nhỏ không đáng kể, bây giờ những video này bị có ý khác tiểu nhân lợi dụng. Phó viện trưởng Trầm Đức Tài lại có chút thất kinh, hắn tại biết sau chuyện này trước tiên liên hệ Trương Vân Thanh, hỏi hắn xử lý như thế nào. Trương Vân Thanh tới một câu thanh giả tự thanh, nói câu nói này hắn nhiều ít vẫn là có lực lượng, dù sao hắn cùng Tần Ngọc Kiều ở giữa không có bất kỳ cái gì tính thực chất quan hệ, lúc ấy xuất thủ ôm nàng cũng là bởi vì Tần Ngọc Kiều đột nhiên té xỉu. Hắn cách gần nhất, thân vì một cái y tế người làm việc cũng không thể thấy chết không cứu. Trầm Đức Tài cho rằng Trương Vân Thanh đem vấn đề thấy quá đơn giản, đừng quên miệng nhiều người sói chảy vàng tích hủy tiêu xương, hiện tại trên mạng ý kiến và thái độ của công chúng khí thế hung hung, ăn dưa quần chúng lúc đầu đối với phương diện này sự tình liền đặc biệt chú ý, huống chi dính đến vệ sinh hệ thống cán bộ lãnh đạo, mặc dù bọn hắn xử lý chính là chăm sóc người bị thương ngành nghề. Nhưng bọn hắn tại rất nhiều lão bách tính trong lòng hình tượng không có như vậy quang huy cao lớn, thậm chí thiên hướng về mặt trái. Cái này cùng những năm này xã hội dư luận dẫn hướng cũng có nhất định quan hệ. Sự thật chứng minh Trầm Đức Tài lo lắng cũng không phải là dư thừa, kiểm tra kỷ luật phương diện trước tiên liền lưu ý đến chuyện này, đối người trong cuộc Tần Ngọc Kiều tiến hành đề ra nghi vấn. Lần này đề ra nghi vấn quá trình bên trong, nàng cũng không có thừa nhận Trương Vân Thanh đối nàng có đặc biệt khác hảo cảm. Chưa hề nói mình cùng Trương Vân Thanh có vượt qua hữu nghị quan hệ. Chỉ khi nào gây nên kiểm tra kỷ luật phương diện chú ý, như vậy tương quan điều tra sẽ là toàn phương vị, bởi vì không thể bỏ qua một cái kẻ xấu cũng không thể oan uổng một cái đồng chí tốt. Trương Vân Thanh bởi vì lần này dư luận phong ba bị đặt vào trọng điểm điều tra đối tượng, đương nhiên điều tra dự tính ban đầu là vì trả lại hắn một cái trong sạch. Bên trong thể chế hơn phân nửa cán bộ đều không chịu nổi dùng kính lúc đi xem, Trương Vân Thanh cũng là như thế. Kiểm tra kỷ luật nhân viên đang điều tra quá trình bên trong phát hiện một vài vấn đề, châm đối những vấn đề này bọn hắn hướng lãnh đạo cấp trên tiến hành báo cáo. Lãnh đạo trả lời chắc chắn là không có lửa thì sao có khói chưa hẳn không nguyên nhân, đối khả năng vấn đề xuất hiện nhất định phải triệt tra tới cùng, lần này liền trung y viện thật vất vả chìm xuống mua sắm ngụy liệt dược liệu sự kiện lại cho lật ra ra. Kiểm tra kỷ luật nhân viên phát hiện nguyên lai Trương Vân Thanh người này căn bản không chịu nổi xâm nhập điều tra. Hứa Trường Thiện hạ táng cùng ngày. Chu thư ký vợ chồng cũng chuyên chạy đến, bởi vì nhi tử Chu Đức Minh cùng Hứa Gia Văn nữ nhi Trân Thuần đã xác định quan hệ yêu đương, hai nhà thuộc về chuẩn thân gia, loại đại sự này có thể nào không đến, huống chi Chu thư ký cùng Hứa Thuần Lương bản thân còn có quan hệ cá nhân. Chu thư ký công việc phi thường bận rộn, tang lễ kết thúc về sau liền sẽ rời đi, bất quá tại cái này dừng lại trong giây lát trong lúc đó, hắn cùng đi qua thư ký Trương Tùng cũng gặp mặt. Trương Tùng nhìn thấy ngày xưa lãnh đạo có vẻ hơi co quắp. Hắn đã biết mình sở dĩ có thể tại Đông Châu Cục Dân Chính tìm về một chút mặt mũi, chủ trì công việc, tất cả đều là bởi vì Chu thư ký ở sau lưng đề cử. Chu thư ký ngược lại không có nhắc lên bất cứ chuyện gì, vẫn là như quá khứ một dạng bình bình đạm đạm nói chuyện, Trương Tùng, ta nghe nói người hồi trước đi xem lão thái thái rồi. Trương Tùng liên tục gật đầu nói, chủ yếu là nhớ nàng lão nhân gia. Chu thư ký nói, nàng cũng nhớ ngươi, tại Đông Châu thời điểm vẫn luôn đem ngươi trở thành con ruột nhìn. Trương Tùng nắm ra một mặt cảm động, Chu thư ký người cũng một mực coi ta là thành người nhà nhìn. Chu thư ký nói, nhiều năm như vậy ngươi cùng ở bên cạnh ta công việc, ngươi là hạng người gì ta còn có thể không rõ ràng. Trương Tùng luôn cảm thấy hắn có chút một câu hai ý nghĩa, trong lòng có chút thẹn đến hoảng, tại Chu thư ký thời điểm khó khăn nhất, hắn cũng không có lựa chọn đứng tại Chu thư ký bên người, cái này trở thành hắn cả đời điểm đen.
Chu thư ký, người yên tâm ta nhất định sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngài. Chu thư ký cười nhạt một tiếng, làm tốt bản chức công việc liền tốt, không muốn cho mình áp lực quá lớn, ngươi niên kỷ cũng không nhỏ, kinh lịch nhiều chuyện như vậy, tâm tính hẳn là sớm đã đoan chính. Trương Tùng cho rằng Chu thư ký tại nói với mình tiến lên không gian có hạn, hắn hiện tại đối Tấn Thăng đã không có quá nhiều khát vọng. Chí ít Huông Kiến Minh tại nhiệm trong lúc đó là rất không có khả năng trọng dụng mình, nhất là bây giờ loại tình huống này, Huông Kiến Minh càng phát ra nhận định hắn là Chu thư ký người, Trương Tùng chỉ có thể lựa chọn kiên định đứng tại Chu thư ký một phương. Bất quá Trương Tùng cũng phi thường rõ ràng, Chu thư ký lần này giúp hắn tuyệt không phải đọc lấy tình cũ, cũng không phải là lấy ơn báo oán, phía sau tầng sâu logic là mình đối với hắn còn có giá trị lợi dụng. Hôm nay trước tới tham gia tang lễ không ít người, Hà Đông tập đoàn Phan Thiên Hóa phụ tử cùng một chỗ đến, bọn hắn thiếu Hứa Thuần Lương một cái rất lớn ân tình, biết được tin tức về sau quyết định từ kinh thành trước tới tham gia tang lễ. Mặc Hàm tới, một thân một mình kính hiến lãng hoa, hướng Hứa lão gia tử quỳ lại làm lễ. Tân Hồ Tân khu đảng công quan lớn Mai Như Tuyết cũng đến đây, liền Diệp Thanh Nhã cũng không biết nàng sẽ đến. Bất quá nhìn thấy nàng cũng không có cảm thấy quá kỳ quái, dù sao nàng cùng Hứa Thuần Lương đã từng là người yêu quan hệ, coi như chia tay vẫn là bằng hữu, huống chi Hứa lão gia tử khi còn sống đối nàng vẫn luôn rất tốt. Nếu như nói Mai Như Tuyết xuất hiện hợp tình hợp lý, như vậy nàng tại trước mặt mọi người cho Hứa lão gia tử quỳ lạy làm lễ cũng có chút nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Mai Như Tuyết hẳn là trải qua một phen nghĩ sâu tính kỹ mới làm như vậy, nàng dập đầu thời điểm, Hứa Thuần Lương cái nhà này thuộc liền phải tạ lễ, hắn trong lòng có chút kỳ quái, Mai Như Tuyết đi lễ lớn như vậy, ngoại nhân nhìn thấy cũng không biết nói cái gì. Hứa Thuần Lương lưu ý đến, Mai Như Tuyết còn thay mặt Kiều lão đưa lên vòng hoa. Nghỉ về sau, Mai Như Tuyết cùng Hứa gia nhân từng cái nắm tay, đi vào Hứa Thuần Lương trước mặt thời điểm, do dự một chút vẫn là vươn tay ra, Hứa Thuần Lương nắm chặt tay của nàng, cảm giác Mai Như Tuyết tay thậm chí so với mình lạnh hơn một chút. Mai Như Tuyết nói, gia gia của ta bản muốn tự mình tới, nhưng hai ngày này thân thể của hắn khó chịu, bác sĩ khuyên hắn ở lại kinh thành tĩnh dưỡng, để cho ta thay hắn đưa lên vòng hoa biểu đạt đối Hứa gia gia hồi tưởng cùng kính ý. Hứa Thuần Lương nói, tạ tạ Mai bí thư, cũng thay ta tạ ơn Kiều lão. Mai Như Tuyết muốn đem tay rút ra, lại chưa thể thành công, Hứa Thuần Lương lớn tay nắm lấy nàng nhu đề, lặng lẽ đưa cho nàng một cỗ ấm áp khí tức. Mai Như Tuyết cảm giác được bàn tay nhiệt độ, phương tâm tiết tấu loạn một chút, bất quá nàng lập tức điều chỉnh tới, nói khẽ, bớt đau buồn đi, ta buổi sáng còn có hội, liền không thể đưa lão nhân ra xuống mồ. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, làm việc của ngươi. Hứa lão hạ táng nghi thức đơn giản nhưng không mất long trọng, mới xây trước mộ phần chất đầy hoa tươi, bên cạnh chỗ không xa chính là Chu Nhân Hòa mộ, cái này già hai huynh đệ rốt cục có thể tại sau khi chết đoàn tụ tại một chỗ. Giữa trưa đáp tạ yến về sau, Hứa Thuần Lương về đến trong nhà, thân thích trong nhà cơ bản đều tại. Đại cô cặp vợ chồng đang cùng Hứa Gia Văn nói gì đó, Hứa Gia Văn mặc dù cảm xúc có chỗ làm dịu, nhưng cả người vẫn là thần bất thủ xá dáng vẻ. Hứa Thuần Lương tiến nhà, tất cả mọi người ngừng nói chuyện. Lương Thụ Đức cố nặn ra vẻ tươi cười nói, Thuần Lương, trở về, hôm nay vất vả. Các ngươi trò chuyện, ta về phòng trước chỉnh đốn xuống. Hứa Thuần Lương rõ ràng không hứng thú phản ứng hắn. Lương Lập Nam nói, ngươi chờ một chút, chúng ta có việc thương lượng với ngươi. Hứa Thuần Lương hơi kinh ngạc nhìn qua Lương Lập Nam, ra ra hậu sự xong xuôi, các ngươi muốn đi đúng hay không? Vậy thì đi thôi, ta chỗ này còn có việc. Hôm nay đưa không được các ngươi. Lương Lập Nam phát hỏa, ngươi có ý tứ gì? Đuổi chúng ta đi, phòng này ông ngoại của ta cũng bỏ tiền có được hay không? Lương Lập Hân cũng đi theo kêu la, Hứa Thuần Lương, ông ngoại vừa đi ngươi làm sao lại cái dạng này? Vì ít tiền lục thân không nhận a ngươi. Đại cô Hứa Gia An nói, Lập Nam, Lập Hân nơi này không có các ngươi sự tình, các ngươi đi ra ngoài trước. Hai huynh muội liếc mắt nhìn nhau, chỉ có thể đứng dậy đi bên ngoài. Trong phòng khách chỉ còn lại hai vị cô cùng một vị cô phụ, Hứa Thuần Lương hướng bọn hắn gật đầu nói, vậy các ngươi tiếp lấy trò chuyện, ta không quấy rầy các ngươi thương lượng. Hứa Gia An nói, Thuần Lương, ngươi ngồi xuống trước, chúng ta hảo hảo nói chuyện. Hứa Thuần Lương nói, nên nói ngày đó ta đều nói qua, có gì có thể nói. Lương Thụ Đức nói, Thuần Lương, ngươi ngày đó nói sự tình chúng ta thận trọng suy nghĩ một chút, ngươi hai vị cô là thật thương ngươi, các nàng mọi thứ đều vì ngươi lấy muốn. Hứa Thuần Lương không kiên nhẫn đánh gãy hắn nói, được rồi, có lời gì người mau nói, ta thật có sự tình.
Lương Thụ Đức nói, biệt thự cùng cửa hàng các nàng đều đồng ý tặng cho ngươi, nhưng Trường Thiện Bệnh viện cổ phần có phải hay không hẳn là công bằng phân phối a? Hứa Thuần Lương có chút kỳ quái nhìn qua Lương Thụ Đức, ngươi là không có minh bạch đâu. Vẫn là nghĩ minh bạch giả hồ đồ, gia gia của ta tất cả di sản đều là của ta, không tiếp thụ, ngươi một mực đi cáo. Bia! Hứa Thuần Lương chuyển hướng hai vị cô nói, đại cô, tiểu cô, nơi này đâu, vĩnh viễn là nhà mẹ đẻ của các ngươi, lúc nào trở về ta đều hoan nghênh, lúc nào cũng có các ngươi chỗ ở, ở bên ngoài bị người khi dễ một mực mở miệng, gặp được khó khăn cũng chỉ quản nói ra, nhưng là hứa ra đồ vật không thể tiện nghi ngoại nhân, nếu như các ngươi cũng cảm thấy ủy khuất, cảm thấy ra ra phân phối có sai lầm công bằng, một mực cách đi luật chương trình, yên tâm, ta không lại bởi vì thư kiện đối với các ngươi sinh ra cái gì bất mãn. Hứa Gia Văn như ở trong mộng mới tỉnh nói, Thuần Lương, ta không muốn chia gia sản. Ta không nghĩ tới. Hứa Thuần Lương điện thoại di động vang lên, lại là Cố Hậu Nghĩa gọi điện thoại tới, nói cho hắn biết Trịnh Bồi An vợ trước mang theo một cái nam hài đến bệnh viện, nói là Trịnh Bồi An nhi tử, yêu cầu kế thừa Trịnh Bồi An di sản. Hứa Thuần Lương có chút kỳ quái, mặc dù nghe nói qua Trịnh Bồi An tại Tương Tây từng có qua một đoạn kết hôn, bất quá hắn cũng không chính thức lĩnh chứng. Cho nên pháp luật bên trên vẫn là chưa lập gia đình trạng thái, làm sao đột nhiên vợ trước xuất hiện, còn mang đến một cái con trai. Hứa Thuần Lương lúc đầu cũng không muốn lưu lại đối diện đại cô một nhà, vừa vặn đi bệnh viện tự mình nhìn xem. Hứa Thuần Lương bên này vừa đi, Lương Lập Nam cùng Lương Lập Hân hai huynh muội liền tiến đến, hai người nghe ngóng nói chuyện kết quả, nghe phụ thân nói không có chút nào tiến triển, Hứa Thuần Lương căn bản không cân nhắc phân cho bọn hắn chuyện cổ phần, lập tức liền tức nổ tung. Lương Lập Nam hét lên, vậy liền thưa kiện, cái kia phần di chúc còn không biết là thật là giả, hù ai đây? Hứa Gia An thở dài nói, đều là người một nhà, không cần thiết tòa án bên trên gặp a. Không sợ người ngoài chê cười. Lương Lập Hân nói, ngươi làm hắn người một nhà, hắn làm chúng ta là cửu nhân, nào có dạng này. Ông ngoại của ta lưu lại nhiều như vậy di sản, coi như phân cũng không tới phiên hắn a. Hẳn là cứu cứu phân đến 1/3, hắn có quyền phát ngôn gì? Hứa Gia An nói, ta cảm thấy người một nhà vẫn là không nên đánh kiện cáo. Nàng nhìn thoáng qua bên người muội muội Hứa Gia Văn. Hứa Gia Văn lẩm bẩm nói, ta không muốn, ta hôm nay liền về Nam Giang. Hứa Gia An nói, Gia Văn, cái này không phải chúng ta muốn hay không vấn đề, mấu chốt là cha trong lòng khẳng định không phải nghĩ như vậy. Hắn đối với chúng ta tỷ đệ yêu là giống nhau, không phân khác biệt, Thuần Lương tại sao có thể vì chút tiền như vậy liền thân tình cũng không cần đâu. Lúc này Trần Thuần từ bên ngoài đi vào, biểu ca nếu là không giảng thân tình lúc trước liền không quản lý nhà các ngươi lạn sự, các ngươi yêu như thế nào liền như thế nào, tóm lại đừng sự tình gì đều kéo lấy mẹ ta không nghĩ tới tranh thuộc về biểu ca tài sinh, mẹ, đi chúng ta trở về phòng. Lương Lập Hân nói, ngươi cô nàng này, làm sao cùng trưởng bối nói chuyện đâu. Trần Thuần nói, ông ngoại vừa đi, các ngươi từng cái liền không kịp chờ đợi ra chia gia sản, ta có nghe được. Biểu ca đối với các ngươi đủ khẳng khái, là chính các ngươi lòng tham, Trường Thiện Bệnh viện vốn chính là biểu ca, ông ngoại chỉ là thay cầm cố, các ngươi thế mà muốn chia cổ phần của hắn, quá phận. Lương Lập Nam nói, hắn một cái nho nhỏ khoa cấp cán bộ ở đâu ra nhiều tiền như vậy. Tham ô sao, nếu như bị kiểm tra kỷ luật phương diện chú ý tới, hắn chịu không nổi, chọc giận ta đi báo cáo hắn. Trần Thuần tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, mẹ, người nghe được hắn nói cái gì? Đừng cùng bọn hắn thông đồng làm bậy. Ngươi nói người nào? Trong biệt thự làm cho gà bay chó chạy, Hứa Thuần Lương lười nhác quản những việc này, để Lương ra đi cáo, đến cuối cùng chỉ có thể là bọn hắn tự tìm khó coi, chỉ là thông qua chuyện này hắn thấy rõ đại cô một nhà tự tư sắc mặt, tại kim tiền trước mặt thân tình như thế lương bạc, đã các ngươi bất nhân liền đừng trách ta bất nghĩa. Hứa Thuần Lương gọi lên Lục Kỳ cùng đi, bởi vì hắn đối Trịnh Bồi An hôn nhân phương diện tư liệu nắm giữ rất ít. Người tới đến cùng là thật là giả, hắn vẫn không rõ sở. Lục Kỳ đến Trường Thiện Bệnh viện trước đó đã cùng Nam Giang bên kia cảnh sát liên lạc qua, Trịnh Bồi An vị này vợ trước cũng không có tiến về Nam Giang nhận thi, Nam Giang cảnh sát ngược lại là liên lạc vị này gọi Ma Phương Bình nữ nhân, Ma Phương Bình trong điện thoại biểu thị sẽ ở gần đây tiến về Nam Giang, nhưng chẳng ai ngờ rằng nàng sẽ trực tiếp đến Đông Châu. Ma Phương Bình nay tuổi 39 tuổi, ngày thường lại hắc vừa gầy, ngũ quan coi như đoan chính. Giờ phút này An vị tại phòng khách trên ghế salon, bên cạnh có cái 6-7 tuổi nam hài, đầu có chút lớn, làn da phát hoàng, tựa hồ có chút dinh dưỡng không đầy đủ, cũng không nói lời nói, một mình vây quanh ghế sofa leo lên leo xuống.
Mỗi cách một đoạn thời gian, cái kia nam hài liền đi trên bàn trà mâm đựng trái cây bên trong bắt một cục đường, phi tốc nhét vào trong miệng, sau đó lại phối hợp chơi tiếp. Cố Hậu Nghĩa bồi tiếp Ma Phương Bình đã trò chuyện trong chốc lát, sơ bộ ra kết luận đối phương không thích nói chuyện, nhưng là đầu não vô cùng rõ ràng, hôm nay tới mục đích phi thường minh xác, chính là mang theo nhi tử tới kế thừa Trịnh Bồi An di sản. Hứa Thuần Lương cùng Lục Kỳ cùng đi tiến phòng khách, Cố Hậu Nghĩa trong lòng thở dài một hơi, hắn cũng không phải nghĩ chống chế Trịnh Bồi An cổ phần, mà là hắn không có cách nào xác định thân phận của đối phương, nhìn thấy Lục Kỳ cũng tới, liền minh bạch Hứa Thuần Lương nghĩ giải quyết hàng đầu vấn đề cũng giống như mình, đều là trước minh xác thân phận của đối phương. Nhìn thấy người sống tiến đến, Tiểu Nam Hải tranh thủ thời gian trở lại Ma Phương Bình bên người, thân thể gầy ốm dùng sức muốn giấu đến phía sau của nàng, rõ ràng có chút sợ người lạ. Hứa Thuần Lương hướng hắn cười cười, ánh mắt nhìn về phía Ma Phương Bình nói, ngài tốt, xin hỏi người chính là Trịnh Bồi An vợ trước sao? Ma Phương Bình nhẹ gật đầu, từ trắng xanh đan sen đâm nhiễm trong bao vải lấy ra một xấp ảnh chụp đưa cho Hứa Thuần Lương, đây là chúng ta hình kết hôn. Hứa Thuần Lương nhìn một chút, nói là hình kết hôn, chính là tổ chức kết hôn nghi thức thời điểm ảnh chụp, Trịnh Bồi An cùng Ma Phương Bình mặc người miêu phục sức hỉ khí dương dương cử hành hôn lễ, bất qua cái này giống như chứng minh không là cái gì. Hiện tại rất nhiều cảnh khu đều có cảm giác này dân tộc thiểu số đặc sắc hôn lễ phục vụ, không có khả năng chỉ bằng mấy tấm hình liền chứng minh hôn nhân của bọn hắn quan hệ. Hứa Thuần Lương đem ảnh chụp giao cho Lục Kỳ. Lục Kỳ dần dần sau khi xem xong nói, các ngươi có lĩnh qua giấy hôn thú sao? Ma Phương Bình lắc đầu nói, không có, bất quá chúng ta trại rất nhiều người uống hết đi rượu mừng, bọn hắn có thể làm chứng. Lục Kỳ cảm thấy có chút đau đầu. Dính đến loại hình này hôn nhân thật đúng là có chút phiền phức, ánh mắt của hắn rơi vào cái kia nam hài trên thân, hắn là con của ngươi. Ma Phương Bình biết hắn muốn hỏi cái gì, đúng, ta cùng Trịnh Bồi An nhi tử, hắn gọi Ma Tiểu Đông. Lục Kỳ nói, có xuất sinh chứng minh sao? Ma Phương Bình nhẹ gật đầu, đem Ma Tiểu Đông xuất sinh chứng lấy ra cho hắn nhìn, phía trên thiếu khuyết phụ thân tin tức, nói cách khác Ma Phương Bình là cái mồ côi cha mẫu thân. Hứa Thuần Lương liếc một cái nói. Hắn khi còn sống biết có đứa con trai này sao? Ma Phương Bình lắc đầu nói, không biết, ta cùng hắn kết hôn không có mấy ngày liền tách ra, về sau mới phát hiện mình đã hoài thai, ta vụng trộm đem hài tử sinh ra tới, hắn một mực không biết đứa bé này tồn tại. Coi như ngươi nói tất cả đều là sự thật, chúng ta vẫn là cần xác nhận một chút hắn cùng Trịnh Bồi An quan hệ máu mủ. Lục Kỳ cảm thấy có chút kỳ quái, nhìn Ma Phương Bình mẹ con dáng vẻ sinh hoạt điều kiện, nhiều năm như vậy. Nàng chẳng lẽ liền không muốn qua tìm Trịnh Bồi An muốn nuôi dưỡng phí? Liền cam tâm một người tướng hài tử nuôi lớn. Ma Phương Bình nói, không có vấn đề, chính là hắn chồng, các ngươi muốn làm sao điều tra ta đều nguyện ý phối hợp. Cố Hậu Nghĩa gọi tới Đường Minh Mị, để nàng trước hỗ trợ dàn xếp Ma Phương Bình mẹ con tại phụ cận nhà khách ở lại, Lục Kỳ bên này thì liên hệ Nam Giang cảnh sát, chủ yếu là vì rút ra DNA, nghiệm chứng Ma Tiểu Đông cùng Trịnh Bồi An phụ tử quan hệ. Các loại Ma Phương Bình mẹ con sau khi đi, Cố Hậu Nghĩa nói, Thuần Lương, ngươi cảm thấy phải làm gì, kỳ thật Trịnh Bồi An trước đây đã từng cố ý lui cố, là Hứa Trường Thiện kiên trì không cho phép, không phải cũng sẽ không có hôm nay vấn đề. Hứa Thuần Lương nói, nếu như chứng minh Ma Tiểu Đông chính là Trịnh Bồi An nhi tử, cổ phần làm như thế nào cho bọn hắn liền làm sao cho, nếu như bọn hắn không muốn cổ phần, có thể quy ra thành tiền mặt, tóm lại sẽ không thua lỗ bọn hắn. Cố Hậu Nghĩa cũng nghĩ như vậy. Bất quá hắn càng có khuynh hướng cái sau, đã người ta mang nhi tử tìm tới cửa, 89 phần 10 chính là Trịnh Bồi An, thân là bệnh viện người quản lý, Cố Hậu Nghĩa cũng không muốn cổ quyền cấu thành phương diện phát sinh chấn động lớn, so với Trịnh Bồi An cái này 10% cổ phần, Hứa Trường Thiện lưu lại 60% mới là đầu to, phân chia như thế nào tướng quyết định Trường Thiện bệnh viện tương lai đi hướng. Cố Hậu Nghĩa nói, Thuần Lương, lão gia tử cổ phần không có cái gì biến động a. Hứa Thuần Lương nói, không có bất luận cái gì biến động. Cố Hậu Nghĩa âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nhưng khi Lục Kỳ làm tốt thủ tục, tiến về nhà khách đi tìm Ma Tiểu Đông lấy mẫu thời điểm, lại phát hiện mẹ con hai người đã không biết tung tích, hỏi qua khách sạn về sau, nghe nói mẹ con hai người ở lại không bao lâu liền rời đi, cái này khiến sự kiện trở nên có chút nhào sóc mê ly. Rất nhiều người cho rằng Ma Tiểu Đông căn bản cũng không phải là Trịnh Bồi An nhi tử, khẳng định là Ma Phương Bình nghe nói cảnh sát muốn nghiệm DNA cảm thấy chột dạ. Cho nên tại sự tình không có bại lộ trước đó đi. Lục Kỳ mặc dù cũng cảm thấy có loại khả năng này, bất quá hắn vẫn là căn cứ chứng cứ nói chuyện nguyên tắc, tại khách sạn tìm được tiểu hài đã dùng qua cái chén,
còn có chóc da lông tóc, hy vọng có thể từ đó tìm tới một chút manh mối. Hứa Thuần Lương cường thế để đại cô một nhà một lần nữa cân nhắc tài sản phân phối vấn đề, tại di sản sự tình bên trên, Hứa Gia Văn đã minh xác tỏ thái độ lựa chọn từ bỏ, nàng tại nữ nhi chân thuần đồng hành về trước Nam Giang mấy ngày, chờ năm bảy trở lại đốt giấy, đương nhiên sở dĩ quyết định nhanh như vậy rời đi, cũng là bởi vì không muốn bị đại tỷ một nhà buộc chặt. Hứa Gia Văn vừa đi, Hứa Gia An một nhà cũng liền đã mất đi một mình lưu lại dũng khí, bọn hắn phi thường rõ ràng Hứa Thuần Lương là rất khó thỏa hiệp. Lương Thụ Đức bắt đầu bàn bạc luật sư, làm xong cùng Hứa Thuần Lương thực hiện chuẩn bị. Hứa Thuần Lương một mình đối diện biệt thự này thời điểm, trong lòng khó tránh khỏi cảm thấy thất lạc, hắn bỗng nhiên minh bạch Gia Gia có đôi khi tình nguyện ở tại bệnh viện, mà không muốn một mình về nhà nguyên nhân. Hắn cũng không thể không đối diện một hiện thực tàn khốc, cái này thế giới bên trên, quan tâm nhất hắn người kia đi. Vào đêm, Hứa Thuần Lương trằn trọc khó mà ngủ say, hắn tự hồ nghe phía bên ngoài có động tĩnh. Đứng dậy khoác lên y phục đến đi ra bên ngoài, đèn của phòng khách lóe lên, trên ghế salon ngồi một cái thân ảnh yểu điệu. Hứa Thuần Lương nhíu mày, đêm hôm khuya khoát, ngươi chui vào trong nhà của ta làm gì? Đối phương nhẹ giọng thở dài nói, ta vốn định tới tham gia lão gia tử tang lễ, có thể ta hiện tại tình trạng xuất đầu lộ diện lại sợ cho ngươi trêu chọc phiền toái không cần thiết. Nàng chậm rãi quay người, lộ ra trắng nõn lãnh diễm bên mặt, lại là đã lâu gặp mặt Bạch Lan. Hứa Thuần Lương nói, tâm lĩnh, tạ ơn. Bạch Lan cầm rượu lên bình rót một chén rượu, rượu là Hứa Thuần Lương, nàng vừa mới một người tại uống, chén rượu có hai cái, nàng đã sớm biết Hứa Thuần Lương nghe được động tĩnh sẽ tới. Hứa Thuần Lương tiếp nhận nàng đưa tới rượu, tại đối diện ngồi xuống, uống một hớp rượu. Bạch Lan ngắm nghía hắn, có thể là hai ngày này lôi thôi lếch thếch nguyên nhân, Hứa Thuần Lương tiểu tụy rất nhiều, cũng thương tang rất nhiều, màu đen sợi râu mọc đầy má bên cạnh bên môi. Bằng thêm mấy phần giã tính khí tức, cái này khiến hắn nhìn có loại sâu trầm mị lực. Bạch Lan nói, có phải hay không rất cô độc? Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu. Bạch Lan nói khẽ, người tại cô độc thời điểm đầu não thường thường mới là nhất lúc thanh tỉnh. Hứa Thuần Lương nói, người cũng rất cô độc. Bạch Lan thở dài nói, người hiểu rõ quá khứ của ta, vừa lúc bắt đầu cô độc để cho ta cảm thấy sợ hãi, nhưng về sau cô độc để cho ta trở nên cường đại, ta bắt đầu quen thuộc cô độc. Hưởng thụ cô độc, chỉ có tại cô độc trạng thái, ta mới có thể bảo trì tràn đầy đấu trí cùng nguyên tác. Hứa Thuần Lương nói, người rất nhiều tác phẩm đều là dưới loại trạng thái này viết ra. Bạch Lan còn có một cái rất trọng yếu thân phận là tác gia. Bạch Lan nói, một cái sống an nhàn sung sướng người là không thể nào viết ra vĩ đại tác phẩm, điểm này từ văn học sử bên trên có thể đạt được nghiệm chứng, kỳ thật người cả một đời cuối cùng ai cũng chạy không thoát cô độc hai chữ. Hứa Thuần Lương nói, cảm ơn ngươi an ủi. Bạch Lan nói, ta đến không phải là vì an ủi ngươi. Nàng đặt chén rượu xuống, thân thể hướng về phía trước nghiêng, nhỏ giọng nói, ta hiểu rõ một chút tình huống lúc đó, lão gia tử chết cũng không phải là ngoài ý muốn. Hứa Thuần Lương ánh mắt lẫm liệt, ngươi có manh mối. Bạch Lan nói, sát thủ chuyên nghiệp một chuyến này có rất nhiều cao thủ, thủ đoạn cũng không giống nhau, trong đó cao minh nhất thủ pháp chính là chế tạo ngoài ý muốn giết người. Nói như thế nào? Chính là đầy đủ lợi dụng xung quanh hoàn cảnh đến thiết kế ngoài ý muốn tử vong tràng cảnh. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hứa Thuần Lương trước đây đã cùng phụ thân cùng một chỗ tham gia Trịnh Bồi An kiểm tra thi thể, lần kia kiểm tra thi thể cho ra kết luận cùng Bạch Lan cách nhìn đại thể nhất trí, Gia Gia chết tồn tại quá nhiều trùng hợp, chính là bởi vì này mới càng giống là dự đoán tinh vi thiết mà tính toán. Bạch Lan nói, ngày mưa, ngẫu nhiên gặp, cãi lộn. Ngoài ý muốn rơi xuống, từng cái ngẫu nhiên cùng ngoài ý muốn tổ hợp lại với nhau liền bại lộ sơ hở. Hứa Thuần Lương nói, ta cũng cảm thấy chuyện này tồn tại rất lớn điểm đáng ngờ. Bạch Lan nói, có không có hoài nghi mục tiêu. Hứa Thuần Lương lại uống một hớp rượu, hắn nói ra trong lòng hiểm nghi lớn nhất người, ta cảm thấy Nam Giang dạy đại học Tùy Đông Quân rất khả nghi, hắn làm sao lại trùng hợp như vậy xuất hiện tại hiện trường. Mà lại hắn chính đang theo đuổi ta tiểu cô. Là dẫn đến Trịnh Bồi An tinh thần mất khống chế nguyên nhân dẫn đến một trong. Bạch Lan nói, bình thường ngươi cảm thấy người khả nghi vừa vặn là bố cục một phần khác, cố ý chuyển di tầm mắt của ngươi, là người thiết kế cho ra một sai lầm manh mối, để ngươi đi vào sai lầm phương hướng. Hứa Thuần Lương trong lòng run lên, không rõ nàng vì sao nói đến chắc chắn như thế. Bạch Lan cầm lấy trên bàn trà túi văn kiện, đưa cho Hứa Thuần Lương nói. Trong này có nhất gần 3 năm bên trong phát sinh ở Hán Thành địa khu 3 khởi ý bên ngoài tử vong vụ án, tràng cảnh khác biệt,
nhưng là nếu như dứt bỏ biểu tượng nhìn bản chất, trong đó cấu thành nhân tố đều không khác mấy. Hứa Thuần Lương đem bên trong án lệ nhìn kỹ một lần, có công trường trượt chân té lầu, có tàu điện ngầm ngoài ý muốn rơi quỹ, còn có cùng một chỗ dẫm đạp chí tử sự kiện, mặt ngoài nhìn tất cả đều là ngoài ý muốn, nhưng Bạch Lan đặc địa dùng đỏ bút tiêu chú thời tiết, thời gian, địa điểm, nguyên nhân dẫn đến, tương đương với minh xác mưu sát tuyến. Nếu như tướng những yếu tố này đơn độc liệt ra, liền sẽ phát hiện tất cả mưu sát thủ pháp đều không khác mấy. Bạch Lan nói, cao minh đến đâu mưu sát bố cục cũng không phải không có dấu vết mà tìm kiếm. Hứa Thuần Lương ý thức được Bạch Lan không phải vô duyên vô cớ tìm tới cửa, nàng bản thân liền là một cái cực kỳ sát thủ chuyên nghiệp, đi qua làm thuê cho Nhạc Tinh tập đoàn, sau lưng là Lý Bình Tinh đã làm nhiều lần sự tình. Hứa Thuần Lương nói, những này phát sinh ở Hán Thành ngoài ý muốn tử vong sự kiện tất cả đều là cùng một người thiết kế. Hắn nhìn một chút bên trong túi giấy, còn có một tấm hình, trên tấm ảnh là một cái tóc muối tiêu trung niên nam nhân, hắn đi qua chưa bao giờ thấy qua. Bạch Lan nói, người này gọi Hà Chí Huân, sát thủ chuyên nghiệp, ngành nghề bên trong gọi hắn là nhà thiết kế, người vừa mới nhìn đến cái này ba khởi ý bên ngoài tử vong sự kiện tất cả đều là hắn tự mình bày ra cũng tổ chức áp dụng. Hứa Thuần Lương nhíu mày, Bạch Lan chẳng lẽ là ám chỉ mình, ra ra chết cũng cùng người kia có quan hệ. Bạch Lan nói, chế tạo loại này ngoài ý muốn tử vong sự kiện, tại cụ thể áp dụng quá trình bên trong bình thường cần mấy người phối hợp, hắn nhất thường hợp tác thành viên có 3 cái, ngay tại đoạn thời gian gần nhất, hắn đoàn đội 2 tên thành viên chủ yếu đều từng tại Đông Châu cùng Nam Giang xuất hiện qua. Hứa Thuần Lương nói, có hay không tư liệu của bọn hắn? Bạch Lan lẳng lặng nhìn qua Hứa Thuần Lương, cũng không có trả lời ngay hắn vấn đề. Hứa Thuần Lương từ trong ánh mắt của nàng đọc hiểu nàng ý tứ, ta có thể vì ngươi làm cái gì? Bạch Lan nói, ta muốn cho ngươi giúp ta ngăn cản Trung Hàn sản nghiệp vườn rơi xuống đất Đông Châu. Hứa Thuần Lương thở dài, ngươi cho ta đưa ra một câu đố khó, theo ta được biết Lý Bình Tinh đưa ngươi nuôi dưỡng thành người, ngươi làm sao đối với hắn cửu hận lớn như vậy? Bạch Lan nói, ngươi chỉ cần muốn nói cho ta biết có nguyện ý hay không hỗ trợ. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, ta đương nhiên nguyện ý giúp ngươi. Bạch Lan nói, ngươi còn nhớ hay không thỏa đáng sơ ta nói cho ngươi sự tình. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, vậy vẫn là tại Bạch Lan nhận ra Kim Tín Huệ là nàng bào tỷ về sau, Bạch Lan ra tay diệt trừ ý đổ đối tỷ tỷ bất lợi sát thủ, cho nên đắc tội Lý Bình Tinh, đến nay vẫn đang trốn tránh Lý Bình Tinh truy sát. Lúc ấy bọn hắn ở Kinh Thành lúc gặp mặt, Bạch Lan đã từng nói một chút liên quan tới Thanh Sơn mỏ bí mật, bất quá nàng vẫn là có giữ lại, cũng không có tướng tất cả nội tình nói thẳng ra. Hứa Thuần Lương nói, người lúc đó nói Lý Bình Tinh tốn hao như thế lớn đại giới thành lập Trung Hàn sản nghiệp vườn, mục đích thực sự là vì tìm kiếm một vật. Bạch Lan nói, không phải đâu, ngươi cho rằng lấy Lý Bình Tinh tự tư lãnh khốc bản tính hắn sẽ nghĩ đến hồi báo dân chúng địa phương sao? Hứa Thuần Lương hỏi dò, hắn đến cùng đang tìm cái gì đồ vật? Bạch Lan nói, có truyền thuyết năm đó quỷ tử tại Thanh Sơn mỏ bên trong vụng trộm chôn giấu một nhóm lớn hoàng kim, lúc ấy đảm nhiệm công trình sư Lý Phát Nguyên phát hiện bí mật này. Cho nên chế tạo cùng một chỗ giếng mỏ sự cố, tướng bí mật này chôn giấu đi. Hứa Thuần Lương nói, ta nhớ được lần trước ngươi cũng không phải nói như vậy, lấy Lý Bình Tinh hiện tại tài phú, liền xem như một tòa kim sơn cũng sẽ không khiến cho hứng thú của hắn. Bạch Lan nói, ai sẽ ngại tiền phỏng tay đâu, ta chỉ là để ngươi hỗ trợ ngăn cản Trung Hàn sản nghiệp vườn rơi xuống đất Đông Châu, cũng không phải cho ngươi đi giúp ta tầm bảo, có gì có thể khó xử. Huống chi bản thân ngươi đối Nhạc Tinh tập đoàn cũng không có cảm tình gì, cái này dạng làm bất chính liền tâm nguyện của ngươi. Hứa Thuần Lương nói, ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt, biết Nhạc Tinh đầu tư bao nhiêu không? Địa phương chính phủ thật vất vả mới tranh thủ đầu tư lớn như vậy hạng mục, ngươi để cho ta đi quấy nhiễu, chuyện này nếu là bại lộ, ta về sau tại bên trong thể chế còn thế nào hỗn? Bạch Lan từ trong túi móc ra một cái nho nhỏ USB, ngươi cần rất nhiều tư liệu đều ở bên trong. Hứa Thuần Lương đưa tay đi lấy, Bạch Lan nhưng lại rút tay về đi, ý vị thâm trường nói, bên trong còn chuẩn bị cho ngươi một phần vui mừng ngoài ý muốn nha. Bạch Lan nói tới vui mừng ngoài ý muốn, chính là Minh Đức tập đoàn cùng Khang Kiện tập đoàn tài chính lui tới ghi chép, căn cứ những này ghi chép có thể kết luận, Khang Kiện tập đoàn dùng để đầu tư Đông Châu bệnh truyền nhiễm viện mới bệnh viện khoản tiền kia, hơn phân nửa đến từ Minh Đức tập đoàn, thay lời khác tới nói, Địch Bình Thanh ở trong đó xung làm một cái người phát ngôn nhân vật. Mấu chốt của vấn đề ở chỗ, Địch Bình Thanh là lấy Khang Kiện tập đoàn danh nghĩa cầm xuống hạng mục này. Bạch Lan đương nhiên sẽ không đem tất cả tư liệu đều giao cho Hứa Thuần Lương,
coi như đối Hứa Thuần Lương nàng cũng muốn lưu lại thủ đoạn, hai người ước định, Đông Châu bệnh truyền nhiễm viện Tân Y viện chính thức đình công về sau, nàng sẽ đem nhà thiết kế Hà Chí Huân đoàn đội tất cả tư liệu đều giao cho Hứa Thuần Lương, còn sẽ đích thân hiệp trợ hắn tướng đám người này trừ bỏ. Hứa Thuần Lương cầm tới những chứng cứ này về sau cũng không có lập tức hướng Uông Kiến Minh phản hồi, Trung Hàn sản nghiệp vườn dù sao cũng là đầu tư 15 tỷ Mỹ Kim hạng mục, thân là Đông Châu người đứng đầu Uông Kiến Minh là không thể nào dễ dàng buông tha, Trung Hàn sản nghiệp vườn là hắn tiền nhiệm về sau mắt sáng nhất chiến tích, hạng mục kiến thành về sau sẽ xúc tiến nơi đó phát triển kinh tế cùng cải thiện nơi đó vào nghề. Phan Tuấn Phong tiếp vào Hứa Thuần Lương câu cá mời hơi có chút ngoài ý muốn. Hắn coi là tang lễ về sau Hứa Thuần Lương còn phải có một đoạn tâm lý điều chỉnh kỳ, gần đây hắn cũng không có chủ động quấy rầy Hứa Thuần Lương dự định. Hôm nay câu cá là Lục Minh an bài, Phan Tuấn Phong đến thời điểm, Hứa Thuần Lương đã tới, ngay tại cá đường bên cạnh thả câu, Lục Minh muốn đi đơn vị họp, giữa trưa tới dùng cơm. Phan Tuấn Phong nhìn đồng hồ, mình cũng không có trễ, đó chính là Hứa Thuần Lương đến sớm, hắn đem mình ngư cụ lấy ra, một vừa sửa sang lại trang bị vừa nói. Như thế sớm a? Hứa Thuần Lương nói, ở nhà một mình nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, ta trước kia đến bên này uống thịt bò canh. Phan Tuấn Phong nhớ tới bên này có cái Vương Nhị Ngưu canh thịt danh khí rất lớn, hắn đối vùng này cũng rất quen thuộc, bởi vì khoảng cách cái này không xa chính là bệnh truyền nhiễm viện Tân Y viện công trường, mảnh này cá đường thuộc về sụp đổ khu, hướng tây cách đó không xa chính là Thanh Sơn mỏ di chỉ công viên, hôm nay cũng coi là trở lại chốn cũ. Phan Tuấn Phong sắp xếp gọn mồi câu bắt đầu hạ cán, bởi vì Hứa Thuần Lương sự tình hắn gặp một chút phiền toái, bất quá trong hai ngày này bệnh viện lực chú ý đều tập trung ở viện trưởng Trương Vân Thanh trên thân, không có người lại chú ý hắn vi quy sự tình. Hứa Thuần Lương nói, Trương Vân Thanh bị gọi đi nói chuyện. Phan Tuấn Phong nhẹ gật đầu, chuyện này huyên náo rất lớn, truyền ngôn cũng có rất nhiều, lưới ở trên đều điên truyền Trương Vân Thanh ôm Tần Ngọc Kiều video, chuyện này không khó lý giải. Video khẳng định là từ dân chính bệnh viện nội bộ truyền tới, biết dễ nguyên tự nhiên là có thể đoán được chuyện này phía sau người vạch ra là ai. Phan Tuấn Phong nói, lòng dạ hắn có chút vấn đề. Hứa Thuần Lương nói, thân làm đơn vị người đứng đầu, cách cục quá nhỏ là tối kỵ, Phan Việt, ngươi cơ hội tới. Phan Tuấn Phong biết Hứa Thuần Lương chỉ phải là cái gì, hắn nghĩ tới một ngày kia thay thế Trương Vân Thanh, nhưng là từ không nghĩ tới cơ hội lại nhanh như vậy đến. Hắn mới đến Trung Y viện làm phó viện trưởng không bao lâu, rõ ràng coi như Trương Vân Thanh bị miễn, loại này tốt sự tình đến phiên cơ hội của mình cũng cực kỳ bé nhỏ. Hứa Thuần Lương ân oán rõ ràng. Phan Tuấn Phong nói, tâm tình khỏe chưa? Hứa Thuần Lương lắc đầu, ta chợt phát hiện tự mình làm người có chút quá khoan dung. Phan Tuấn Phong cười nói, chỉ giáo cho. Hứa Thuần Lương ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa chính đang kiến thiết bệnh truyền nhiễm viện Tân Y viện công trường. Nếu như lúc trước chúng ta lại kiên trì một chút, Hoắc Bình Thanh cố gắng liền sẽ không được như ý. Rời đi bệnh truyền nhiễm viện cũng là Phan Tuấn Phong trong lòng một nỗi tiếc nuối khôn nguôi, mặc dù hắn tại Hứa Thuần Lương trợ giúp đi xuống cấp bậc cao hơn Đông Châu Trung Y viện, nhưng là tự tay tướng bệnh truyền nhiễm viện mới viện dựng lên đã từng là hắn lý tưởng lớn nhất, tại hiện thực bột trước lý tưởng cuối cùng thành bọt biển. Phan Tuấn Phong thở dài nói, không có cách, quyền quyết định không tại trong tay của chúng ta. Hứa Thuần Lương nói, khỏe mạnh dùng để đầu tư tiền đến từ bán đảo Minh Đức tập đoàn. Phan Tuấn Phong nhìn Hứa Thuần Lương một chút, hợp đồng đều ký qua, công trình đã toàn diện khởi công, coi như có thể chứng minh Địch Bình Thanh ở trong đó động tay chân thì phải làm thế nào đây, vô luận hắn từ ai nơi đó lấy được tài chính, chỉ cần đầu tư chứng thực, trong thành phố mới sẽ không quan tâm những chuyện khác đâu. Hứa Thuần Lương nói, ta nhớ được trên hợp đồng có không ít kèm theo nói rõ. Phan Tuấn Phong lắc đầu nói, vô dụng. Nếu như đem những chuyện này lật ra đến, chủ quản bộ môn cũng sẽ bị truy cứu giám thị trách nhiệm. Hứa Thuần Lương biết hắn nói đến tất cả đều là sự thật, lúc này có cá đã mắc câu, câu đi lên chỉ là một đầu không đủ một cân cỏ lưu manh, Hứa Thuần Lương cởi xuống cá về sau một lần nữa ném trở về cá đường, người không có việc gì, thường nói quan lại bao che cho nhau. Phan Tuấn Phong nhịn cười không được, kia là cùng cấp bậc, cuối cùng ra cõng nồi đều là tôm tép. Hứa Thuần Lương nói, người sợ cõng nồi a? Phan Tuấn Phong nói, ta không có gì phải sợ, lúc trước ta là cầm ý kiến phản đối, bằng không thì cũng sẽ không bị người ta đá ra khỏi cục. Hứa Thuần Lương nói, cam tâm sao? Phan Tuấn Phong trầm mặc một hồi, hắn có thể nào cam tâm? Hứa Thuần Lương nói, gần nhất ta muốn làm cái thanh toán, có khả năng sẽ lan đến gần ngươi. Phan Tuấn Phong cười nói,
cho nên hôm nay mời ta câu cá là để cho ta sớm có chuẩn bị tâm lý, người yên tâm, ta khẳng định đứng tại bằng hữu một bên. Hứa Thuần Lương lộ ra một tia nụ cười thản nhiên, Phan Tuấn Phong không thể nghi ngờ là bạn chí cốt, tại cách đối nhân xử thế phương diện Phan Tuấn Phong muốn so với mình khắc chế được nhiều. Lục Minh giữa chưa tới thời điểm, hai người đã thu hoạch tương đối khá, trong đó một chút cá đã để cá đường thầu khoán cầm tới làm đồ ăn. Hứa Thuần Lương buông xuống cần câu, chào hỏi Lục Minh tới chơi đùa, Lục Minh đối câu cá không có hứng thú gì, lại để cho cá đường lão bản giết một con hoang dại con ba ba. Hứa Thuần Lương đi vào bên cạnh hắn nói, không cần quá long trọng, ba người chúng ta ăn không được quá nhiều. Lục Minh nói, ai nói ba người chúng ta, quay đầu Hoàng Tiên Sinh cùng Phổ Kiến cũng muốn đi qua. Hứa Thuần Lương nói, bọn hắn tới làm gì? Lục Minh nói, Phổ Kiến mang Hoàng Tiên Sinh đi tham quan phụ cận hán mộ, ta sắp xếp người tiếp đãi, dù sao không xa, liền hô bọn họ chạy tới cùng nhau ăn cơm. Lúc nói chuyện, Phổ Kiến cùng đi Hoàng Võng Lân cùng nhau tới, Hứa Thuần Lương đi qua nghênh đón, Phổ Kiến không biết chỗ nào lấy được một cỗ thụy xe hổ, bánh xe bên trên tràn đầy bùn đất, chủ yếu là vùng này đều là công trường, bộ phận con đường còn không có hoàn toàn hoàn thành trải chứa. Gần nhất lại vừa mới mưa. Hứa Thuần Lương đi trước cùng Hoàng Võng Lân nắm tay, Hoàng Võng Lân nhìn thấy Hứa Thuần Lương cũng là có chút vui mừng, hắn tham gia xong Hứa lão gia tử tang lễ về sau một mực không đi, bất quá cũng không có cùng Hứa Thuần Lương liên hệ, trên cơ bản tất cả mọi người ôm giống nhau tâm tư, để Hứa Thuần Lương mấy ngày nay hảo hảo điều trị một hạ tâm tình, tận lực không đi quấy rầy hắn. Phổ Kiến nhìn chằm chằm mặt mọc đầy râu Hứa Thuần Lương nhìn trong chốc lát nói, ngọa tào, có thể a. Cái này dâu ria đủ vượng, giống được hormone quá thừa. Lúc đầu hắn muốn nói tìm cô nàng giúp người hạ chút hỏa, có thể kiểm tra lo đến Hứa Thuần Lương gần nhất tao ngộ, cũng liền không có nói đi xuống, dù sao Hứa Thuần Lương cũng không kém hạ sốt chỗ. Hứa Thuần Lương nói, người nhà chưa hề đều là trong mồm chó nhà không ra ngà voi. Mấy người đều nở nụ cười. Hứa Thuần Lương hỏi Hoàng Võng Lân vừa rồi tham quan hán mộ thể nghiệm. Hoàng Võng Lân nói, Đông Châu hán mộ thật nhiều. Ta đi qua đến xem qua vài tòa, hôm nay nhờ có Lục cục trưởng an bài, lại nhìn vài tòa không có đối ngoại mở ra hán mộ, thực là không tồi. Lục Minh nói, không phải ta khoác lác, luận số lượng chúng ta Đông Châu hán mộ tại cả nước phạm vi bên trong có thể xưng thứ nhất, chất lượng phương diện cũng xếp tại hàng đầu. Hoàng Võng Lân nói, phần lớn là nhiều, bất quá vị trí có chút giải rác, khai phát khuyết thiếu quy hoạch, đối phổ thông khách du lịch tới nói thể nghiệm có thể sẽ không quá tốt. Lục Minh bị hắn tạt một chậu nước lạnh, có chút thất lạc, bất quá hắn cũng không thể không thừa nhận Hoàng Võng Lân nói đều là sự thật, mặc dù Đông Châu hán mộ nhiều, nhưng Lâm Thị hán Lương Vương mộ đều thành công xin 5 cấp A gió cảnh khu, Đông Châu bên này hán mộ cảnh khu tối đa cũng chính là phủ lên 3 A, đương nhiên người ta cái kia quy mô hoàn toàn chính xác cũng đủ lớn. Phổ Kiến đi theo Hoàng Võng Lân bên người học vấn mặc dù không có giải bao nhiêu, nhưng so sánh quá khứ càng ưa thích trang bức, ho khan một tiếng nói, đúng đấy. Đông Châu hán mộ tựa như là từng khỏa ngọc trai, nhưng đông một cái tây một cái phân bố quá tán, khuyết thiếu một đầu tuyến tướng những này ngọc trai cho bắt đầu xuyên. Lục Minh nói, đúng, Đông Châu hán mộ phổ biến quy mô không lớn. Hoàng Võng Lân nói, hán mộ giá trị cũng không thể lấy lớn nhỏ đến luận cao thấp, liền nói chúng ta hôm nay đi qua lý tập hán mộ, mặc dù không lớn, nhưng trong đó hán chân dung giá trị nghiên cứu cực lớn. Lục Minh ở phương diện này có hiểu biết. Nhưng là kiến thức chuyên nghiệp cùng Hoàng Võng Lân không cách nào đánh đồng, chỉ có thể liên tục gật đầu. Hứa Thuần Lương nói, ta nghe nói Đông Châu chung quanh nơi này mỗi trong một ngọn núi đều có hán mộ. Phổ Kiến nói, cái này cũng không giả, liền nói phía trước tòa kia đống đất, phía trên liền có mấy chỗ trộm động, một mực cũng không có người tiến hành bảo hộ. Hắn nói đống đất ngay tại cá đường bên cạnh, ở vào Thanh Sơn khu mỏ Quảng Di chỉ công viên cùng bệnh truyền nhiễm viện Tân Y viện ở giữa. Người nói vô tâm người nghe hữu ý, Hứa Thuần Lương nói, người nói là cá đường đông nam cái kia tiểu thổ bao. Phổ Kiến nhẹ gật đầu, vừa rồi ta cùng sư phụ cùng đi xem qua, sư phụ nói, phía dưới có mộ, kia đống đất chính là phong thổ đống, đi qua phía trước hẳn là còn có từ đường. Hoàng Võng Lân cảm thán nói, phá hư quá nghiêm trọng, ta ngay tại ven đường tìm được nửa tấm bia đá, đoán chừng toàn bộ từ đường sớm đã bị người phá hủy. Lục Minh tò mò hỏi, có giá trị sao? Hoàng Võng Lân lắc đầu, loại kia phá hư nghiêm trọng hán mộ, đoán chừng không biết bị trộm bao nhiêu lần, cái nào còn có cái gì giá trị. Hứa Thuần Lương lại không nghĩ như vậy, lúc trước Dương Sơn nghĩa địa công cộng sự tình, hắn liền lợi dụng một lần Dương mưu tướng Dương Tiến tải đám kia không nghe lời ra hỏa giáo huấn một trận,
có chút phương pháp chưa hẳn không thể dùng lần thứ hai. Sau khi ăn cơm xong, Hoàng Vọng Lân mấy người đi câu cá, Hứa Thuần Lương đem Phổ Kiến cho kêu lên, hai người đi bên cạnh đống đất nhìn một chút. Phổ Kiến rất chuyên nghiệp cho Hứa Thuần Lương phổ cập khoa học tòa này hán mộ phá hư tình huống, Hứa Thuần Lương dùng mang tới đèn pin hướng trộm trong động chiếu chiếu, cảm giác rất sâu, bên trong coi là thật không còn có cái gì nữa. Phổ Kiến cười nói nhảm, không biết bị trộm bao nhiêu lần, nơi đó văn vật bộ môn cũng tới khảo sát qua, hẳn là không cái gì giá trị. Hứa Thuần Lương nói, có lẽ bên trong có hán chân dung thạch loại hình đồ vật đâu. Một số thời khắc những cái kia không có thể di động văn vật cũng là bảo vật vô giá. Phổ Kiến nói, sư phụ ta nói, bên trong chôn khẳng định không phải vương hầu tướng lĩnh, nhiều nhất là cái thổ hào thân sĩ vô đức. Hứa Thuần Lương giật dây nói, ngươi vào xem. Phổ Kiến ngạc nhiên nhìn qua hắn, ta cái gì thủ tục đều không có, ngươi đây không phải lừa ta sao? Hứa Thuần Lương nói, không phải nói không có gì giá trị sao? Ta giúp ngươi canh chừng, ngươi đi xuống xem một chút. Phổ Kiến cho rằng con hàng này hẳn là bởi vì ra ra qua đời đầu óc thụ điểm kích thích, muốn đi chính ngươi đi, ta giúp ngươi canh chừng. Hứa Thuần Lương nói, khảo cổ phương diện tri thức ta không bằng ngươi a, ta coi như đi xuống cũng xem không hiểu bên trong đến cùng có giá trị hay không. Phổ Kiến vẻ mặt đau khổ nói, chính là một nhỏ mộ, ngươi lại còn coi bên trong có bảo bối a. Hứa Thuần Lương nói, không có điều tra thì không có quyền lên tiếng, ngươi đi xuống xem một chút, ta cho ngươi trông chừng. Phổ Kiến hướng chung quanh nhìn một chút, Hứa Thuần Lương nói, yên tâm đi, chung quanh nơi này không ai, cũng không có camera, nếu có người đến, ta giúp ngươi làm chứng, ngươi là trượt chân rơi xuống. Phổ Kiến nuốt nước miếng một cái nói, ngươi nhà đừng lừa ta a. Hai ta quan hệ gì, ta hố mình cũng không thể hố ngươi a. Phổ Kiến nhẹ gật đầu, cân nhắc đến gần nhất Hứa Thuần Lương tao ngộ nhiều như vậy biến cố, đoán chừng tinh thần bị kích thích, thân là bằng hữu thực sự không đành lòng cự tuyệt. Coi như hống hắn vui vẻ đi, Phổ Kiến từ trong túi móc ra khẩu trang, đeo lên thủ sáo, lúc này mới từ trong đó một cái trộm động chui vào. Hứa Thuần Lương chờ ở bên ngoài, qua không bao lâu nghe được Phổ Kiến ở bên trong phàn nàn, đều mẹ nó thành nhà xí, Hứa Thuần Lương, người nhà hại chết ta rồi. Hứa Thuần Lương có chút muốn cười, người cẩn thận một chút, đừng dẫm lên địa lôi. Phổ Kiến nói, cái này mộ song trống không, không lớn, hai phòng ngủ một phòng khách. Ngược lại là có mấy khối hán chân dung thạch, phá hư nghiêm trọng, không có giá trị. Hứa Thuần Lương nói, ngươi nhiều chụp mấy tấm hình. Phổ Kiến thở dài, ở bên trong tản bộ một vòng, chụp mấy bức ảnh chụp, cảm giác mắc tiểu dần dần dày, thế là tìm cái mộ thất một góc, gắn ngâm nước tiểu, cái này ngâm nước tiểu ngược lại là nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Phổ Kiến tiểu xong, hưng khởi trêu cợt Hứa Thuần Lương suy nghĩ, mở ra đèn flash nhắm ngay tác phẩm của mình chụp ảnh. Chụp hai phát lại cảm giác có chút không đúng, bị tự mình rửa lễ mặt đất thế mà xuất hiện một bức tranh chạm đá. Phổ Kiến khom người xuống đi, móc ra mang theo người khăn lau, cho mượn điểm tươi mới dịch thể lau mặt đất, lần này lộ ra càng nhiều đồ án, sơ bộ phán đoán, cái này trên mặt đất khắc phải là một trên diện rộng thăng thiên đồ, cái này tại hán trong mộ vẫn là cực kỳ hiếm thấy, tại trong ấn tượng của hắn, hán mộ ít có tại mặt đất điêu khắc đồ án. Phổ Kiến lại chụp mấy bức ảnh chụp. Lúc này mới đẩy bụi đất bò lên ra ngoài. Hứa Thuần Lương tại cách đó không xa tản bộ, nghe được động tĩnh xoay người lại, người ở bên trong thuận tiện đúng hay không? Phổ Kiến nói, ít oan uổng người, ta là vì khảo cổ sự nghiệp. Hắn đem mình vừa rồi phát hiện đưa cho Hứa Thuần Lương nhìn. Hứa Thuần Lương nói, nhìn giống như rất tinh mỹ dáng vẻ. Phổ Kiến nói, nhất định phải thích. Đi tiểu phát hiện, người này nhưng thật chán. Bởi vì Phổ Kiến ngoài ý muốn phát hiện, Hoàng Vọng Lân cũng tự mình hạ mộ khảo sát, tại hắn chuyện xưa dò xét mộ sử bên trong, cũng chưa từng thấy qua trải tại mặt đất hán chân dung, sau khi xem cũng cảm thấy có chút kỳ quái, lúc này biểu thị cái này ở trong nước hán trong mộ là tương đương đặc biệt một cái tồn tại, đừng nhìn tòa này hán mộ không lớn, nhưng đặc biệt kết cấu quyết định đặc thù giá trị khảo cổ. Hứa Thuần Lương quan tâm nhất là giá trị lớn bao nhiêu, Hoàng Vọng Lân ăn ngay nói thật, có giá trị cũng không có nghĩa là giá trị rất lớn. Trên mặt đất hán chân dung thạch đồ án tại địa phương khác cũng là có thể nhìn thấy, chỗ đặc thù chủ yếu là trải trên mặt đất, có thể là mộ chủ nhân yêu cầu, cũng có thể là công tượng hưng khởi chi tác, nguyên nhân cụ thể còn chờ khảo chứng. Hứa Thuần Lương nhắc nhở Lục Minh, tranh thủ thời gian đối cái này một hán mộ tiến hành bảo hộ, ngàn vạn muốn phòng ngừa hán mộ lọt vào đến tiếp sau phá hư, đến lúc đó khẳng định sẽ gánh chịu quản lý trách nhiệm.
Thân là văn lữ cục trưởng Lục Minh đối vùng này phát hiện hán mộ cũng là không cảm thấy kinh ngạc, dù sao phụ cận liền có hai tòa quy mô khá lớn hán mộ còn tại khảo cổ trong nghiên cứu, bất quá hắn vẫn là đem Hứa Thuần Lương nhắc nhở đặt ở trong lòng. Vì thế Lục Minh còn đặc địa tìm tương quan người phụ trách hiểu rõ một chút tình huống, tòa này hán mộ quy chế không lớn, phá hư nghiêm trọng, những năm 80 thời điểm, Đông Châu Cục Văn hóa Khảo cổ liền tổ chức qua đối nơi đó vài tòa hán mộ khảo cổ, tòa này chính là một cái trong số đó, lúc ấy chuyên gia cũng luận chứng qua, tòa này hán mộ giá trị không lớn, về phần phổ kiến phát hiện cái gọi là bột hán chân dung thạch, lúc ấy cũng cẩn thận nghiên cứu qua, căn cứ điêu khắc thủ pháp đến xem, nên là hậu kỳ làm giả. Thay lời khác tới nói, tòa này hán mộ đang bị trộm về sau, không ngừng có người đi vào, khả năng chiều nào đó thay mặt một vị nào đó thợ đá bỏ sau khi đi vào, nhất thời hưng khởi, liền tại mặt đất làm một bức cao phẳng khắc đá. Lục Minh nghe qua hán mộ khảo sát kinh lịch về sau cũng liền đã mất đi hứng thú, nhưng là có một chút hắn cũng không nghĩ tới, phổ kiến thế mà tướng tòa này hán mộ dò xét mộ video tuyên bố tại trên mạng. Kỳ thật hiện tại trên mạng tuyên bố cái này dò xét mộ video chủ blog không ít, ở trong đó có không ít là khảo cổ kẻ yêu thích, còn có một phần là đi qua xử lý qua phi pháp trộm mộ hoạt động, hiện tại rửa tay không làm tiến vào hoàn toàn mới đường đua, đương nhiên cũng có một số nhỏ nhân sĩ chuyên nghiệp, bất quá cái này video chân chính có thể gây nên nhiệt độ không nhiều. Phổ kiến nhìn như tùy ý dò xét mộ video một khi tuyên bố điểm kích suất tiêu thăng, Lục Minh chuyên môn tìm đến video nhìn một lần. Không thể không thừa nhận người này thật sự là quá sẽ đập, cảm giác thần bí, không khí cảm giác tô đậm đúng chỗ, nhất là trong mộ hán chân dung thạch bị hắn đập đến tinh mỹ tuyệt luân, lại thêm tình cảm giạt rào giải thích cùng diễn dịch, để cho người ta nghĩ lầm con hàng này tiến vào mã vương đôi. Lục Minh về sau mới biết được, phổ kiến dò xét mộ video là siêu cấp lưới lớn đỏ tam lưỡng tam hỗ trợ biên tập chế tác, phối âm đều là tam lưỡng tam tự thân lên trận. Lục Minh đi qua làm mạng lưới giám thị xuất thân. Xem hết bản này dò xét mộ video liền ý thức được cái này không đáng chú ý hán mộ có thể sẽ bởi vì lần này tuyên truyền trở thành lưới đỏ đánh kẹt điểm. Sự tình quả nhiên không có nằm ngoài sự dự liệu của hắn, mấy ngày kế tiếp, lần lượt có người tiến về tòa này vô danh hán mộ tiến hành đánh kẹt quay chụp, nhiều nhất thời điểm thậm chí có gần trăm tên lưới đỏ chủ block tề tụ một đường, nghiễm nhiên tướng nơi này trở thành quốc chi côi bảo. Tòa này bị chuyên gia khảo cổ đã sớm định tính làm giá gặp không lớn hán mộ đột nhiên nổi giận lên. Đồng thời quay chung quanh tòa này hán mộ tin tức khác cũng không ngừng truyền ra, trong đó có một tin tức chính là tòa này hán mộ không có đạt được vốn có coi trọng cùng bảo hộ, đi qua nhiều lần bị trộm, hiện tại lại đứng trước bởi vì kiến trúc thi công bị phá hư nguy hiểm. Tòa này hán mộ ở vào bệnh truyền nhiễm viện Tân Y viện cùng Thanh Sơn khu mỏ quặng di chỉ công viên ở giữa, dựa theo quy hoạch sẽ có một con đường đi qua từ nơi này, con đường này trước mắt vừa mới bắt đầu thi công. Những này tới đánh kẹt lưới đỏ chủ block không biết ở đâu ra tin tức. Từng cái bắt đầu tiến hành mạng lưới thỉnh nguyện, yêu cầu nước bị bảo hộ ra bảo dấu, đồng thời cũng khiển trách Đông Châu Bệnh truyền nhiễm viện Tân Y viện dã man thi công dẫn đến hán mộ phá hư hành vi. Đối Đông Châu Bệnh truyền nhiễm viện tới nói, đây đều là tự dưng chỉ trích, trong thành phố đem cánh đồng phê cho bọn hắn trước đó hán mộ liền tồn tại, mà lại sớm đã bị trộm qua 800 trở về, phá hư cũng không có quan hệ gì với bọn họ. Lục Minh biết rõ dư luận lợi hại, nhớ tới Hứa Thuần Lương trước đây đối nhắc nhở của mình. Hắn cũng không dám thất lễ, lập tức sẽ cầu văn bảo đảm bộ môn tiến về hán mộ tiến hành khảo sát cũng xác định bảo hộ phạm vi. Văn vật bảo hộ phạm vi cũng không phải tuân theo thấy tức đoạt được nguyên tắc, đừng nhìn tòa này hán mộ không lớn, một khi xác định bảo hộ phạm vi, vậy coi như là đem chung quanh mấy lần gấp mấy chục lần diện tích cho bao quát tiến đến. Thanh Sơn khu mỏ quặng di chỉ công viên bản thân liền là lịch sử cảnh khu, cho nên nhận ảnh hưởng không lớn, nhưng là bệnh truyền nhiễm viện Tân Y viện công trình nhận ảnh hưởng liền lớn. Hơi nhiều đồng dạng điểm, liền phải đem mới bệnh viện kiến thiết dùng cho vạch đến phạm vi bên trong. Đương nhiên còn muốn cân nhắc đến tòa này hán mộ giá trị thực tế, dựa theo ban sơ quy hoạch, tòa này hán mộ cơ hồ không có chút giá trị có thể nói, là muốn san bằng sửa đường. Nhưng trải qua trên Internet một fan tuyên truyền lên men, ảnh hưởng càng lúc càng lớn, nếu như tiếp tục dựa theo nguyên quy hoạch chấp hành làm không tốt sẽ tạo thành mạng lưới ý kiến và thái độ của công chúng. Lục Minh trước mắt đối sách là trước bảo hộ. Sau đó khảo sát, mời trong nước chuyên gia đến luận chứng, nếu như chứng minh hán mộ không có giá trị, như vậy lại dựa theo lúc đầu quy hoạch chấp hành cũng liền không có vấn đề gì. Chỉ khi nào luận chứng kết quả cho thấy tòa này hán mộ có giá trị, nếu như tòa này hán mộ giá trị thật giống trên mạng video nói như vậy là quốc gia nào bảo tàng, sợ lo sự tình liền lớn. Lục Minh nhắm mắt lại, ngón tay nhẹ gõ nhẹ bàn làm việc bột,
nội tâm yên lặng suy nghĩ, nếu như dựa theo trên cùng bảo hộ trôi qua, đó chính là lấy Hán trong mộ làm cơ sở điểm, đông đến 301 quốc lộ, nam, tây, bắc các 300 mét trong vòng, lại thêm kiến thiết khống chế mang, bình thường là bảo hộ phạm vi bên ngoài 100 mét. Nghĩ tới đây, Lục Minh bỗng nhiên liền mở hai mắt ra, kia là 240 mẫu đất. Đông Châu Bệnh truyền nhiễm viện mới viện khu tổng cộng mới 100 mẫu đất, coi như một bộ phận bảo hộ phạm vi tại Thanh Sơn khu mỏ Quảng Di chỉ công viên, nhưng hơn phân nửa phạm vi đều tại Đông Châu Bệnh truyền nhiễm viện mới viện khu, thậm chí chúng liền Hàn sản nghiệp vườn thổ địa cũng tại bảo đảm hộ phạm vi bên trong. Lục Minh đem sự tình lúc trước đến sau lại như thế đánh cược một lần, lập tức rõ ràng sáng tỏ, ta là cái xoa. Thuần Lương a Thuần Lương, tiểu tử ngươi đây là hạng trang múa kiếm ý tại bái công a. Lục Minh coi như xem thấu Hứa Thuần Lương động cơ, hắn cũng không thể nói toạc, giữa bằng hữu là cần ăn ý, đã Hứa Thuần Lương muốn chơi, hắn chỉ có thể phối hợp, dù sao hắn là chỗ chức trách, giải quyết việc chung. Thế là rất nhanh một phần đình công thư thông báo liền xuất hiện tại bệnh truyền nhiễm viện viện trưởng Nghiêm Hồi Ý trên bàn công tác. Nghiêm Hồi Ý nhìn thấy phần này đình công thư thông báo liền đau đầu, đang kiến thiết mới bệnh viện sự tình bên trên hắn thật không có bao nhiêu quyền lên tiếng, tranh thủ thời gian liên hệ thi công phương. Thi công phương cũng chính là phía đầu tư, tất cả đều là Khang Kiện tập đoàn đoàn đội. Thi công phương người phụ trách Tạ Tân Niên nhận được tin tức về sau, vội vã đến tìm Nghiêm Hồi Ý, tức giận đến tại chỗ liền cùng hắn đập cái bàn. Đình công, dựa vào cái gì đình công? Tòa kia phá mộ đều bị người trộm 800 trở về, lại nói căn bản cũng không tại chúng ta thi công phạm vi bên trong, dựa vào cái gì để chúng ta đình công? Người biết đình công một ngày chúng ta muốn tổn thất bao nhiêu không? Nghiêm Hồi Ý đối thi công phương vẫn còn có chút kính úy, lắp bắp nói, Tạ Tổng, người cùng ta phát cái gì lửa, ta cũng biết, đạo, Hán mộ vị, ở vào, công trường bên ngoài, nhưng đình công thông chi là, văn phiếu bảo hành vị hạ đạt, ta có thể có biện pháp gì? Tạ Tân Niên nói, Nghiêm viện trưởng, khỏe mạnh đầu tư 50 ức, giúp đỡ bọn người kiến thiết tân y viện, vì để sớm ngày xây thành tân y viện, chúng ta không biết ngày đêm vất vả công việc. Đông Châu phương diện không phải đáp ứng cho chúng ta chính sách bồi dưỡng, đáp ứng bảo hộ đầu tư, hứa hẹn cho dù tốt cũng không bằng rơi xuống thực chỗ. Nghiêm Hồi Ý lại không phải là không có tính tình, cái gì gọi là giúp chúng ta kiến thiết. Các người đầu tư còn không phải là vì hồi báo. Chờ các người xây xong tân y viện, lão tử cũng nên về hưu, có hay không tân y viện đối ta viện trưởng này lại có ảnh hưởng gì. Nụ cười trên mặt hắn cũng đã biến mất, ngươi đừng nói với ta. Ngươi đi tìm tới đầu nói. Tạ Tân Niên nói, chúng ta là nhà tư sản, những sự tình này các ngươi không đi xử lý ai đi xử lý. Đầu tư là chúng ta, kiến thiết là chúng ta, xảy ra sự tình cũng là chúng ta xử lý, như vậy xin hỏi các ngươi đến cùng có thể làm gì? Nghiêm Hồi Ý đã sớm chịu đủ nhà tư sản này tấm vênh vang đắc ý khuôn mặt, bất quá hắn không có sinh khí, lạnh nhạt nói, ta còn có buổi họp. Tạ Tân Niên nhẹ gật đầu. Biết cùng hắn lại nói cũng không có tác dụng gì, trước mắt chỉ có thể đi tìm đại lão bản Bình Thanh. Địch Bình Thanh gần nhất đều không tại Đông Châu, đến một lần hoàn toàn chính xác có chuyện phải xử lý, thứ hai Tần Ngọc Kiều bị tra, hắn muốn trốn tránh một chút danh tiếng. Tiếp vào Tạ Tân Niên báo cáo về sau, Địch Bình Thanh ý thức được chuyện này hẳn không phải là sự kiện ngẫu nhiên, rất có thể là có người tại làm cục, mục đích đúng là vì mình mà đến. Địch Bình Thanh quyết định lập tức trở về Đông Châu. Đồng thời dự định cùng Uông Kiến Minh gặp mặt một lần, hắn cũng tìm phương diện này chuyên gia hỏi thăm một chút tình huống, trên cơ bản có thể kết luận, tòa kia Hán mộ khảo cổ ý nghĩa không lớn, vì một tòa cơ hồ không có bất kỳ cái gì giá trị cổ mộ liền để đầu tư 50 ức công trình đình công, đây quả thực là chứa thiên hạ cười chê. Địch Bình Thanh trở về Đông Châu trên đường đã nghĩ kỹ như thế nào cùng Uông Kiến Minh phản ứng chuyện này, hắn nhận vì lần này Hán mộ sự kiện có chút giống Dương Sơn nghĩa địa công cộng phiên bản. Có người đang cố ý lợi dụng chuyện này đến trở ngại tân y viện thi công. Vô danh Hán mộ nhiệt độ vẫn đang không ngừng kéo lên, thậm chí có tiếng người xưng này lại trúng tuyển năm nay khảo cổ 10 phát hiện lớn. Hán mộ trên mặt đất Hán chân dung thạch bản dập bị đặt ở trên mạng, vô số khảo cổ kẻ yêu thích đối bản dập tiến hành phân tích, quay chung quanh phân tích nội dung lại tạo thành một cỗ dậy sóng. Hiện tại liền lúc trước tham gia qua Hán mộ khảo cổ chuyên gia đều có chút hoài nghi, chẳng lẽ là bọn hắn năm đó nhìn sai rồi? Chẳng lẽ cái này trên mặt đất Hán chân dung thật sự là một bức hiếm có chân phẩm? Bởi vì việc này, Đông Châu đài truyền hình chuyên môn phỏng vấn mấy vị chuyên gia khảo cổ, hiện tại chuyên gia khảo cổ phát biểu đều phi thường thận trọng, trên cơ bản đều biểu thị tại cái này một địa khu Hán mộ rất nhiều,
có vị chuyên gia còn dùng tới Thanh Sơn Hán Mộ bày định nghĩa. Đông Châu Văn Lữ Cục đương nhiên không thể thờ ơ, văn bảo đảm bộ môn chẳng những cho hai nhà đơn vị hạ đình công thông chi, hơn nữa còn hoạch xuất ra lâm thời bảo hộ phạm vi, cụ thể bảo hộ phạm vi chưa quyết định, nhưng là lâm thời văn bảo đảm cọc móng đã đứng lên. Mặc dù Thanh Sơn khu mỏ quặng di chỉ công viên cũng nhận được đình công thông chi, nhưng là đối bọn hắn ảnh hưởng không lớn, bản thân di chỉ công viên cũng không có đang xây công trình, cho nên chân chính chịu ảnh hưởng chỉ có bệnh truyền nhiễm viện mới viện khu công trình. Nếu như không phải Địch Bình Thanh tới chơi, Uông Kiến Minh còn không biết cái này chuyện mới mẻ. Đông Châu làm Hán văn hóa nơi phát nguyên, phát hiện Hán mộ không tính là lớn tin tức. Tại Uông Kiến Minh xem ra, ngành tương quan cách làm cũng không chỗ không ổn, dù sao có văn bảo đảm pháp, nhưng theo, thi công quá trình bên trong nhất định phải chú ý văn vật bảo hộ. Thấy không gây nên Uông Kiến Minh coi trọng, Địch Bình Thanh kêu khổ, Uông thư ký, người khả năng đối tòa này Hán mộ không hiểu rõ, tìm đến người trước đó, ta đã xâm nhập hiểu qua tòa này Hán mộ tư liệu, tòa này Hán mộ nhiều lần bị trộm, sớm tại những năm 80 văn vật chuyên gia liền khảo sát qua, không có gì giá trị quá lớn, mà lại Hán mộ vị tại chúng ta công trường bên ngoài, cùng chúng ta kiến thiết không có quan hệ gì. Uông Kiến Minh hỏi ngược lại, đã không quan hệ tại sao muốn để các ngươi đình công đâu? Hoắc Bình Thanh nói, ta không biết văn lữ cục vì sao lại làm như thế. Bọn hắn đột nhiên xác định một cái lâm thời bảo hộ phạm vi, Uông thư ký, người biết cái phạm vi này lớn bao nhiêu sao? Uông Kiến Minh nói, bao lớn? Trọn vẹn 300 mẫu đất A, chúng ta tân y viện kiến thiết dùng tổng cộng mới 100 mẫu, người cảm thấy cách không ngoại hạng. Uông Kiến Minh nghe xong thật có chút không hợp thói thường, nhưng suy nghĩ một chút, đây và văn vật bản thân giá chỉ có quan hệ, nếu như Hán mộ thật sự là quốc bảo, 300 mẫu cũng không tính là gì, chỉ là tại trước mắt Hán mộ giá trị khảo cổ còn không có hoàn toàn xác định tình huống dưới, liền vạch ra như thế lớn phạm vi, còn muốn cầu thi công đơn vị ngừng công, động tác giống như có chút quá lớn. Văn vật cần muốn bảo vệ, cũng không thể lấy hy sinh phát triển thành đại giới. Địch Bình Thanh gặp Uông Kiến Minh không nói lời nào, thở dài nói, Uông thư ký, ta biết người công việc bề bộn nhiều việc, vốn là không muốn cho ngài thêm phiền phức, nhưng là chúng ta khỏe mạnh tại Đông Châu đầu tư như thế lớn, cũng coi là Đông Châu làm ra nhất định cống hiến. Tân y viện là chúng ta cùng bệnh truyền nhiễm viện liên hợp chung xây công trình, xây thành về sau đối tượng phục vụ cũng là Đông Châu rộng rãi lão bách tính. Ta cho rằng bởi vì một tòa đã luận chứng qua không có chút giá trị Hán mộ để chúng ta đình công là không chịu trách nhiệm. Cũng là không nhìn Đông Châu lợi ích thiển cận hành vi. Uông Kiến Minh nói, ngươi không nên gấp gáp, chuyện này ta cần muốn tìm hiểu một chút tình huống cụ thể. Ngươi yên tâm, chúng ta chính sách là nhất quán ổn định, chúng ta khẳng định sẽ bảo hộ các ngươi đầu tư, sẽ cho các ngươi cung cấp nhất toàn diện bảo hộ. Địch Bình Thanh nói, ta tin tưởng Uông thư ký, thế nhưng là công trình không chờ người. Chúng ta đình công một ngày đều sẽ tổn thất một số tiền lớn, ta hy vọng ngành tương quan có thể có một cái minh xác thuyết pháp, liền xem như để chúng ta đình công cũng cần một cái đầy đủ lý do. Địch Bình Thanh lại trò chuyện trong chốc lát phương mới rời đi. Chờ hắn sau khi đi, Uông Kiến Minh đem Tần Chính Dương cho gọi đi qua, hắn cũng không cho rằng đây là một kiện đại sự, phát hiện Hán mộ, ngựa bên trên tiến hành bảo hộ, tuyên bố đình công thông chi. Đây là văn phiếu bảo hành vị chức trách, nếu như bọn hắn không có chút nào làm chẳng phải là người nhiều hơn việc. Vạn nhất văn vật tạo thành hư hao, ai đến gánh chịu trách nhiệm này? Uông Kiến Minh cho rằng trong này khả năng tồn tại chuyện bé xé ra to vấn đề, để Tần Chính Dương đi trước tìm văn lữ cục tìm hiểu một chút tình huống cụ thể, nếu quả thật phát hiện có giá trị văn vật, tận lực tăng tốc khảo sát tiến trình, không muốn đối với người ta công trình tiến độ tạo thành ảnh hưởng. Tần Chính Dương lúc đầu coi là chỉ là việc rất nhỏ. Nhưng hắn tìm Lục Minh hỏi một chút, liền ý thức được chuyện này phía sau là Hứa Thuần Lương tại thôi động. Lục Minh hiện tại là dựa theo quy định tương quan từng bước thúc đẩy, hắn cũng có chút đau đầu, biết chuyện này sớm muộn cũng sẽ kinh động Uông thư ký, một khi Uông thư ký truy trách, mình chịu không nổi, nhưng bởi vì Hứa Thuần Lương lật lên sóng gió, hắn kiên trì cũng phải chống đỡ xuống tới, nhiều chống đỡ một ngày là một ngày, nhiều chống đỡ một ngày ảnh hưởng liền sẽ càng lớn, thật là tướng luôn có rõ ràng một ngày. Tòa kia Hán mộ chân chính giá trị sớm tối đều sẽ làm người biết, Lục Minh cũng không dám nghĩ đến tiếp sau sẽ phát triển thành bộ dáng gì. Đóng lại cục trưởng cửa phòng làm việc, Tần Chính Dương nói, tòa này Hán mộ thật hướng bên ngoài nói đến như thế là quốc bảo. Lục Minh giờ khóc giờ cười nói, ta cũng không phải phương diện này nhân sĩ chuyên nghiệp, cho nên ta mới mời trong nước chuyên gia tới giám định, hậu thiên liền sẽ nhằm vào tòa này Hán mộ tiến hành một cái nghiên thảo hội. Tần Chính Dương nói, ta làm sao nghe nói, tòa kia Hán mộ tồn tại rất nhiều năm,
cũng không phải cái gì vương hầu tướng lĩnh mộ táng, còn sớm đã bị trộm rỗng. Lục Minh nói, cũng không rảnh, còn lưu lại mấy tấm hán chân dung. Dù sao chính hắn là không tin tòa này hán mộ là cái gì cấp bậc quốc bảo văn vật. Tần Chính Dương nói, người có phải hay không đem văn bảo đảm cọc móng đều tiết đến bệnh truyền nhiễm viện mới viện công trường đi. Lục Minh nói, lâm thời, dựa theo quy định liền phải làm như thế, vạn nhất tòa này hán mộ bị định tính vì quốc gia cấp văn vật, bộ môn quản lý nếu là không có bất luận hành động gì là muốn nhận gánh trách nhiệm. Tần Chính Dương cười cười không nói chuyện, hắn biết Lục Minh sở dĩ làm như vậy khẳng định là Hứa Thuần Lương ở sau lưng tại thôi động, quen thuộc Dương Sơn nghĩa địa công cộng sự kiện người đều biết Hứa Thuần Lương đã từng lợi dụng Dương Sơn công trong mộ cổ mộ chế tạo một lần phong ba, bây giờ quay đầu nhìn xem sự kiện kia, có câu cá chấp pháp chi ngại, lần này Thanh Sơn trấn hán mộ lại khiến người ta cảm thấy mùi vị quen thuộc, bất quá lần này liệu giống như cho đến càng đầy, ảnh hưởng lớn hơn. Lục Minh móc ra một hộp khói. Tần Chính Dương khoát tay áo biểu thị mình không cần, từ Lục Minh biểu lộ cũng nhìn ra tâm tình của hắn ở giờ khắc này có chút xoắn xuýt. Lục Minh lại đem khói thu về, nhỏ giọng nói, Uông thư ký đã chú ý chuyện này. Kỳ thật hắn tương đương không có hỏi, Tần Chính Dương đều đích thân tới, khẳng định là Uông thư ký thụ ý. Tần Chính Dương nói, người suy nghĩ một chút a, người ta Tân Y viện công trình kiến thiết hừng hực khí thế, các ngươi một tờ đình công thông chi liền để bọn hắn đem công trình tất cả đều cho ngừng. Đình công cũng là muốn sinh ra phí dụng, nhà đầu tư cũng không cam chịu tâm bồi thường tiền, Địch Bình Thanh vì chuyện này chuyên môn đi tìm Uông Bí Thư. Uông Bí Thư có ý tứ gì? Tần Chính Dương nói, để cho ta tới tìm hiểu một chút tình huống, hiện tại mấu chốt của vấn đề ngay tại ở tòa kia hán mộ đến cùng là cái gì cấp bậc văn vật, nếu như giá trị không lớn, vẫn là mau chóng để người ta khôi phục kiến thiết, dù sao cũng là đầu tư 50 ức hạng mục, chậm trễ càng lâu tổn thất lại càng lớn. Lục Minh nói, phải đợi nghiên thảo hội luận chứng về sau mới biết được, Hoàng Vọng Lân tiên sinh mời trong nước nổi danh chuyên gia tới, ta tin tưởng Hậu Thiên liền sẽ có kết luận. Tần Chính Dương trong lòng suy nghĩ một chút, Hậu Thiên liền Hậu Thiên, cuối cùng có cái minh xác ngày, mình cũng tốt hướng Uông thư ký bản giao. Mặc dù biết chuyện này phía sau xúi dục người là Hứa Thuần Lương, Tần Chính Dương cân nhắc về sau vẫn là không có cùng hắn liên hệ, hắn đối Hứa Thuần Lương coi như hiểu rõ, Hứa Thuần Lương một khi quyết định việc cần phải làm. Bất kỳ người nào đều không ngăn cản được, Hứa Thuần Lương lần này có chút liều lĩnh, lỗ mãng, chỉ bằng một tòa không có chút giá trị hán mộ liền muốn để Tân Y viện đình công. Trong thành phố sẽ không ủng hộ hắn làm như vậy. Đã khuyên không được hắn còn không bằng giả ra đối với chuyện này cũng không biết rõ tình hình, Tần Chính Dương cho rằng Hứa Thuần Lương đối với chuyện này mượn đề tài để nói chuyện của mình cũng không sáng suốt, mặc dù tòa kia hán mộ trong khoảng thời gian này bị xào ra nhất định nhiệt độ, nhưng là giá trị khảo cổ cũng không phải là lẫn lộn lên. Hậu Thiên chuyên gia sẽ tới, nghiên thảo hội qua đi, tất cả người đều sẽ rõ ràng tòa này hán mộ căn bản không có giá trị gì. Không có giá trị văn vật tự nhiên là không đáng long trọng như vậy bảo hộ, Hứa Thuần Lương vẫn không ngăn cản được mới bệnh viện kiến thiết. Tần Chính Dương đem hiểu rõ đến tình huống hướng Uông Kiến Minh báo cáo về sau, Uông Kiến Minh cũng không có làm ra quá nhiều biểu thị, tại văn vật trên sự bảo vệ, thận trọng một chút tổng không phải chuyện xấu, liền lấy trung tâm thành phố thương vòng một khối kiến thiết dùng tới nói. Năm ngoái phát hiện dưới mặt đất cổ thành di chỉ, đến bây giờ khảo cổ đều không có kết thúc, nhà đầu tư cũng chỉ có thể đem khởi công ngày nhiều lần trì hoãn. Bất quá gần nhất 2 năm, công trình thi công quá trình bên trong phát hiện di chỉ càng ngày càng nhiều, cái này cùng mọi người văn vật bảo hộ ý thức tăng lên có quan hệ, cùng Đông Châu dưới mặt đất di tích đông đảo có quan hệ, đương nhiên nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là 2 năm này địa sản ngành nghề trở nên càng ngày càng kinh tế đình trệ, bởi vì khảo cổ mà đình công là nhất là đường hoàng lý từ. Hán mộ bản thân giá trị như thế nào cũng không có có ảnh hưởng đến tin tức tại trên Internet truyền bá, để Lục Minh bất ngờ chính là, Nam Giang Viện Bảo tàng chủ động yêu cầu qua tới tham gia lần này nghiên thảo hội, bọn hắn phái ra chuyên gia đoàn đội sẽ ở nghiên thảo hội trước đó đến Đông Châu, đối tòa này hán mộ đi đầu khảo sát. Lục Minh cho rằng Nam Giang Viện Bảo tàng có cọ điểm nóng chi ngại, dù sao chỉ cần là địa phương bên trên có cái gì khảo cổ phát hiện, bọn hắn bình thường đều sẽ trước tiên tới. Địa phương văn phiếu bảo hành vị đối bọn hắn cũng là rất có phê bình kín đáo, không ít cấp bậc quốc bảo văn vật đều bị bọn hắn cho trưng dụng, quá khứ là bởi vì địa phương nhà bảo tàng điều kiện không được, còn tình có thể hiểu, nhưng bây giờ địa phương nhà bảo tàng điều kiện cũng không so với bọn hắn chênh lệch, nhưng bọn hắn còn như thế làm. Trong lòng khó tránh khỏi cũng có chút khó chịu. Hiện tại giới khảo cổ lưu hành một cái địa chỉ ban đầu khai quật địa chỉ ban đầu bảo hộ thuyết pháp, chính là địa phương đối thượng cấp bộ môn cụ thể chống lại. Bất quá loại này chống lại cũng làm ra hiệu quả nhất định,
theo rất nhiều khảo cổ hạng mục xuất hiện, rất nhiều thì cấp cũng theo đó hiện ra không ít cấp quốc gia nhà bảo tàng, tỉnh viện bảo tàng đi qua loại kia thẳng tiếp trưng dụng cách làm cũng thu liễm rất nhiều. Nam Giang viện bảo tàng lần này phái ra một người chuyên gia tổ, cái này người chuyên gia tổ ở trong nước Hán mộ khoa khảo phương diện đều ở hàng đầu, lúc trước đã từng chủ trì đào móc Đông Châu nhiều chỗ Hán mộ, cũng thuận tiện mang đi đào được cấp bậc quốc bảo chân phẩm, dây vàng áo ngọc liền bị bọn hắn để bảo vệ nghiên cứu khoa học lý do cho cất giữ đến Nam Giang khoa học về động thực vật Việt, thành vì bọn họ trấn quán chi bảo. Lục Minh đều cảm thấy kỳ quái, rõ ràng không có cho bọn hắn phát thư mời a, bọn hắn làm sao mình lại tới, chẳng lẽ lại ghi nhớ? Chẳng những là Nam Giang viện bảo tàng chuyên gia tổ, lần này tới còn có Bình Hải Văn Lữ người đứng đầu Hình Văn Hổ. Lục Minh nghe nói Hình Văn Hổ cũng tới thị sát, trong lòng lập tức liền hiểu, Hình Văn Hổ sớm không tới, muộn không tới, hết lần này tới lần khác tại cái này trong lúc mấu chốt đến đây, muốn nói không có một chút xíu mục đích là không thể nào. Lục Minh rõ ràng Hình Văn Hổ cùng Hứa Thuần Lương là bạn vong niên, lần này tới 8-9 phần 10 là hỗ trợ đứng đài tới. Lục Minh không dám thất lễ, mau đem Hình Văn Hổ muốn tới Đông Châu sự tình hướng Uông Kiến Minh làm một cái báo cáo. Uông Kiến Minh đối với chuyện này hiển nhiên có chút lơ là bất cẩn, hắn cho rằng Hình Văn Hổ đến chính là vì thị sát Đông Châu Văn Lữ, để Lục Minh hoạch định một chút Hình Văn Hổ cụ thể hành trình, Hình Văn Hổ đến Đông Châu, hắn khẳng định sẽ ra mặt tiếp đãi. Gần nhất Đông Châu Văn Lữ phát triển không thuận, hoàn toàn chính xác cần trong tỉnh hỗ trợ đỡ nắm một thanh. Mấy ngày nay Hứa Thuần Lương trong nhà thâm cư không ra ngoài, đại cô bên kia rốt cục vẫn là tìm luật sư cùng hắn đánh lên di sản kiện cáo. Hứa Thuần Lương đem cái này khởi kiện cáo giao cho Thanh Nguyên luật sư sở sự vụ Trần Nguyên, loại này nhàm chán việc nhỏ căn bản không cần hắn ra mặt. Trần Nguyên sau khi hiểu rõ tình huống hướng hắn tỏ thái độ, cái này khởi kiện cáo nắm vững thắng lợi. Trần Nguyên từ Hứa ra đi không bao lâu, Hoa Trục Nguyệt đến đây, mấy ngày nay nàng vẫn luôn tại Nguy Sơn Đảo, bên kia truyền hình điện ảnh căn cứ cải tạo công trình đã chính thức khởi công, kỳ thật nàng mỗi ngày đều nhớ tới, có thể kiểm tra lo đến Hứa Thuần Lương gần nhất cần yên lặng một chút. Thế là đè nén xuống đối với hắn tưởng niệm. Nhìn thấy Hứa Thuần Lương, Hoa Trục Nguyệt có rất ít chủ động đánh tới, chăm chú đem hắn ôm lấy. Gương mặt xinh đẹp dán tại hắn tràn đầy sợi râu khuôn mặt bên trên, quấn lại có chút nhói nhói. Hứa Thuần Lương nói, ta không sao, không cần lo lắng cho ta. Hoa Trục Nguyệt nói, ta ngược lại thật ra không muốn lo lắng, nhưng trong lòng luôn luôn không bỏ xuống được. Nắm Hứa Thuần Lương tay ở trên ghế salon ngồi xuống. Nhìn qua Hứa Thuần Lương khuôn mặt, ôn nhu nói, ngươi gầy. Hứa Thuần Lương nói, nhẹ 5 cân. Hoa Trục Nguyệt có chút đau lòng sờ lên mặt của hắn, muốn ăn cái gì, quay đầu ta đi thị trường mua đến cấp ngươi bồi bổ. Hứa Thuần Lương nói, trong nhà cái gì cũng có, hôm nay buổi sáng Cao Thúc đưa không ít đồ ăn tới. Hoa Trục Nguyệt nói, ta đi xem một chút. Hứa Thuần Lương ôm bả vai nàng nói, không vội. Hoa Trục Nguyệt thuận thế rúc vào trong ngực của hắn. Lặng lặng nghe Hứa Thuần Lương hữu lực nhịp tim. Nàng đã biết Hứa Thuần Lương quá khứ, Hứa Trường Thiện không thể nghi ngờ là hắn trên đời này người thân cận nhất, lão gia tử rời đi đối với hắn đả kích có thể nghĩ. Hứa Thuần Lương nói, trong khoảng thời gian này để ngươi lo lắng cho ta. Hoa Trục Nguyệt nhẹ khẽ vuốt vuốt bộ ngực của hắn, lo lắng ngươi người nhưng không chỉ một mình ta. Nàng tại chua chua trình bày một khách xem tồn tại sự thật. Hứa Thuần Lương tướng thân thể mềm mại của nàng hướng trong ngực nắm thật chặt nói, ta rất may mắn. Hoa Trục Nguyệt nói, Mai Như Tuyết đi Tân Hồ Tân Khu đảm nhiệm người đứng đầu, hôm qua đi Nguy Sơn đảo thị sát, còn đi chúng ta công trường. Không có làm khó dễ ngươi đi. Hoa Trục Nguyệt cười nói, làm sao có thể, không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật, nàng đối ta thái độ rất tốt, còn nói có khó khăn gì một mực hướng nàng sách, nàng sẽ hết sức trợ giúp giải quyết. Hứa Thuần Lương nói, vậy là tốt rồi. Hắn cùng Mai Như Tuyết đã chia tay, bất quá hai người chỉ ít còn tính là bằng hữu. Hoa Trục Nguyệt khóe mắt quét nhìn lặng lẽ quan sát đến Hứa Thuần Lương biểu lộ, luôn cảm thấy giữa hai người cố sự cũng chưa kết thúc, vặn bỗng nhúc nhích vòng eo đứng dậy, ta đi phòng bếp, làm cho ngươi điểm ăn ngon. Hứa Thuần Lương nói, vậy ta liền đợi đến ăn như gió cuốn. Hoa Trục Nguyệt đi phòng bếp không lâu về sau, lại có người qua tới bái phỏng, lần này tới chính là Lưu Hải Dư. Hứa Thuần Lương đem hắn mời vào thư phòng, dù sao Lưu Hải Dư thân phận tương đối đặc thù, hắn cũng không muốn Lưu Hải Dư cùng Hoa Trục Nguyệt có quá tiếp xúc nhiều. Lưu Hải Dư lần này tới là chuyên nói cho hắn biết Trịnh Bồi An kiểm tra thi thể kết quả, căn cứ DNA so với có thể chứng minh, Trịnh Bồi An cùng cái kia Ma Tiểu Đông không tồn tại bất kỳ quan hệ máu mủ,
Hứa Thuần Lương đem giám định kết quả nhìn một lần, nói cho Lưu Hải Dư hai ngày trước Ma Phương Bình mẹ con đã từng tới Đông Châu, nghĩ phải thừa kế Trịnh Bồi An di sản, nhưng ngay hôm đấy lại đi không từ giã. Lưu Hải Dư nói, cái này cũng không kỳ quái, Ma Phương Bình có án cũ, nàng có thể là lo lắng thân phận của mình bại lộ, cho nên mang theo hài tử lại trốn. Hứa Thuần Lương kinh ngạc nói, có án cũ, nàng phạm qua sự tình gì? Lưu Hải Dư nói, chúng ta điều tra rất nhiều tài liệu tương quan, Ma Phương Bình người này cũng không đơn giản. Hắn dừng lại một chút nói, chúng ta bây giờ độ cao hoài nghi cho Trịnh Bồi An hạ cổ người chính là Ma Phương Bình. Hứa Thuần Lương nhớ tới hai ngày trước Bạch Lan cung cấp cho mình tư liệu, nhà thiết kế mưu sát trong đoàn đội bột cũng không có Ma Phương Bình người này. Lưu Hải Dư nói, tình cảnh của ngươi cũng rất nguy hiểm, nhất định phải cẩn thận nhiều hơn. Hứa Thuần Lương nói, lão Hứa ở nơi nào? Lưu Hải Dư nói, hắn có nhiệm vụ, bất quá hắn rất quan tâm ngươi, trước khi rời đi lặp lại bàn giao, để cho ta nhất định phải chiếu cố tốt ngươi. Hứa Thuần Lương cười nhạt một tiếng. Lão Lưu một gương mặt mo có chút phát sốt, hắn phi thường rõ ràng Hứa Thuần Lương thực lực, người ta căn bản không cần mình chiếu cố, lúc trước nếu như không phải Hứa Thuần Lương xuất thủ cứu giúp, chỉ sợ hiện tại hắn đã biến thành bạch cốt một đống. Lưu Hải Dư giải thích nói, ý của ta là, ngươi gặp được cái gì xử lý không tốt phiền phức ta tới giúp ngươi giải quyết, tỉ như. Hắn lời còn chưa nói hết, Hứa Thuần Lương liền vứt cho hắn một phần tư liệu, giúp ta điều tra thêm mấy người này. Lưu Hải Dư hơi kinh ngạc nhìn qua Hứa Thuần Lương, làm sao cảm giác con hàng này là Thiết Ưng thân trên, coi như Thiết Ưng vận dụng quan hệ cho ngươi một cái thân phận, ngươi cũng hẳn là thuộc về ta lãnh đạo, không phải ngươi lãnh đạo ta. Ngươi bằng cái gì đối ta ra lệnh? Hứa Thuần Lương nói, nhìn cái gì vậy a? Thuận tiện giúp ta điều tra thêm gia gia của ta cùng Trịnh Bồi An xảy ra chuyện hiện trường, quần chúng vây xem bên trong có hay không phù hợp đặc thù. Lưu Hải Dư hạ giọng nói, cha ngươi nói hắn sẽ xử lý chuyện này, không muốn ngươi tham gia. Hứa Thuần Lương nói, cho thống khoái lời nói, giúp là không giúp. Lưu Hải Dư thở dài, giúp, đúng, gần nhất cái kia Bạch Lan có hay không cùng ngươi liên lạc qua. Hứa Thuần Lương nói, ngươi không nói ta đều đem nàng đem quên đi, ngươi yên tâm. Chỉ cần nàng liên lạc với ta ta lập tức nói cho ngươi. Lưu Hải Dư nói, nữ nhân này rất nguy hiểm, ngươi không muốn phớt lờ. Hứa Thuần Lương hỏi ngược lại, nữ nhân nào không nguy hiểm? Lưu Hải Dư cười cười, nói tránh đi, ngươi cùng Hoa Trục Nguyệt rất tốt. Hứa Thuần Lương nói, ngươi đây không phải lo chuyện bao đồng sao? Lưu Hải Dư ngượng ngùng cười cười, thuận miệng hỏi một chút, đừng suy nghĩ nhiều. Hứa Thuần Lương không có Lưu Hải Dư ăn cơm ý tứ, Lưu Hải Dư cũng không có ý định ở lâu, cùng Hứa Thuần Lương trao đổi một chút về sau liên hệ phương thức, lại nhắc nhở một chút an toàn hạng mục công việc, lặng lẽ rời đi. Hoa Trục Nguyệt lúc này cũng làm xong đồ ăn, nhìn thấy Hứa Thuần Lương một người đi vào phòng bếp, cười nói, không có Lưu khách nhân ăn cơm. Hứa Thuần Lương nói, một người bạn bình thường, Hoa tỷ, có thể a, sắc hương vị đều đủ. Hoa Trục Nguyệt giải khai tạp dề. Hứa Thuần Lương mau chóng tới giúp nàng giải khai, thuận tiện ôm lấy. Hoa Trục Nguyệt nói, ta thật lâu không có xuống bếp, có thể có chút không thạo, ngươi nếm thử, làm không tốt đừng ghét bỏ. Hứa Thuần Lương ngồi xuống, Hoa Trục Nguyệt đi mở bình rượu, nhìn thấy Hứa Thuần Lương cảm xúc bắt đầu bình phục, nàng cũng từ đáy lòng cảm thấy cao hứng. Hứa Thuần Lương đối Hoa Trục Nguyệt trù nghệ khen không dứt miệng, Hoa Trục Nguyệt cười nói, không có khoa trương như vậy, ngươi thích liền tốt. Nàng kẹp khối thịt bò đút tới Hứa Thuần Lương miệng bên trong. Hứa Thuần Lương nói, không có chút nào khoa trương, về sau thường xuyên làm cho ta ăn. Hoa Trục Nguyệt ôn nhu nói, chỉ cần ngươi thích, lúc nào đều có thể. Một đôi mắt đẹp nhìn qua Hứa Thuần Lương mềm mại cơ hồ liền muốn chảy ra nước. Hứa Thuần Lương nói, đúng rồi, ta định đem Trường Thiện Bệnh viện cổ phần chuyển nhượng cho ngươi. Hoa Trục Nguyệt đối Hứa gia phát sinh sự tình cũng có nghe thấy. Hứa Thuần Lương sở dĩ muốn đem cổ phần chuyển cho mục đích của mình là không muốn phiền phức, mà lại hắn bây giờ còn có công chức mang theo, phòng ngừa về sau có người ở trên đây làm văn chương. Được a, kỳ thật không cần thiết phiền toái như vậy, ta thay mặt cầm là được. Hứa Thuần Lương nói, cụ thể làm sao thao tác người cùng Trần Nguyên thương lượng một chút. Hoa Trục Nguyệt nói, người đại cô thật muốn đánh với người kiện cáo. Hứa Thuần Lương nói, không đánh được, ta để Trần Nguyên xử lý. Ta đại cô người kia bên tai mềm, đều là bị Lương Thụ Đức giật dây, lần này nhiều ít muốn cho hắn một chút giáo huấn. Hoa Trục Nguyệt nói, dạng này thân thích không cần cũng được. Hứa Thuần Lương nói, lúc đầu cha ta có ý tứ là dĩ hòa vi quý,
chỉ là không nghĩ tới bọn hắn như thế lòng tham. Hoa Trục Nguyệt nói, ta biết, ngươi không phải quan tâm tiền người. Hứa Thuần Lương nói, đúng thế, ta nếu là thiếu tiền một mực hướng ngươi đưa tay. Hoa Trục Nguyệt cười nói, được rồi, ngươi cũng đừng cùng ta giả nghèo, ngươi cùng Hạ Hầu Mộc Lan hợp tác sinh ý hồng hồng hỏa hỏa, nàng cơm chùa còn chưa đủ ngươi ăn. Hứa Thuần Lương nói, nàng một người nhưng sữa không no ta. Hoa Trục Nguyệt nghe ra hắn nói bóng gió, mắng, ngươi thật là cặn bã. Hứa Thuần Lương điện thoại di động vang lên, Tô Tình gọi điện thoại tới, nàng ngày mai muốn tới Đông Châu quay chụp Thanh Sơn Hán mộ bầy. Kỳ thật Tô Tình rời đi không có mấy ngày, lần này đưa tin cũng không nói nhất định phải nàng ra mặt, nhưng nàng nghe xong là Đông Châu đưa tin, lập tức liền chủ động tướng công việc ôm xuống dưới, chủ yếu vẫn là vì tới gặp Hứa Thuần Lương. Hứa Thuần Lương muốn chính là chế tạo ảnh hưởng, hắn phi thường rõ ràng tòa kia hán mộ giá trị không lớn, cho nên muốn đem mục tiêu khuếch đại, mang theo Thanh Sơn Hán mộ bầy khái niệm, tòa kia hán mộ cũng là Thanh Sơn Hán mộ bầy một phần tử. Hứa Thuần Lương lần này toàn bộ hành trình không có ra mặt, tỉnh vệ thị tới quay nhiếp cũng không làm kinh động nơi đó văn lữ bộ môn, Phổ Kiến làm cái này ngăn tiết mục cố vấn ra kính, sinh động như thật giảng thuật tòa này hán mộ tương quan cố sự. Phổ Kiến khẩu tài cùng biên chuyện xưa năng lực đều là nhất lưu, tam lưỡng tam đều đề nghị hắn đi chi thức dẫn chương trình lộ tuyến, hiện đang chú ý cái rất nhanh thức thời, chuyển cổ lợi nhuận đã kém xa đi qua, không bằng thử một chút mạng lưới trực tiếp chi thức bán hàng. Tô Tình xuất lĩnh văn lữ kênh tiết mục tổ tại cùng ngày quay chụp Thanh Sơn Hán mộ bầy cùng một ngày, tỉnh văn lữ người phụ trách Hình Văn Hổ tự mình xuất lĩnh khảo sát đoàn đến Đông Châu khảo sát. Cùng ngày buổi sáng Uông Kiến Minh nghênh đón cũng cùng đi Hình Văn Hổ tiến về Đông Châu Tân Hồ Tân khu thị sát, lúc chiều, Hình Văn Hổ tại Đông Châu phân công quản lý văn lữ thành viên ban ngành cùng Đông Châu văn lữ cục trưởng Lục Minh cùng đi tiến về Đông Châu nhà bảo tàng tham quan. Hình Văn Hổ tới qua Đông Châu thật nhiều lần, nhưng là tham quan Đông Châu nhà bảo tàng còn là lần đầu tiên, hắn thấy phi thường cẩn thận, tại Đông Châu nhà bảo tàng tham quan qua đi, lại tiến về phụ cận đi thăm còn đang đào móc khảo sát bên trong thổ sơn hán mộ. Lục Minh vẫn luôn rất cẩn thận, hắn luôn cảm thấy Hình Văn Hổ lần này đến không phải một lần đơn thuần văn lữ khảo sát, thậm chí hoài nghi, Hình Văn Hổ là vì Thanh Sơn Hán mộ bầy mà đến, bất quá Hình Văn Hổ từ đầu đến cuối không có nhắc lên gần nhất tại trên Internet đột nhiên nhảy lên đỏ hán mộ. Nhưng nên tới chung quy muốn tới, nhìn qua thổ sơn hán mộ về sau, Hình Văn Hổ đưa ra muốn đi gần nhất trên mạng nhảy lên đỏ Thanh Sơn Hán mộ đi xem một chút, hắn đối mặt đất bên trên hán chân dung cảm thấy rất hứng thú. Lãnh đạo cấp trên có yêu cầu, Lục Minh Tổng không thể cự tuyệt, lại nói hắn đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, lập tức làm ra an bài, tiến về Thanh Sơn khu mỏ quặng trên đường, hắn đặc địa cho Tần Chính Dương phát cái tin, bảo hắn biết Hình Văn Hổ hướng đi, đây cũng là Uông thư ký yêu cầu. Tần Chính Dương đạt được mới nhất hành trình về sau lập tức tới phòng làm việc hướng Uông Kiến Minh làm ra báo cáo. Uông Kiến Minh nói, Thanh Sơn hán mộ bầy, ta đến Đông Châu cũng có một đoạn thời gian, đi qua không chút nghe nói qua a. Tần Chính Dương nói, là như thế này, Thanh Sơn trấn có không ít hán mộ, thập niên 60 liền tiến hành qua khảo sát, lý tập hán mộ vẫn là nhóm thứ 6 quốc gia trọng điểm văn vật bảo hộ đơn vị. Uông Kiến Minh nghĩ lại là trước đây không lâu Bình Thanh qua tìm đến chính mình sự tình, suy nghĩ một chút nói, bệnh truyền nhiễm viện Tân Y viện Đình Công có phải hay không cùng phát hiện Thanh Sơn hán mộ có quan hệ. Tần Chính Dương nói, có chút liên quan đi, ngày mai sẽ có một cái luận chứng hội. Chuyên gia hợp phạm vi một tòa hán mộ tiến hành tổng hợp đánh giá, căn cứ giá trị làm ra tương ứng bảo hộ biện pháp. Uông Kiến Minh nói, người có tài liệu tương quan sao? Tần Chính Dương đã chuẩn bị xong, từ khi Uông Kiến Minh để hắn đi tìm Lục Minh tìm hiểu tình huống bắt đầu, hắn liền siêu tập tài liệu tương quan cùng tin tức, đây là một người bí thư nhất định phải có được tố chất. Uông Kiến Minh nhìn qua tablet bên trên địa đồ, Tần Chính Dương giới thiệu nói, Uông thư ký mời xem. Tòa này hán mộ ở vào Thanh Sơn mỏ di chỉ công viên cùng bệnh truyền nhiễm viện đang xây Tân Y viện ở giữa, dựa theo vốn có quy hoạch, nơi này sẽ có một con đường. Uông Kiến Minh nói, nếu như là có giá trị văn vật, có thể một lần nữa hoạch định một chút con đường. Tần Chính Dương phát hiện Uông thư ký cũng không phải cái gì đều hiểu, tại văn vật bảo hộ phương diện hắn còn thiếu khuyết một chút nhận biết, thế là tướng văn vật pháp bên trong liên quan tới văn vật bảo hộ phạm vi điều khoản nói một lần.